cho ngươi cơ hội xử lý chuyện nhà. Nếu như ngươi xử lý tốt, nói rõ ngươi có năng lực có thực lực, lại xử tử Tu La, chúng ta sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu như ngươi xử lý không tốt, nói rõ ngươi không có năng lực, cũng không có thực lực, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Đệ tử cũng muốn nhìn xem, phong đô quỷ hoàng này hiệu triệu quỷ tộc U Minh vây bắt Côn Lôn như thế nào, mà Thương Huyền nơi đó lại sẽ phản kích như thế nào. Chương 2916 ý trời, không thể trái. Triệu Thanh Duẫn từ trong bóng tối đi tới, giống như không có để ý phong đô quỷ hoàng không có dựa theo đề nghị của nàng mà làm, chỉ ít mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ thể hiện gì. Nàng chỉ nhìn bóng lưng đệ tử, thản nhiên nói. Đáng tiếc thân thiên phú này, cũng tiếc cho vị vĩnh dạ kia. Nếu như bọn hắn ra đời sớm 10 năm, dù là 5 năm, đều có thể đạt tới thần linh đỉnh phong, dưới tình huống như vậy. Cho dù nhân tộc không có thiên quân đại thần tôn, cũng không bị thảm bại như vậy. Kết cục đại chiến Thương Huyền, cũng sẽ bị sửa. Phong đô quỷ hoàng nói. Mỗi một thời đại đều có một đám thiên kiêu, mỗi một thời đại, đều tạo nên một đoạn lịch sử, mỗi một thời đại cũng đều có dáng vẻ mình nên có. Cho tới bây giờ đều không có nếu như, chỉ có. Nhân quả. Ngài đã chứng kiến qua quá nhiều lịch sử, ngài có thể đoán trước một đoạn này. Triệu Thanh Duẫn nói chuyện nhìn như tùy ý, nhưng kỳ thật vẫn đang thăm dò chủ nhân phong đô, muốn biết ý tưởng thật sự khi lựa chọn hắn không có tiếp nhận đề nghị của mình. Chủ nhân phong đô tự nhiên có thể nghe ra nàng nói bóng gió, lãnh đạm đáp lại. Có thể. Như thế nào? Thiên mệnh, không thể trái. Kiếp trước hay kiếp này hắn đều đang đi ngược lại với trời, ngài nói cho ta biết thiên mệnh không thể trái. Triệu Thanh Duẫn nhìn về bóng đen bên cạnh. Bóng đen hơi trầm mặc, mới nói. Cái gọi là đi ngược lại với trời, cuối cùng cũng chỉ là kế sách lựa chọn của trời cao. Người thắng được trời, mới đến thiên mệnh. Thiên mệnh chỉ, lịch sử hướng. Hắn, đã dùng hai đời nghịch thiên, đến thiên mệnh. Đế tộc cũng không biết, một khắc bọn hắn bại lui khỏi Thương Huyền này, thời đại này đã tận về tay hắn. Sau đó thì phải nhìn xem hắn có thể dẫn đầu thời đại này, đi đến nơi nào. Triệu Thanh Duẫn chau mày lại. Trước đó ngài nói sẽ xử lý chuyện nhà, bây giờ còn nói chỗ thiên mệnh hướng. Rốt cuộc ngài có trừng trị Tu La hay không? Hắn dẫn dắt thời đại của hắn, ta xử lý chuyện nhà của ta. Theo như lời ngài nói, chuyện nhà ngài xử lý, chính là đang đối kháng với thiên mệnh. Thiên mệnh của hắn, thời đại của hắn, đều ở nhân gian, không có liên quan gì với U Minh địa ngục. Hắn là thiên mệnh nhân gian, mà ta, là thiên mệnh U Minh. Chỉ dựa vào lực lượng U Minh địa ngục, làm như thế nào vây khốn được Côn Lôn quỷ giới? Như thế nào xử tử Tu La? Ngài, lấy cái gì đấu cùng hắn? Ngữ khí của Triệu Thanh Duẫn hơi gấp rút, trực diện với chủ nhân phong đô. Trước khi Thương Huyền đại chiến, Tu La là kỳ binh của hắn. Sau khi Thương Huyền đại chiến, hắn là bối cảnh của Tu La. U Minh địa ngục, là một thế giới hoàn chỉnh, ngươi cho rằng chỉ có chút thực lực ngươi thấy ấy. Phong đô quỷ thành. Được vinh dự là đế thành U Minh, ngài cho rằng chỉ có chút lực lượng ấy trong mắt ngài. Ta chấp trưởng phong đô 573.726 năm, chẳng lẽ là luôn đi ngủ? Tu La hẳn phải chết, ai cũng không ngăn được. Lông mày Triệu Thanh Duẫn dần dần cau chặt. Ngài biết không, những kẻ sống mấy vạn năm, mấy trăm ngàn năm các người đây, đều có một cái bệnh chung, tự ngạo. Tự phụ, ta có thể khẳng định rằng, nếu như không dựa vào đế tộc, kết quả ngài vây bắt Côn Lôn quỷ giới. Nhất định là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, U Minh suy yếu, không phải là bị hắn khống chế, chính là bị đế tộc ăn mòn. Chủ nhân phong đô không có để ý ngữ khí cùng thái độ của tiểu nữ tử nhân tộc này, bên trong tròng mắt sâu thẳm lạnh như băng đung đưa ánh sáng phức tạp khó hiểu. Hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Bao quát một ít đối kháng ở giữa đế tộc, bao gồm mấy trận kịch biến của thế giới. Bao gồm, cuộc chiến sát thiên. Hắn mơ hồ cảm giác được, lần này. Không giống với, xí thiên giới. Theo Thương Huyền đại thắng, nơi này cách mở hư không, giáng lâm đến thượng thương cổ thành. Hải thần đảo, thiên kiếm thần tông cũng đã toàn bộ chuyển rời đến nơi này. Vì để tham gia trận chiến tranh U Minh bất cứ lúc nào, Dương Biện còn mở rộng cánh cửa địa ngục tại thượng thương cổ thành. Ngày mùng 8 tháng 3. Trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, Khương Phàm dẫn đầu thức tỉnh từ trong bế quan, rời khỏi phong thần đài, đi tới trước cánh cửa địa ngục. Đế tộc sẽ không từ bỏ, phong đô cũng sẽ không nén cơn giận, tất nhiên Côn Lôn quỷ giới sẽ bộc phát một vòng nguy cơ mới. Tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Hắn nhất định phải làm ra quyết sách ứng đối trước.
Thiên hậu nói. Phong độ tuyệt đối không cho phép Tu La khiêu khích địa vị của hắn, chắc chắn hắn sẽ đích thân tới Côn Lôn. Các đế quân khẳng định đang nhìn chằm chằm lấy Côn Lôn, thời khắc tất yếu cũng sẽ tự mình nhúng tay. Hạ sách, chúng ta toàn diện giáng lâm Côn Lôn, tuyên chiến U Minh, đối kháng đế quân. Chỗ tốt là chúng ta có thể mượn cơ hội này giải quyết triệt để Phong Đô Quỷ Hoàng, sau đó nâng đỡ Tu La, thống ngự U Minh. Tai hại là Phong Đô U Đô quá mạnh, hai đại quỷ hoàng đều có thể bộc phát thực lực tới gần đế quân tại U Minh. Giết bọn hắn, độ khó cực lớn. Một khi cường giả đế quân lại cưỡng ép tham gia, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Trung sách, phái người tiến về Phong Đô đàm phán, trấn an nơi đó, tha cho Tu La. Đây cũng là kết cục tốt nhất. Nhưng muốn thuyết phục Phong Đô cùng U Đô, nói nghe thì dễ. Bọn hắn thậm chí đều khó có khả năng gặp mặt cùng chúng ta, coi như gặp, cũng sẽ không đồng ý, coi như đồng ý, chỉ sợ điều kiện cũng là chúng ta không chịu đựng nổi. Thượng sách, kéo dài thời gian, dùng đàm phán kéo dài thời gian, đợi Đông Hoàng Càn và 11 vị, Phong Thần, chân chính thành thần, đợi Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng, còn có ta, Sơ Khuy Bán Đế. Đến lúc đó, chúng ta không sợ U Minh địa ngục. Có thể khai chiến lập tức, cũng có thể bức bách U Đô cùng Phong Đô thỏa hiệp. Thượng sách tốt nhất, nhưng muốn ngăn chặn Phong Đô cùng U Đô dài đến nửa năm không chiến, gần như là chuyện không thể nào. Chương 2917 vây quanh, Phong Đô Quỷ Thành. Khương Phàm nói, chủ nhân Phong Đô sống mấy chục vạn năm, nhìn thấu thế sự, bất luận chúng ta có kế sách gì cũng đều không thể gạt được hắn. Muốn thông qua đàm phán để tha cho Tu La, miễn cưỡng còn có thể. Nếu như muốn gạt hắn nửa năm, không phải gần như không thể nào, mà là không có bất kỳ khả năng gì. Thiên hậu lắc đầu, áp dụng trung sách và thượng sách đều rất khó khăn, chỉ có thể đi xuống. Khương Phàm trầm ngâm nói, hạ sách còn có thể phân hai cái, một là như nàng nói, nghênh chiến toàn diện quỷ tộc U Minh tại Côn Lôn quỷ giới. Cái thứ hai, thừa dịp đế tộc còn đang thương nghị, U Minh còn đang quyết đoán, chúng ta sớm bôn tập Phong Đô Quỷ Thành. Chỉ cần giải quyết nơi đó, thì có thể triệt để trấn nhiếp U Minh, để tất cả quỷ tộc một lần nữa chiến đội. Thiên hậu nhíu mày. Phong Đô danh xưng là đế thành, làm sao có thể phá? Phong Đô là đầu nguồn tử vong pháp tắc, không chỉ có thể thống ngự quỷ tộc, còn có thể phán quyết sinh linh. Tới đó chiến tranh, tương đương với một đầu tiến đụng vào vòng xoáy tử vong, cái giá quá lớn, Thánh Hoàng Thần Linh khẳng định sẽ có tử vong, mà tử vong ở nơi đó, chính là chết thật. Coi như cuối cùng chúng ta hủy nơi đó, cũng có thể là gây nên tử vong pháp tắc hỗn loạn, sinh tử lưỡng giới đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu. Chúng ta không cần thiết khai chiến, chỉ cần vây khốn nơi đó. Ý của chàng là, đáy mắt thiên hậu lưu chuyển tinh quang, đột nhiên hiểu rõ ý tứ của Khương Phàm. Lấy cánh cửa địa ngục, đã thông con đường luân hồi, thẳng tới Phong Đô Quỷ Thành. Vây công, nhưng không hết toàn lực. Tranh thủ thời gian để bọn người Đông Hoàng Càn mau chóng đột phá. Mà nơi đó là U Minh Đế Thành, lại là đầu nguồn tử vong pháp tắc, Phong Đô Quỷ Hoàng cũng quyết không đồng ý để đế quân đi thẳng đến nơi đó xuất hiện, đế quân lại không dám tới đó xuất hiện. Chúng ta đã có thể tiếp tục vây khốn mà không sợ hãi. Chỉ cần số lượng thần ma của chúng ta đạt tới trình độ nhất định, Phong Đô Quỷ Hoàng sẽ không thể không một lần nữa đàm phán cùng chúng ta. Thiên hậu chậm rãi gật đầu, kế này mặc dù mạo hiểm, nhưng xác thực có thể thực hiện. Ta càng hy vọng có thể tiến hành một trận đàm phán cùng Phong Đô Quỷ Hoàng. Kỳ thật trong lòng Khương Phàm còn có tính toán càng sâu, nhưng trước khi nhìn thấy Phong Đô Quỷ Hoàng, đạt được câu trả lời khẳng định chắc chắn, hắn không dám tùy tiện nói cùng Thiên Hậu và Tần Vị Ương. Nếu không, hy vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Đừng nói các nàng không chịu đựng nổi, ngay cả hắn cũng đều sẽ đau đớn. Thiên Hậu nhìn về Dương Biện. Phạm vi địa ngục rất lớn, cánh cửa địa ngục của ngươi có thể xác định được vị trí Phong Đô không, có thể trực tiếp chúng ta đưa đến nơi đó không? Dương Biện nói, ở giữa tất cả địa ngục cánh cửa đều có cảm ứng, ta hẳn là có thể cảm nhận được cánh cửa địa ngục ở gần Phong Đô nơi đó, cũng có thể trực tiếp các ngươi đưa đến nơi đó. Nhưng cái gì? Nơi đó là U Minh Đế Thành, các ngươi vây công nơi đó, chính là khiêu khích U Minh. Quỷ giới khác há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Không sợ bị trong ngoài giáp công. Không sợ. Ngạch, cái kia, không thành vấn đề. Khương Phàm nhìn Thiên Hậu, nói. Suy nghĩ kỹ một chút, còn có cái gì cần suy tính, nếu chúng ta muốn ra tay, nhất định phải ngăn chặn Phong Đô. Thiên Hậu nói. Liên hệ Tu La, để hắn một lần nữa đàm phán cùng chủ nhân Huyết Hà cùng chủ nhân Hoàng Tuyền,
chủ nhân luyện ngục, ký kết minh ước chiều sâu, lại cùng đàm phán quỷ chủ khác có thể nói chuyện, tóm lại tận lực quấy nhiễu tất cả quỷ giới tiếp viện phong đô. Còn có cái gì? Nếu như đế quân tiến tới Thương Huyền, chúng ta gánh không được, những thần linh của đế tộc kia, cũng không dám lại tiến vào Thương Huyền. Thiên hậu hơi chần chờ, nói. Cơ bản Thương Huyền đã an toàn, đại hạ hoàng triều có thể mở cửa cho dân chúng ra. Ta đi an bài. Khương Phàm đã hiểu ý tứ của thiên hậu, tổ sơn nơi đó tụ tập lấy số lượng lớn cường giả, có thể chọn phái đi một bộ phận người có thiên phú không tồi, dùng thần vật bồi dưỡng, hậu kỳ tiếp viện chiến trường phong đô. Sau khi đại chiến Thương Huyền kết thúc hơn một tháng, khi tất cả người đều cho rằng Thương Huyền sẽ đắm chìm bên trong cuồng hoan, tận tình hưởng thụ thắng lợi vui sướng, chiến tranh vậy mà lần nữa bộc phát. Không phải đế quân xâm lấn bên trong dự đoán, cũng không phải U Minh địa ngục Côn Lôn đại chiến, mà là Thương Huyền đại lục chủ động xuất kích. Ngày 10 tháng 3, Khương Phàm, Thiên Hậu, Thôn Thiên Ma Hoàng, Giới Chủ, Hồng Hoang Thiên Long, cùng Đông Hoàng Như Ảnh, Tần Vị Ương, Cổ Thần, Thái Âm Ngọc Thố, đột nhiên giáng lâm đến phong đô quỷ thành. Phong đô xác thực gánh chịu nổi tên địa ngục đại thành đệ nhất, cũng xứng được danh đế thành. Nó kéo dài mấy ngàn dặm, càng cao tới hơn 100.000 trượng, nói là quỷ thành, càng giống là quỷ quốc. Nó không phải đứng vững ở trong vùng hoang dã, mà là lơ lửng bên trong vòng xoáy hắc ám kinh khủng. Vòng xoáy hắc ám kịch liệt cuồn cuộn, kéo lên phong đô quỷ thành, cũng lan tràn ra ức vạn đại đạo ánh sáng, quấn quanh phong đô, thẳng tới thiên đỉnh. Cái này vòng xoáy to lớn hắc ám chính là căn nguyên tử vong địa ngục, cũng chính là tử vong pháp tắc chiếm cứ vùng đất. Vòng xoáy ảnh hưởng, sinh tồn và sinh sôi, của vạn quỷ địa ngục cũng thẩm phán toàn bộ sinh linh nhân gian. Chủ nhân phong đô, khống chế phong đô, cũng khống chế tử vong chi nguyên bên dưới. Hắn, chân chính trên ý nghĩa là chúa tể tử vong. Đang lúc chủ nhân phong đô lẳng lặng chờ đợi U Đô đáp lại, chuẩn bị chinh chiến Côn Lôn, một đạo oanh minh ngột ngạt đến cực điểm, vang vọng đất trời, oanh minh hoang dã. Bầu trời hắc ám phía đông phong đô nhanh chóng hình thành vòng xoáy khổng lồ, mây đen cuồn cuộn, vòng xoáy cuồn cuộn, bên trong lại có tòa cự môn cửa lớn thông thiên hắc ám nguy nga. Lắc lư phát ra âm thanh giống như chiêu hồn, xiềng xích hoành hành, hoành kích luân hồi thâm không, âm lôi cuồn cuộn, minh quang bất diệt, mở rộng sinh tử đại đạo. Chương 2918 vây quanh, phong đô quỷ thành 2. Cùng với tiếng gáy to mát lạnh chói tai, một cỗ liệt diễm tuôn trào ra, lao nhanh bầu trời, rọi khắp nơi thiên địa, hóa thành chu tước che trời, quan sát địa ngục, ngóng nhìn phong đô quỷ thành. Ngay sau đó, long ngâm mát lạnh, giống động sinh tử lưỡng trọng thiên, một đầu cự long trở tấm bia to 7 màu phá tan sinh tử lưỡng giới, xông vào U Minh địa ngục, cường quang như thủy triều, hừng hực mà bá đạo, từng đạo quang ảnh hoành hành hắc ám, tung hoành sen lẫn thành bóng cây thông thiên, thần bí sáng chói, lại thần uy vô biên, ma hống rung trời, vỡ vụn thiên địa, một tôn cự ma hùng vĩ bao quanh vòng xoáy thôn thiên nạp địa khủng bố, cao điệu giáng lâm. Không cần cẩn thận nghiên cứu thân phận đám thần ma phía sau, chẳng qua là liệt diễm che trời ở phía trước cũng đủ để chiêu cáo thân phận của bọn hắn Thương Huyền đại lục, vạn thế thần triều. Chủ nhân phong đô như là quỷ quốc hóa thân ngàn dặm, quan sát một nhóm Khương Phàm giữa không trung. Cánh cửa địa ngục chi môn, tòa địa ngục chi môn biến mất kia vậy mà ở trên tay bọn họ. Kế sách hay, hảo đảm phách, có thể nghĩ đến tới đây. Ngươi ngờ tới bước này. Triệu Thanh Duẫn đi ra đại điện, nhìn về từng đoàn, liệt dương, nơi xa cuối cùng hoang dã. Hết thảy 9 đại thần linh, đều không phải người lương thiện. Mà, không cần hoài nghi, phía sau khẳng định còn có càng nhiều. Dù phong đô quả thật có nội tình đáng sợ, nhưng đối đầu những người kia, thật đúng là không có nắm chắc tất thắng. Bây giờ vạn thế thần triều, thật sự quá quá mạnh. Nếu như không phải không có đế quân, vấn đề khác không thể nghi ngờ là áp đảo bất luận kỳ đại lục nào. Triệu Thanh Duẫn ngóng nhìn thâm không. Nếu như ngươi cần, ta có thể thay ngươi hủy tòa cánh cửa địa ngục kia. Phong đô quỷ hoàng lại nói. Ngươi làm không được. Ta được luân hồi đại táng, tương đương với nửa chủ nhân cửu U. Bọn hắn còn có thứ 10 tôn thần, đang canh giữ cánh cửa địa ngục. Ngươi, chẳng lẽ không có chú ý? Sao ngươi lại biết? Triệu Thanh Duẫn quả thật có thể phát giác được mãnh liệt ý thức trùng kích, mang cho nàng còn mạnh hơn so với Khương Phàm nơi đó. Nơi đó có luân hồi hộ giả của lục đạo, bất tử bất diệt. Cái gì bất tử bất diệt? Phong đô quỷ hoàng nhìn đám người Khương Phàm, lưu ý thôn thiên ma hoàng, nhưng không có nhiều lời. Thương Huyền chủ động xuất kích để hắn rất bất ngờ,
cũng chân chính thấy được chỗ phi phàm của nam tử vì chiến thành danh kia. Vậy mà trực tiếp ngăn ở phía trước Phong Đô, dùng cái này ngăn cản Phong Đô trừng trị Côn Lôn quỷ giới. Nếu như bọn hắn muốn phản kích, phần thiên thần hoàng hẳn là sẽ dùng chiến thuật rút lui, thẳng đến xa xa kéo dài khoảng cách, để bọn hắn rời xa Phong Đô quỷ thành, khó mà mượn dùng lực lượng cực đoan dưới đáy Phong Đô, sau đó lại khởi xướng đối kháng. Nếu như bọn hắn thủ vững không ra, chờ đợi viện quân. Nhưng U Đô sẽ đến không, quỷ hoàng khác lại nguyện ý vạn dặm xa xôi đến sao. Huống chi, chờ tin tức chân chính truyền đến nơi đó, chỉ sợ cần sau một tháng, đợi thêm làm ra phản kích, vạn thế nơi đó chỉ sợ sẽ có càng nhiều cường giả giáng lâm. Không sai, rất không tệ. Chiến thuật này coi như không tệ. Ta đã nói rồi, ngươi đánh giá thấp hắn. Mày Liễu Triệu Thanh Duẫn có chút nhíu lên, thật sự chịu đủ bọn lão già này tự cho là đúng, nhưng càng chịu đủ Khương Phàm dần dần bày ra ưu thế áp đảo. Nếu quả thật có thể làm đến cục diện vạn thế ổn định U Minh địa ngục, hậu quả sẽ nghiêm trọng giống như Thương Huyền Bình Định. Phong Đô Quỷ Hoàng vẫn không có để ý tới Triệu Thanh Duẫn cường thế cùng bất kính, mà yên lặng chờ đợi bước cử động kế tiếp của phần thiên thần hoàng. Khương Phàm vẫn duy trì một khoảng cách, cẩn thận cảm giác Phong Đô, vậy mà đã nhận ra ý thức dung chuyển quen thuộc. Mặc dù bị năng lượng Phong Đô quấy nhiễu, trong ý thức không có hình thành hình ảnh, nhưng loại cảm giác này đối với Khương Phàm mà nói không thể quen thuộc hơn nữa. Là cảm ứng đại táng. Nàng ở bên trong. Khương Phàm khẽ nói với Thiên Hậu bên cạnh. Quả nhiên, không chết. Thiên Hậu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng có thể tới nơi này, còn có thể được thu lưu, nói rõ thật lâu trước đã đạt thành hiệp nghị bí mật nào đó cùng Phong Đô. Khương Phàm đáng tiếc, nhưng đây cũng rất hợp tình hợp lý. Nàng lưng tựa Phong Đô, còn giết thế nào? Tần Vị Ương trải qua sự kiện tiền triều, hận ý đối với Triệu Thanh Duẫn thậm chí vượt qua Thiên Hậu. Bởi vì, nàng không có đại độ như Thiên Hậu, thực sự không tiếp thụ được chuyện Triệu Thanh Duẫn đã làm. Đều giữ vững khắc chế, ai cũng không nên khinh cử vọng động, mục đích chủ yếu của chúng ta là áp chế. Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn liệt diễm, hóa thân thành chú tước yêu thể, đầu, hai cánh, song chảo, toàn bộ hư hóa, những bộ vị khác trên thân thể cũng lan tràn vằn đen dày đặc, nhìn như vết nứt, kỳ thực giống như từng đáy vực sâu sâu không thấy, uy thế kinh khủng vặn vẹo năng lượng thiên địa, cường quang hừng hực rọi khắp nơi Phong Đô. Thiên Hậu, Thôn Thiên Ma Hoàng, Hồng Hoang Thiên Long mấy người lần lượt tản ra, toàn bộ kích phát sát uy, rằng co Phong Đô quỷ thành. Chiến thuật tính vây quanh. Chúng ta không tiến công, cũng công không vào. Nhưng các ngươi đừng nghĩ đi ra. Cùng lúc đó, Tu La đạt được mật lệnh Khương Phàm, lập tức thống ngự trăm vạn ác quỷ, đuổi giết xâm la quỷ giới. Chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân Luyện Ngục, lần lượt xuất động, đuổi giết U Đô quỷ giới. Về phần âm ngục quỷ giới cùng vạn ác quỷ giới thì lần lượt đạt được Tu La cảnh huấn tin tức, lựa chọn phong bế, lấy tư thái trung lập, đáp lại cục diện trước mắt. Cứ như vậy, tin tức vạn thế giáng lâm, Tu La xuất kích, cuồng dã lan tràn giữa mấy trăm vạn dặm sơn hà U Minh địa ngục, kinh động quỷ chủ cùng quỷ tộc các nơi, cũng kích thích đế tộc cường giả mật thiết giám sát nơi này. Nhưng, xâm la quỷ giới bị lấp, U Đô bị lấp, âm ngục cùng vạn ác hai đại quỷ giới trầm mặc, để vốn hẳn nên bạo động U Minh địa ngục nhiều hơn mấy phần ý vị khí tức sâu xa. Sau khi tất cả đế tộc nhận được tin tức, lập tức phái người mật thiết chú ý Phong Đô quỷ thành. Phần thiên thần hoàng khiêu khích như vậy, Phong Đô quỷ hoàng cao ngạo tất sẽ khởi xướng phản kích. Trò hay, bắt đầu. Chương 2919 nghe tin bất ngờ. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày. Trong hoang dã bên ngoài Phong Đô quỷ thành mấy vạn dặm, mặc dù không ngừng tụ tập số lượng lớn quỷ chủ, nhưng từ đầu đến cuối không có bóng dáng quỷ hoàng xuất hiện. Chuyện này khiến Triệu Thanh Duẫn dần dần thất vọng, càng làm cho quỷ chủ bên trong Phong Đô càng sao động. Ngược lại là Phong Đô quỷ hoàng tôn quý cao ngạo lại duy trì trầm mặc xưa nay chưa thấy. Trong lúc này, Triệu Thế Hùng, Ngô Thiên Khải, Du Cảnh Chiến, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân và các thánh hoàng lần lượt thông qua cánh cửa địa ngục đến bên ngoài Phong Đô thành, tiếp tục uy hiếp Phong Đô quỷ thành. Bọn người Khương Phàm dần dần có lòng tin, nhưng vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục chờ đợi càng nhiều cường giả hình thành áp bách. Có thể không khai chiến, tận lực không cần khai chiến. Dù sao Phong Đô quỷ hoàng cũng đại biểu cho trật tự tử vong, tại trong địa ngục này thật sự là vô hạn tới gần đế quân. Tuy nhiên, khi Đông Hoàng Lăng Tuyệt khôi phục lại đỉnh phong, thông qua cánh cửa địa ngục lúc đến nơi này, lại mang theo Nạp Lan Thanh Cảnh cùng một vị khách. Ta là một tiểu ma vật không liên quan nặng nhẹ trên huyết ma đại lục,
phụng lệnh đế quân, đến đây tiếp vạn thế thần triều. Ta biết tuyên ngôn của Thương Huyền đại lục các ngươi, bất kỳ thành viên đế tộc nào bước vào Thương Huyền sẽ coi là mạo phạm, nhưng ta chỉ là tiểu ma đại lục, không thuộc về đế tộc, lần này ta đến là tặng cho các ngươi một tình báo quan trọng. Một tiểu ma gầy gò già nua, ưỡn ngực, đứng ở trước mặt Khương Phàm. Đầu tiên Khương Phàm nhìn Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Tình báo. Huyết ma tộc đây là muốn làm phản rồi. Đến lộ ra bí mật đế tộc sao? Đông Hoàng Lăng Tuyệt lắc đầu nhún vai, biểu thị lão ma không nói gì. Hắn chính là hoài nghi trong này có vấn đề lớn, cho nên trực tiếp đưa đến trước mặt Khương Phàm. Ta từ huyết ma đại lục đến đây, vượt qua Vĩnh Hằng Chi Hải, đăng nhập từ Đông Bắc Bộ Thương Huyền, vượt qua núi sông rừng rậm, rốt cuộc cũng lại tới đây. Đoạn đường này, ta đi 55 ngày, hơn 1 triệu dặm. Tinh thạch cùng xuyên thiên toa mà đế tộc cho ta, chỉ đủ ta đi đến các ngươi trước mặt, cho nên bọn hắn không có ý định để cho ta còn sống trở về. Ta cũng không có ý định lại về huyết ma đại lục, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Lão ma bày ra một vẻ mặt thấy chết không sờn, nói bóng gió chính là các ngươi tùy tiện giết, ta không sợ chết, nhưng các ngươi phải nghe ta nói xong tin tức. Nói đi. Khương Phàm nháy mắt cho Nạp Lan Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Cảnh gật đầu, lão ma này suy yếu lại già nua, cảnh giới chỉ là niết bàn cảnh, hẳn có thể nhìn trộm đến tâm cảnh, suy đoán ra lời nói thật giả. Vị tôn thần của man hoang chiến tộc kia, so với các người nghĩ còn nguy hiểm hơn. Lão ma sâu hít một ngụm khí lạnh, nói ra lời huyết ma tộc để hắn tới nói. Cuộc chiến Côn Lôn năm đó, sở dĩ huyết ma hoàng binh giải thoát khỏi, không phải e ngại, mà đã nhận ra đế uy từ trên thân tôn ma hoàng kia. Cuộc chiến Thương Huyền lần này, lúc huyết ma tộc tiến công bên ngoài man hoang cổ thành còn quét qua man hoang cổ địa, phát hiện toàn bộ đế huyết đế khí ở trong đó đã bị kéo ra, mà huyết ma đế quân cũng đã đích thân tới Đông Bắc Tân Hải, cũng đã nhận ra đế uy kéo dài từ bên trong man hoang cổ thành. Khương Phàm khẽ nhíu mày, ngữ khí nghiêm túc. Tiếp tục, vẻ mặt của bọn người thiên hậu cũng trở nên nghiêm trọng, đế uy. Tôn quái vật kia sao có thể có đế uy? Nạp Lan Thanh Cảnh ý thức được vấn đề nghiêm trọng, tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh, định thần dò xét tâm cảnh lão ma. Đế quân chúng ta tự mình sưu tập tư liệu liên quan tới man hoang chiến tộc từ trong tổ từ của tất cả bộ lạc ma tộc tại huyết ma đại lục, chỉnh lý ra lịch sử phát triển trăm vạn năm của man hoang đế tộc, cùng tình huống cặn kẽ của vị man hoang đế tổ kia. Khi đang nói chuyện, lão ma đưa cho Khương Phàm một quyển sách bằng da. Toàn bộ ở trên đây. Khương Phàm cảnh giác nhìn lão ma, tiếp nhận sách cổ bắt đầu đọc qua. Thiên hậu, thôn thiên ma hoàng cũng đều đi đến phía sau Khương Phàm, cẩn thận nhìn lại. Phía trên có tình huống của tất cả ma hoàng thần cấp sinh ra trong trăm vạn năm qua tại man hoang chiến tộc, cũng có miêu tả liên quan với man hoang đế tổ, cùng giới thiệu về man hoang cổ địa. Rất nhanh, bọn người Khương Phàm đã phát hiện ra vấn đề, đó chính là thân hình cùng đặc điểm của man hoang đế tổ. Lão ma chờ bọn hắn xem hết, tiếp tục nói. Huyết ma đế quân đã gặp mặt cùng hắc ma đế quân, suy đoán ra vị ma hoàng thức tỉnh bên trong man hoang cổ thành kia, cũng không phải là lão ma ngủ say mấy vạn năm, mà là thân phận còn phức tạp hơn. Có hai phương hướng phỏng đoán, đầu tiên, hắn chính là vị man hoang đế tổ kia, chỉ là không biết nguyên nhân gì, lại có thể sống đến nay. Cái thứ hai, hắn là yên diệt linh văn man hoang chiến tộc bí mật, kết hợp, tạo nên ra ma hoàng, phản tổ, nói cách khác, đó là một siêu cấp chiến ma có thể tái hiện thực lực man hoang đế tổ. Mặc dù nghe cái thứ hai càng hợp lý, nhưng huyết ma đế quân cùng hắc ma đế quân càng có khuynh hướng cái đầu tiên. Khương Phàm và Thiên Hậu cau mày, đều nhìn về thôn thiên ma hoàng. Thôn thiên ma hoàng lắc đầu, mặc dù biết đại khái tình huống của man hoang chiến tộc, nhưng thật đúng là không có tỉ mỉ truy cứu qua như vậy. Khương Phàm nhìn về phía Nạp Lan Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Cảnh cau mày, gật đầu lại lắc đầu, hắn có thể dò xét đến lời nói của lão ma đều là tình hình thực tế. Không phải cố ý nói láo, nhưng lời lão ma nói là lấy được từ huyết ma đế quân nơi đó, nếu như huyết ma đế quân nói dối thì sao? Hắn cũng không thể cách lão ma, phỏng đoán suy nghĩ của đế quân được. Khương Phàm hỏi Đông Hoàng Lăng Tuyệt. Sư phụ ta đâu? Đông Hoàng Lăng Tuyệt nói. Đang bế quan chiều sâu, muốn trở lại thần cảnh. Khương Phàm lắc lắc sách cổ trong tay, nói với lão ma. Sách cổ ta giữ lại, ngươi có thể đi. Ta có thể đi. Lão ma không nghĩ tới phần thiên thần hoàng hung tàn lại thả hắn rời khỏi. Không được ở lại Thương Huyền, Lăng Tuyệt, sắp xếp người trực tiếp đưa hắn đến Đông Bộ Tân Hải.
Chương 2920 Phong Đô Mật Ước 1. Khương Phàm ra hiệu với Đông Hoàng Lăng Tuyệt, Đông Hoàng Lăng Tuyệt không đợi lão ma lại nói tiếp, lập tức cuốn lên rời khỏi địa ngục. Thấy thế nào? Khương Phàm hơi nhíu mày lại, mặc dù một mực hoài nghi thân phận của tôn ma hoàng kia, đã từng hiếu kỳ thực lực của hắn sau trận chiến Côn Lôn, nhưng thật không có nghĩ tới hướng đế tổ cùng phản tổ, dù sao. Quá không thể tưởng tượng nổi. Thiên hậu nói, mục đích của huyết ma đế quân rất rõ ràng, có thể nói không che giấu chút nào, chính là châm ngòi chúng ta cùng man hoang chiến tộc. Nhưng, man hoang chiến tộc dã tâm bừng bừng, từ lúc bắt đầu cũng không phải là minh hữu của chúng ta, chỉ là lợi ích hợp tác. Một khi bọn hắn trở nên đủ mạnh, chắc chắn sẽ hướng khiêu chiến chúng ta. Nhìn chung trăm vạn năm lịch sử của hồng hoang chiến tộc, đây cơ hồ là điều tất nhiên, có thể đoán được tình huống. Thôn Thiên Ma Hoàng cũng khó có được nghiêm túc, nói. Man hoang chiến tộc táo bạo hiếu chiến, tính xâm lược cực kỳ cao. Giết ra man hoang cổ địa, thống ngự thương huyền, cơ hồ là sứ mệnh chảy xuôi trong huyết mạch. Nếu thật sự là vị man hoang đế tổ kia khôi phục, càng sẽ dốc hết có khả năng, khống chế thương huyền, hoàn thành sứ mệnh chưa xong. Nếu như là phản tổ sinh ra huyết mạch hoàn mỹ, cũng nhất định chinh chiến thương huyền, hoàn thành nguyện vọng chưa xong của tiên tổ, nhờ vào đó chứng minh mình mạnh hơn tiên tổ. Thái độ của thiên hậu cùng thôn thiên ma hoàng hoàn toàn giống nhau, mặc kệ huyết ma đế tộc ở vào mục đích gì, nếu quả như man hoang chiến tộc thật sự xuất hiện, đế mạch tất nhiên sẽ là một tai họa ngầm cực kỳ nguy hiểm. Mà, mặc kệ là đế tổ khôi phục, hay là kỳ tích phản tổ, đều là huyết mạch song đế, kinh khủng, là hai năng lượng hư không cùng chôn vùi kết hợp hoàn mỹ, nhất định là vô cùng cường đại. Vẻ mặt của Đông Hoàng Như Ảnh cũng nghiêm trọng khó có được, mặc dù, hư không, hư thiên, hư vô, tịnh xưng là loại không gian mạnh nhất, nhưng rõ ràng là hư vô càng có tính hủy diệt. Nếu như sinh ra đế mạch, cùng chôn vùi không thể nghi ngờ là phối hợp tuyệt hảo, hai tướng điệp ra, không chỉ là gấp bội. Ta muốn tới man hoang cổ địa, trước tiên phải xác định thân phận của hắn. Khương Phàm cũng không hy vọng tất cả cố gắng kiếp trước kiếp này, cuối cùng đều thành áo cưới cho người khác. Thiên hậu nói, không nên đánh cỏ kinh rắn, ta đi man hoang trước, lấy thương huyền bình định. Nói chuyện hợp tác, làm lý do, tiếp tôn. Hoàng kia. Đông Hoàng Như Ảnh nói. Nếu như hắn thật sự có được huyết mạch song đế, mặc kệ là đế tổ khôi phục, hay là phản tổ, thực lực khẳng định tăng lên thật nhanh, đế huyết cho hắn lúc ấy, đủ để trợ giúp hắn nhìn trộm bán đế. Mà bây giờ chúng ta lại đang rằng co cùng địa ngục, đúng là thời cơ tuyệt hảo để hắn ra tay. Nếu như một mình ngài đi qua, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tần Vị Ương nói. Hắn hẳn là còn không dám trực tiếp ta trở mặt cùng chúng. Nếu quả thật đánh nhau, hắn hoàn toàn không phải đối thủ của chúng ta. Nếu như bị chúng ta tiêu diệt, hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng, để phòng vạn nhất, thiên hậu, ngài vẫn đừng đi qua. Khương Phàm nói, mau chóng kết thúc nơi này, ta tự mình đi man hoang một chuyến. Phong Đô Quỷ Hoàng, ngươi còn phải đợi thêm viện quân sao, ta đến nói cho ngươi biết, chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Luyện Ngục. Chủ nhân Hoàng Tuyền, đã ký kết liên minh địa ngục mới cùng Tu La. Xâm La quỷ giới đã bị Tu La vây quanh, U Đô quỷ giới đã bị Tam Đại quỷ hoàng vây quanh. Âm Ngục quỷ giới cùng Vạn Ác quỷ giới, tạm thời trầm mặc. Nếu như chủ nhân U nếu không tiếc cái giá giải Phong Đô vây bắt, hẳn là có hy vọng xông phá các chủ nhân Huyết Hà, cũng có thể kích thích đến Âm Ngục quỷ giới cùng Vạn Ác quỷ giới lựa chọn lần nữa. Nhưng, chủ nhân U Đô biết sao? Người khống chế tử vong, hắn trưởng khống hắc ám. Các ngươi đều là quỷ hoàng cổ xưa nhất, cũng là quỷ hoàng mạnh nhất. Nhưng, hắn một mực khuất tại thứ hai, lần này có lẽ có cơ hội, có thể đăng lâm đầu tiên. Giọng Khương Phàm thanh liệt quanh quẩn tại hoang dã mênh mông, truyền vào Phong Đô quỷ thành nguy nga. Trừ phi ngươi có thể cho phép đế quân giáng lâm Phong Đô, nhưng... ngươi sẽ làm sao? Xích Thiên Thần Triều chính là vết xe đổ. Ngươi thả bọn họ tiến đến, tất thành tội nhân địa ngục. Nếu như ngươi không mời đế quân thì sẽ không phá nổi cục này. Ngươi trốn ở Phong Đô, không giết chết được ta, ngươi rời khỏi Phong Đô, càng không giết chết được ta. Nhưng các thánh hoàng của ta đang lần lượt đột phá, thần linh sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Chỉ cần ngươi dám rời khỏi, chúng ta sẽ có thể để cho ngươi có đi không về. Cho nên, nói chuyện, chỉ hai chúng ta. Không lâu sau đó, Khương Phàm ngưng kết liệt diễm, gánh chịu lấy ý thức. Giáng lâm đến phía trước Phong Đô quỷ thành nguy nga như thiên nhạc, chờ đợi Phong Đô quỷ hoàng đáp lại. Nếu như có thể bàn bạc, đương nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể,
vậy cũng chỉ có thể khai chiến. Để hắn ngoài ý muốn chính là, phong đô quỷ hoàng lại ra hiện rất nhanh. Nhưng cũng không có tự mình xuất hiện, cũng là chia ra quỷ ảnh, xuất hiện ở bên ngoài phong đô tường thành. Khương Phàm nói, Tu La, tạo phản, đã trái với quy củ, cũng là khiêu khích địa vị của ngươi. Ngươi cần làm ra trừng trị, ta có thể hiểu được. Nhưng, Thương Huyền cùng U Minh khai chiến, được lợi chỉ có thể là đế tộc. Ta đây có một đề nghị, lập tức có thể duy trì mặt mũi của ngươi, cũng không để U Minh bị đế tộc lợi dụng, còn có thể để cho ta hài lòng. Nói nghe một chút, Tu La chịu chết, lấy đó trừng trị, cho sinh tử lưỡng giới một cái công đạo. Quá trình cụ thể, do phong đô đánh tan chúng ta, lao thẳng đến xâm la quỷ giới, ngươi tự mình xử tử Tu La và mấy triệu quỷ tộc. Sau đó thì sao? Ngươi khống chế U Minh sinh tử bộ, có thể quyết định, sống, cùng, chết, của quỷ tộc địa ngục, cũng chính là vĩnh viễn tiêu vong hoặc trùng nhập luân hồi. Ta muốn ngươi thả Tu La mà mấy triệu chiến binh, trung phó luân hồi, chuyển thế làm người. Khương Phàm ý thức nói xong, nhưng Khương Phàm tại phía xa bên ngoài mấy ngàn dặm có chút kéo căng thân thể. Đây chính là mục đích thật sự trước đó hắn đề nghị vây khốn phong đô, nhưng nói là đề nghị, thì nói đúng hơn chính là cầu nguyện. Chương 2921 Phong Đô Mật Ước 2. Đây là cầu nguyện sâu nhất hiện nay của hắn. Hắn muốn Tu La, sống. Tu La khế ước với Tam Đại Quỷ Hoàng, không thể nào lại phó luân hồi, nếu như vạch trừ từ bên trên sinh tử bộ, chỉ có thể vĩnh viễn tiêu vong. Chỉ cần hắn có thể luân hồi trùng sinh, ta thiếu ngươi một ân tình lớn, nếu như hắn tiêu vong, ta coi như là ngươi tự tay giết hắn. Từ đây về sau, ta cùng Phong Đô Quỷ Thành ngươi không chết không thôi. Hắn là huynh đệ của ta, không có hắn, đã không có ta tái sinh, không có hắn, cũng không có Thương Huyền bây giờ, người hẳn là rất rõ ràng, ta có thể vì hắn. Triệt để hủy phong đô quỷ thành ngươi. Giọng Khương Phàm xuyên thấu qua ý thức, rõ ràng truyền lại cho quỷ ảnh trước mặt. Không phải ta đang uy hiếp ngươi, chỉ là đang cung cấp cho ngươi một cái lựa chọn chính xác. Ngươi cùng ta diễn cảnh này, tức có thể tránh khỏi nhận đế tộc uy hiếp, cũng có thể tìm về mặt mũi cho phong đô quỷ hoàng ngươi. Duy trì địa vị phong đô. Người đưa huynh đệ ta chuyển thế tái sinh, ta càng thiếu ngươi một ân tình như trời, trong thời gian sau này, một ngày ta còn, đều sẽ vĩnh viễn ghi khắc một ân này. Quỷ ảnh trầm mặc không nói, u quang bên trong cũng chỉ chậm rãi phiêu đãng. Khương Phàm không xác định sinh tử bộ có thể giải cứu Tu La bây giờ hay không, chỉ là nghe theo đề nghị của Đan Hoàng, thử một lần. Nhưng, thời khắc này quỷ ảnh trầm mặc, không thể nghi ngờ là cho hắn to lớn lòng tin. Ngữ khí thoáng gấp rút. Ngươi sống mấy trăm ngàn năm, nhìn thấu thế sự, cục diện trước mắt không cần ta lại nói nhiều. Bây giờ, cho ta một câu trả lời chắc chắn. Phong đô quỷ hoàng vẫn trầm mặc lấy. Diễn kịch, đề nghị này lại là ngoài ý liệu. Mặc dù có hoang đường chút, nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là phương thức xử lý tốt nhất. Vừa có thể tránh khỏi liều mạng, tiêu hao thực lực địa ngục, cũng có thể không nhận đế quân uy hiếp. Càng có thể mượn cơ hội này một lần nữa biểu hiện ra uy tín phong đô. Nhưng, đưa Tu La vào luân hồi. Sinh tử bộ là pháp tắc toàn thư ngưng tụ ra dưới tử vong pháp tắc trong phong đô quỷ thành, có thể phán quyết, sinh, cùng, tử, của toàn bộ sinh linh cùng tử linh tại sinh tử lưỡng giới. Mặc dù sinh tử bộ từ xưa đến nay đều do phong đô quỷ hoàng khống chế, nhưng từ đầu đến cuối đều là bỏ mặc vận hành, từ trước tới giờ không cưỡng ép can thiệp, nếu không chính là can thiệp pháp tắc vận hành. Là cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Muốn can thiệp, sinh linh cùng tử linh càng cường đại, địa vị cùng ảnh hưởng tại sinh tử lưỡng giới càng nặng, cái giá hắn trả ra cũng càng lớn. Tu La không chỉ là quỷ hoàng Côn Lôn, càng đã ký kết khế ước cùng Tam Đại Quỷ Hoàng, muốn can thiệp sinh tử, tương đương với muốn nửa cái mạng của hắn. Huống chi, còn có mấy triệu chiến hồn kia. Phong đô quỷ hoàng kéo dài trầm mặc, cũng tiếp tục kích thích Khương Phàm chờ mong. Khương Phàm tiếp tục nói. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi giết chết Tu La, mà nếu quả như Tu La thật sự tiếp tục tồn tại địa ngục, vậy thì sẽ khế ước càng nhiều quỷ hoàng. Ví dụ như lần này vạn ác quỷ hoàng, âm ngục quỷ hoàng đi theo hắn chinh chiến Thương Huyền. Đến lúc đó, uy lực khống chế ngũ đại quỷ hoàng của Tu La, sẽ là người đầu tiên khiêu chiến địa vị phong đô ngươi lớn nhất. Tu La cũng có thể bằng vào thực lực của hắn, liên minh cùng ngũ hoàng, trở thành quỷ hoàng có lực ảnh hưởng lớn nhất tại U Minh địa ngục. Trăm ngàn năm sau. Quỷ tộc địa ngục nhắc lên chủ nhân U Minh, đầu tiên nghĩ đến sợ rằng sẽ là hắn. Mà không phải ngươi. Phong đô quỷ hoàng thản nhiên nói. Hắn coi như mạnh hơn, cũng mạnh không qua tử vong pháp tắc.
Ngũ đại quỷ hoàng mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng không có mạnh yếu chênh lệch tuyệt đối, hắn tập kết uy lực ngũ đại quỷ hoàng, đủ để trấn áp ngươi. Chí ít, tại tâm lý tất cả quỷ tộc, nhất định là như vậy. Ngươi muốn chứng minh mình, vậy thì phải khiêu chiến Tu La. Đến lúc đó, ngươi như thắng thì thôi, nếu như thua, tôn danh chủ nhân U Minh sẽ vĩnh viễn rơi xuống trên đầu Tu La. Cho dù là các ngươi khó phân thắng bại, cũng là Tu La thắng. Mong muốn đơn phương mà thôi, hắn có thể khế ước tam đại quỷ hoàng đã là cực hạn. Nếu như còn muốn khế ước càng nhiều, không nói trước vạn ác quỷ hoàng cùng âm ngục quỷ hoàng có nguyện ý hay không, bọn huyết hà quỷ hoàng đều tuyệt đối không cho phép. Bọn hắn cần chính là khống chế Tu La, mà không phải biến thành Tu La khống chế. Khương Phàm biết lời vừa mới nói kia quá tươi đẹp, dọa không được phong đô quỷ hoàng, nhưng vẫn tiếp tục nói. Ngươi sống mấy trăm ngàn năm, ta làm người hai đời, chúng ta đều thấy rõ tình thế, phân rõ nặng nhẹ, chuyện này giải quyết thích hợp nhất như thế nào, ranh giới cuối cùng của ngươi và ta lại đang ở đâu, chúng ta đều có thể nhìn thấu. Phong đô quỷ hoàng yên lặng nhìn Khương Phàm. Hắn biết Khương Phàm là kẻ được trời chọn, cũng biết Khương Phàm sẽ dung hợp chư thiên lục táng. Hắn biết sắp bộc phát nguy cơ thật sự, cũng biết Khương Phàm cùng nữ hài nhi kia sẽ lên trời mà chiến. Đây cũng là nguyên nhân thật sự khiến hắn từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc, chờ đợi Khương Phàm tỏ thái độ. Cho nên, cũng không trở mặt, còn có thể giết Tu La, đề nghị này quả thật không tệ. Một hồi lâu sau, Phong Đô Quỷ Hoàng nói. Sau khi giết chết Tu La, ngươi lập tức rời khỏi U Minh địa ngục, tuyệt đối không được nhúng tay bất cứ chuyện của U Minh. Khương Phàm ngược lại khẽ giật mình, tiếp đó là cuồng hỉ, thật có thể làm được. Thật có thể cứu vớt Tu La vào luân hồi, thật có thể phóng thích mấy triệu chiến hồn kia. Đây chỉ là cầu nguyện mà thôi, vậy mà lại trở thành sự thật. Phong Đô Quỷ Hoàng thật sự đồng ý. Phong Đô Quỷ Hoàng lạnh lùng nói. Không nói lời nào, ngươi còn có khác đề nghị. Khương Phàm cưỡng ép hoàn hồn, khống chế cảm xúc, nói. Thành giao, nhưng... Ngươi khôn được trừng trị năm vị quỷ hoàng kia. Phong Đô Quỷ Hoàng nói. Bọn hắn đồng ý ngủ say 3.000 năm, ta sẽ không còn trừng trị. Dưới sự kích động, Khương Phàm bảo đảm nói. Nếu như Tu La thật sự có thể phục sinh, ta thiếu ngươi một nhân tình. Nếu như mấy triệu quân tốt cũng có thể phục sinh, ta lại thiếu ngươi một nhân tình. Chương 2922 Tu La chịu chết. Ta sẽ tận hết khả năng. Không không không. Không phải ngươi dùng hết khả năng, mà là nhất định phải có thể. Nếu như hắn chết, lại không có thể luân hồi, ta tất san bằng phong đô quỷ thành của ngươi. Nếu như lúc ta yêu cầu nhân tình, ngươi từ chối không trả, ta lấy sinh tử bộ, nguyền rủa con dân Thương Huyền, người người 30 mà kết thúc. Mệnh huynh đệ của ta đổi nhân tình, rất đáng tiền, ngươi thận trọng lấy dùng. Thật lâu Khương Phàm không có kích động như vậy, ngay cả thời điểm bình định Thương Huyền đều không có khó tự đè xuống như thế. Bây giờ nói tới Triệu Thanh Duẫn, ngươi giữ lại là kẻ gây họa, giao cho ta. Phong Đô Quỷ Hoàng lại nói. Cũng bởi vì nàng là kẻ gây họa, ta mới muốn giữ lại. Có ý gì? Chính là ý như ngươi nghĩ. Ngươi sống mấy trăm ngàn năm, hẳn nghe nói qua chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo. Ta, nhất định phải bắt lấy nàng. Cũng bởi vì ngươi cần, tại chỗ ta mà nói mới càng có giá trị. Ngươi, không cần bàn bạc tới nàng nữa. Ta cho các ngươi thời gian 10 ngày, tìm tới Tu La, nói rõ ràng tình huống, ta sẽ liên lạc các chủ nhân huyết hà tập hợp lại, bảo đảm bọn hắn nguyện ý giải trừ khế ước. 10 ngày sau, ta sẽ thống ngự phong đô quỷ thành khởi xướng phản kích. Tốt nhất các ngươi nên làm đủ chuẩn bị, chúng ta tuyệt đối không tận lực giết ai, nhưng nếu như thực lực các ngươi không đủ, cũng không được oán chúng ta. Nhắc nhở nàng cho ta, thời điểm Tu La chịu chết, nếu như nàng dám làm nhiễu thâm không, ta... tuyệt đối không tha cho nàng. Khương Phàm lưu lại câu ngoan thoại, khống chế liệt diễm đang muốn tản ra, bỗng nhiên lại hỏi. Thần hồn câu diệt, người còn có thể cứu sao? Thần hồn câu diệt, không vào luân hồi, không vào U Minh, ta cứu không được. Quỷ ảnh nói xong cũng muốn tản ra. Chậm đã. Ta nói, cứu không được. Bất luận sinh linh gì xuất sinh cùng tiêu vong, hẳn là đều sẽ lưu lại ấn ký trên sinh tử bộ. Đương nhiên. Ta muốn xin ngươi giúp ta tra một cái tên. Giúp ngươi, chúng ta chỉ là gặp mặt cứ như vậy quen rồi. Trở về chuẩn bị đi, 10 ngày sau chiến tranh, khả năng so với ngươi tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Quỷ ảnh nói xong cũng muốn một lần nữa biến mất. Khương Phàm ý thức lại nói. Ta vừa mới nhận được tin tức,
rất có thể sinh mệnh trăm vạn năm trước nào đó vẫn luôn còn sống. Đây cũng là vi phạm với sinh tử pháp tắc, cũng là phong đô thất trách. Quỷ ảnh thoáng ngưng thực. Ai? Man Hoang Đế Tổ. Người từ nơi nào có được tin tức? Thời gian của hắn quá lâu, không biết người còn có thể tra được hay không? Man Hoang Đế Tổ. Hãy từ từ điều tra thêm đi. Nếu thật sự là hắn, trăm vạn năm bất tử bất diệt, khẳng định dính đến bí mật không giống bình thường. Thiên hậu cùng Tần Vị Ương tụ tập lại một chỗ, khi thì nhìn qua Khương Phàm, khi thì nhìn về phía Hỏa Ảnh, đang đàm phán phía dưới Phong Đô Quỷ Thành nơi xa, chờ đợi kết quả đàm phán. Mặc dù Phong Đô Quỷ Hoàng đồng ý đàm phán, nhưng bọn hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đó. Đồng ý đơn giản như vậy sao? Đây chính là Phong Đô Quỷ Hoàng, là chúa tể của một nửa U Minh địa ngục. Mặc dù ngoài miệng bọn hắn nói có thể vây bắt Phong Đô, có thể làm cho Phong Đô Quỷ Hoàng đi ra sẽ không trở về được, nhưng cũng chỉ là nói như vậy mà thôi. Kết quả Phong Đô Quỷ Hoàng lại gặp mặt Khương Phàm ở ngoài thành thật. Hoặc là có quỷ kế gì, hoặc chính là muốn đưa ra yêu cầu không an phận. Dù sao, Tu La không chỉ phá hủy quy củ sinh tử lưỡng giới, càng gây dựng liên minh, khiêu khích địa vị thống trị của Phong Đô Quỷ Hoàng, nếu như cái này mà Phong Đô Quỷ Hoàng đều có thể nhịn, từ nay về sau lại không còn uy tín để có thể nói chuyện. Nếu như U Minh địa ngục không trừng trị Tu La, đế tộc càng phá hư uy danh quy củ, tuyên chiến U Minh. Bọn hắn yên lặng chờ đợi, cũng thay Khương Phàm lau vệt mồ hôi. Đây nhất định là trận đàm phán vô cùng gian nan, đây chính là lão quỷ vật sống mấy trăm ngàn năm, thấy qua âm mưu còn nhiều hơn so với bọn hắn thấy qua người. Khương Phàm mặc dù khôn khéo cay độc, nhưng ở trước mặt đối phương vẫn còn kém chút hỏa hầu. Nhưng, hoàn thành, Khương Phàm chân thân đột nhiên lên tiếng. Đám người đồng loạt nhìn sang. Xong, xong, hài cốt toàn thân Khương Phàm giòn vang, linh hồn trở lại thân người. Người xong, hay là hắn xong, hay là chuyện chơi xong rồi. Thôn Thiên Ma Hoàng nhìn không được mà nói. Nói xong rồi, Phong Đô Quỷ Hoàng đồng ý. Khương Phàm từ đầu đến chân đa phần đều là hư vô, nhìn không ra thể hiện cụ thể, nhưng dáng vẻ vung tay giơ cao vẫn lộ rõ ràng hắn đang kích động. Chờ một chút, các ngươi nói chuyện gì rồi? Thiên hậu đều rất bất ngờ, không phải gặp mặt trước, tìm kiếm ranh giới cuối cùng lẫn nhau, sau đó lại trở về thương lượng xem có thể tiếp nhận cái giá sao. Làm sao chỉ mới vài phút ngắn ngủi đã kết thúc rồi? Tu La cùng mấy triệu chiến hồn toàn bộ chịu chết, ngũ đại quỷ hoàng toàn bộ ngủ say. Dùng cái này bảo toàn mặt mũi Phong Đô Quỷ Hoàng. Cái gì? Tần Vị Ương trừng mắt, thanh âm nhấc lên. Đám người có chút giật mình thần, chịu chết. Không phải muốn bảo trụ Tu La sao? Nói xong, lại cho bàn bạc chết rồi. Tu La không giữ được, nhất định phải chết, nhưng Đan Hoàng cho ta một đề nghị, mượn cơ hội này để Tu La cùng mấy triệu chiến hồn luân hồi trùng sinh. Cái gì? Tần Vị Ương lại trừng lớn con mắt, âm thanh nhấc lớn lên. Nhưng không phải kinh ngạc cùng tức giận như trước đó, mà là chấn kinh cùng cuồng hỉ. Đám người hai mặt nhìn nhau, tiếp đó là gắt gao tiếp cận Khương Phàm. Luân hồi trùng sinh. Tu La còn có thể trùng nhập luân hồi. Chẳng phải là nói, Tu La có thể thoát khỏi U Minh, một lần nữa sống lại. Khương Phàm nói. Đan Hoàng chỉ là đề nghị, ta cũng không dám nói với các ngươi. Bởi vì Tu La đã khế ước với ba vị quỷ hoàng, bình thường mà nói đã vĩnh viễn biến thành quỷ tộc. Đánh mất cơ hội luân hồi. Mà mặc dù Phong Đô khống chế sinh tử bộ, nhưng muốn để quỷ tộc trùng sinh, khẳng định là khó khăn, huống chi lại là Tu La cùng mấy triệu quỷ tộc như thế. Ta không có bao nhiêu hy vọng, chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới. Chương 2923 diễn kịch. Trong nháy mắt, đôi mắt Tần Vị Ương nổi lên lệ quang, ngạc nhiên nhìn Khương Phàm. Hắn đã đồng ý sao? Khương Phàm cũng nhẹ nhàng thở ra. Đồng ý. Tu La cùng mấy triệu chiến hồn chịu chết, Phong Đô Quỷ Hoàng dùng sinh tử bộ đưa bọn hắn chung vào luân hồi. Ngọa tào, đều như vậy còn có thể sống. Thôn Thiên Ma Hoàng đều kinh hãi. Sinh tử bộ không chỉ có trưởng quản sinh tử người sống, còn khống chế sinh tử quỷ tộc, từ hướng này mà nói, Phong Đô chủ nhân xác thực có quyền lợi đưa quỷ tộc luân hồi. Giới chủ như có điều suy nghĩ nói. Có thể sống, hắn còn có thể sống. Tần Vị Ương dùng sức mím chặt miệng, nước mắt lại tràn mi mà ra. Hắn còn có điều kiện gì? Thiên hậu vừa mừng vừa sợ. Thiếu hắn hai nhân tình, sau này hắn sẽ dùng. Khương Phàm biết nhân tình này khẳng định cần bỏ ra cái giá khổng lồ để trả lại,
nhưng chỉ cần Tu La cùng mấy triệu chiến hồn có thể phục sinh, cái gì hắn cũng đều nguyện ý. Nhân tình dễ nói, nhân tình dễ nói. Hồng Hoang Thiên Long nhìn qua Phong Đô Quỷ Thành xa xa, không hổ là chủ nhân U Minh, vậy mà lại có thể đưa Tu La cùng mấy triệu chiến hồn trùng sinh. Nếu như hắn có thể làm được thật, nói rõ hắn khống chế sinh tử đã đạt đến trình độ chúng ta khó có thể hiểu được, cũng mang ý nghĩa hắn nguy hiểm hơn. Đông Hoàng Như Ảnh thì cảnh giác và hồi hộp. Đây nào chỉ là trợ giúp, càng là một loại trấn nhiếp, ngay cả sinh tử quỷ tộc đều có thể khống chế, chẳng phải là nói, hắn khống chế sinh tử chúng ta lại càng dễ. Không hổ là siêu cấp quỷ hoàng sống mấy trăm ngàn năm. Đây là thỏa hiệp, càng là trấn nhiếp. Khương Phàm lập tức phân phó nói. Lăng Tuyệt, người mang Vị Ương tiến về Xâm La quỷ giới, Vị Ương, bất luận như thế nào cũng đều phải khuyên hắn tiếp nhận. Còn nữa, sau khi để hắn làm ra quyết định, mau chóng liên hệ chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền cùng chủ nhân Luyện Ngục, thuyết phục giải trừ khế ước. Ta bồi tiếp đi qua. Thiên Hậu hiểu rất rõ Tu La, mặc dù luân hồi trùng sinh là chuyện tốt, nhưng ở thời khắc thế này để hắn luân hồi, chắc chắn sẽ không thuận theo. Mà ba vị quỷ hoàng kia cũng không phải người lương thiện, bọn hắn khế ước Tu La vì khống chế, Tu La là mấu chốt để bọn hắn kết minh, nếu như Tu La muốn rời khỏi, bọn hắn chưa chắc sẽ nguyện ý. Lăng Tuyệt, đưa Vị Ương đi Xâm La quỷ giới, lại cho Thiên Hậu đi U Đô quỷ thành. Khương Phàm nói xong, lại nói với Thiên Hậu. Cẩn thận! 7 ngày sau, Tần Vị Ương được Đông Hoàng Lăng Tuyệt hiệp trợ, tìm được Xâm La quỷ giới tại thế giới tử vong mênh mông bát ngát, cũng gặp được Tu La đang tập trung hỏa lực bên ngoài quỷ giới. Đông Hoàng Lăng Tuyệt như ngựa không dừng vó, mang theo Thiên Hậu thẳng đến U Đô, mật hội chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân Âm Ngục. Sau khi Tu La nghe xong Tần Vị Ương kích động giới thiệu, hắn lại quả quyết từ chối không chút suy nghĩ. Mặc dù Thương Huyền đã bình định, nhưng nguy cơ còn không có kết thúc, ta không thể nào rời khỏi U Minh vào lúc này. Tần Vị Ương biết hắn sẽ như vậy. Chàng làm rối loạn trật tự sinh tử lưỡng giới, bất luận là Phong Đô hay U Minh địa ngục, đều cần cho bên ngoài bàn giao. Chàng chịu chết lại luân hồi, là phương án giải quyết tốt nhất. Hồn ảnh Tu La vặn vẹo, thẳng tắp như núi. Nâng đao ngắm nhìn Xâm La quỷ giới. Ta khế ước với Tam Đại Quỷ Hoàng, không thể nào lại vào luân hồi, Phong Đô Quỷ Hoàng đang lừa các ngươi. Hắn phân rõ nặng nhẹ, không thể nào dùng loại chuyện này đi lừa bịp. Nhiều nhất 10 tháng, chúng ta có thể kiểm tra thật giả tại Thương Huyền, mà thời gian 10 tháng, đầy đủ để vạn thế chúng ta tái tạo 10 vị thần linh. Đến lúc đó, Phong Đô Quỷ Thành không chịu nổi lửa giận của chúng ta. Chàng đã vì ngài ấy, vì vạn thế, vì Thương Huyền. Đã làm đủ nhiều, đừng lại cố chấp. Chúng ta đều hy vọng chàng có thể một lần nữa luân hồi, chân chính cảm nhận thắng lợi của chúng ta, chứng kiến cuộc chiến lên trời sau cùng. Tu La trầm mặc không nói, đây đúng là vui mừng ngoài ý liệu, nhưng hắn thấy, chiến tranh Thương Huyền còn xa không có kết thúc, hắn luân hồi trùng sinh chẳng khác nào, phế đi, ở lại nơi này ngược lại có thể phát huy ra tác dụng quan trọng. Tần Vị Ương khẽ cắn môi, nói, ngài ấy đã thay chàng quyết định, chàng đi cũng phải đi. Không đi cũng phải đi. Chỉ trong mấy ngày này, Phong Đô sẽ khởi xướng tập kích, giết tới nơi này. Thiên Hậu đã đi U Đô Quỷ Thành, sẽ thuyết phục Tam Đại Quỷ Hoàng tới giải trừ khế ước. Đến lúc đó, chàng cứ việc phối hợp, chịu chết luân hồi. Tu La vẫn nói. Đợi ta thêm 3 năm, trấn thủ U Minh, tiếp viện bất cứ lúc nào. Thời gian 3 năm, đầy đủ để hắn lên trời chứng đạo. Nếu bây giờ Phong Đô Quỷ Hoàng có thể để cho ta luân hồi, sau này cũng có thể làm được. Tần Vị Ương đột nhiên thét lên. Đừng cố chấp, Phong Đô Quỷ Hoàng không thể nào lại để cho chàng tiếp tục tồn tại 3 năm, đế tộc càng sẽ không lại bỏ mặc chàng 3 năm. Chàng tồn ở lại đây một ngày, chính là mục tiêu của U Minh cùng đế tộc. Tu La kiên định nói. Cũng bởi vì ta là mục tiêu của bọn hắn, âm mưu quỷ kế của bọn hắn mới có thể tới với ta, vừa vặn có thể tranh thủ cho vạn thế thời gian chỉnh đốn. Tần Vị Ương muốn kéo tay Tu La, nhưng lại xuyên qua hồn ảnh vặn vẹo. Ta biết là chàng không muốn làm một người đứng xem, ta biết chàng còn muốn tiếp tục chiến đấu, còn muốn tự mình tham dự trận đại chiến này, nhưng... Thế cục thay đổi, đế tộc không vào Thương Huyền được, nhất định sẽ bắt chàng làm cục, Phong Đô muốn duy trì địa vị, càng cần xử tử chàng hơn, nếu như chàng thật sự có cái gì ngoài ý muốn, sẽ là đau nhức vĩnh viễn trong lòng tất cả chúng ta. Thương Huyền an định, sứ mệnh của chàng đã hoàn thành, luân hồi đi. Ta cầu xin chàng đấy, được không? Ta cầu xin chàng. Chàng không cân nhắc vì mình,
nhưng hãy suy nghĩ một chút vì ta, suy nghĩ một chút vì mấy triệu huynh đệ phía sau chàng. 100.000 tướng sĩ tại Thiên Môn đều đã hy sinh, ngay cả cơ hội luân hồi đều không có, chẳng lẽ chàng để bọn họ cũng táng diệt toàn bộ tại U Minh sao? Hồn thể Tu La nổi lên gợn sóng, nhìn lại mấy triệu chiến hồn ở sau lưng, cuối cùng vẫn trầm mặc. Ngày 15 tháng 4, Phong Đô Quỷ Hoàng trước sau yên lặng nửa tháng, đột nhiên phát khởi phản kích. Chương 2924 duyên kiếp sau. Phong Đô Quỷ Thành rốt cuộc cũng cho thấy thực lực thật sự, thức tỉnh toàn bộ số lượng lớn quỷ chủ đang yên lặng ở sâu trong quỷ thành, số lượng còn lớn hơn những gì bên ngoài dự phán đối với Phong Đô. Chấn động nhất chính là ba tôn, tử thần. Tử thần là thẩm phán giả sinh ra tử vong bên trong tử vong pháp tắc phía dưới Phong Đô. Bọn chúng chính là hóa thân của cái chết, cho nên không tồn tại hủy diệt cùng tiêu vong, ngược lại có thể thẩm phán tất cả tồn tại của sinh, cùng tử, sinh tử lưỡng giới. Bất luận là đệ nhất Phong Đô chủ nhân, hay là Phong Đô chủ nhân bây giờ, đều là tử thần biến đổi mà tới. Thực lực của bọn hắn khủng bố đến mức để cho người ta tuyệt vọng. Nhất là tại U Minh địa ngục này. Khương Phàm dắt tay Thôn Thiên Ma Hoàng cùng giới chủ, nghênh chiến Phong Đô chủ nhân. Nhưng Phong Đô Quỷ Hoàng là siêu thoát tại bán đế, là tồn tại kinh khủng tới gần đế quân, toàn diện bộc phát, đã đè ép bọn người Khương Phàm liên tục bại lui. Tam đại tử thần thống ngự Phong Đô Quỷ Hoàng, Quỷ Vương, Quỷ Tướng, Đại Sát Đột Tiến, liên tiếp đánh tan Hồng Hoang Thiên Long, Cổ Thần, Thái Âm Ngọc Thố, cùng Đông Hoàng Như Ảnh chặn đánh. Mặc dù nói là diễn kịch, nhưng hai bên rõ ràng đều muốn thử thực lực của đối phương một chút. Mà, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu như Phong Đô phát giác được bọn người Khương Phàm không hề mạnh như tưởng tượng, thật có khả năng đùa giả làm thật, giải quyết triệt để bọn người Khương Phàm. Mà nếu như Khương Phàm phát giác được Phong Đô không hề nguy hiểm như tưởng tượng, thì cũng sẽ nhàn nhã một lần vất vả suốt đời, giải quyết triệt để Phong Đô. Cho nên hai bên từ lúc bắt đầu chém giết, đều đánh đến điên cuồng mà tàn bạo. Vào ngày cuối tháng 4, trải qua đến nửa tháng chém giết đẫm máu, Phong Đô chủ nhân cuồng chiến mấy chục vạn dặm, rốt cuộc cũng đã tới Xâm La quỷ giới. Tiền kỳ hai bên đánh cho hừng hực khí thế, giết đến người chết ta sống. Ba tôn tử thần suýt nữa đã muốn giết bọn Hồng Hoang Thiên Long thật, vẫn là nhờ Đông Hoàng Như Ảnh khắp nơi chiếu cố, miễn cưỡng duy trì ở cục diện bại mà không bại. Phong Đô chủ nhân càng thể hiện ra thực lực để bọn người Khương Phàm kiêng kỵ, ép Khương Phàm, Thôn Thiên Ma Hoàng cùng giới chủ không thể không liều chết bộc phát. Cho đến khi Kiều Vô Hối cùng Ngô Chính Nguyên mang theo nhiều vị thánh hoàng giáng lâm địa ngục, cưỡng ép gia nhập chiến trường tử thần mới miễn cưỡng khống chế được cục diện. Hai bên từ, chém giết, biến thành, diễn kịch. Theo Phong Đô Quỷ Hoàng đến, Xâm La quỷ giới cũng phẫn lên phản kích, kịch liệt đối kháng biến thành hỗn chiến với quy mô lớn. Linh hồn Khương Phàm cùng Phong Đô chủ nhân đều rời khỏi chân thân, tìm được Tu La. Tần Vị Ương gật đầu với bọn người Khương Phàm, miễn cưỡng xem như thuyết phục xong. Mấy triệu huynh đệ của ta đều có thể luân hồi. Tu La cần Phong Đô Quỷ Hoàng cho ra đáp lại chính xác. Bọn hắn thì dễ, nhưng số lượng quá lớn, khó tránh khỏi sẽ có chút ngoài ý muốn, ta không thể nào cam đoan toàn bộ, chỉ có thể cam đoan bộ phận lớn. Còn ngươi, tốt nhất mời vị truyền thừa giả, bất tử bất diệt kia, độ dẫn từ luân hồi. Sau khi ta luân hồi, bọn hắn có thể tìm tới ta sao? Tu La cùng nói là tiếp nhận, không bằng nói là thỏa hiệp. Hắn là cuồng nhân chiến tranh trời sinh, là chiến mà chết, đột nhiên phải rời khỏi lôi đài cuối cùng trước khi quyết chiến, thật sự là không cam tâm. Nhưng rời khỏi lôi đài, cũng không thể rời khỏi lôi tràng, hắn muốn đứng tại đoạn trước nhất trong thính phòng, làm người chứng kiến. Cho nên, bọn người Khương Phàm nhất định phải tìm tới hắn, đưa hắn đến Thương Huyền, đưa đến Thượng Thương. Phong Đô Quỷ Hoàng lạnh lùng nói, ta có thể đưa ngươi vào luân hồi. Không có nghĩa là ta còn có thể tìm mẫu thai cho ngươi. Khương Phàm cũng nói, ta nhất định phải xác định nơi hắn sinh ra. Không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, ta có thể đưa bọn hắn vào luân hồi, đã là trái với tử vong đại đạo. Ngươi khẳng định có biện pháp. Ta không có cách nào cả. Đều đã làm đến bước này, ngươi không kém một chút ân huệ sau cùng. Khương Phàm tận lực để ân huệ, cũng coi là hàm xúc biểu thị lại thiếu một cái nhân tình. Phong Đô Quỷ Hoàng trầm mặc thật lâu, nói. Bất tử bất diệt truyền thừa có thể cảm ngộ ký ức tất cả vong hồn trong cửu U Thâm không? Coi như thời điểm ta đưa bọn hắn vào luân hồi, để người thừa kế kia ngủ say tại thâm không, thông qua ký ức, tìm kiếm bọn hắn, tiêu ký bọn hắn, duy trì bọn hắn một ít ký ức.
Nhưng việc ta có thể làm được chỉ đến thế thôi, muốn trực tiếp khóa chặt nơi sinh, hoàn toàn không thể nào. Còn nữa, ta phải nhắc nhở các ngươi, nghịch chuyển sinh tử đã là tối kỵ, tuyệt đối không thể lại can thiệp luân hồi. Nếu như các ngươi làm quá phận, sẽ chỉ hại hắn. Đến lúc đó nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, chính các ngươi gánh chịu trách nhiệm. Chờ thiên hậu đến thì bắt đầu. Khương Phàm nhìn Tu La, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, nếu quả thật có ngoài ý muốn thì sao? Tu La quả thật không cam lòng, nhưng có thể hắn đã hiểu Khương Phàm có ý tốt của bọn hắn. Huống chi, hắn có thể không cân nhắc vì mình, nhưng cũng phải cân nhắc vì mấy triệu chiến hồn phía sau, bọn hắn đã bỏ ra rất rất nhiều rồi. Khương Phàm trân trọng cam đoan. Kiếp trước là huynh đệ, kiếp sau vẫn là huynh đệ. Sau 10 tháng, bất luận ở chân trời góc biển nào, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Tu La chỉ là gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Với hắn mà nói, giờ khắc này có bao nhiêu cô đơn cùng bất đắc dĩ. Khương Phàm hiểu Tu La, nhưng hắn không thể lại để cho Tu La đưa thân vào trong nguy hiểm, nếu quả thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nửa đời sau hắn đều không thể tha thứ cho chính mình. Khương Phàm hít sâu một hơi, hướng mấy triệu chiến hồn, nắm tay kích ngực, hùng hồn hô to vang vọng trên chiến trường. Vạn thế vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên những gì các ngươi bỏ ra, những gì các ngươi cống hiến. Các tướng sĩ của ta, các con dân vạn thế thần triều, chúng ta, kiếp sau lại tụ họp, ta tại Thương Huyền, ta tại vạn thế, chờ các ngươi trở về. Mấy triệu chiến hồn, lần lượt tụ lại, sắp hàng chỉnh tề, lên tiếng hô to. Sinh là người vạn thế, chết là quỷ vạn thế, luân hồi tái sinh, tất tề tụ vạn thế, là vì Thương Huyền mà chiến, là vì vạn thế mà chiến. Là Ngô Hoàng, là vạn thế thần triều, định vạn cổ thái bình. Khương Phàm cuồn cuộn cảm xúc, dùng sức nắm tay. Tu La nhận xúc động, hồn âm cuồn cuộn, vang vọng chiến trường. Các huynh đệ, kiếp sau lại tụ họp, ta tại Thương Huyền chờ các ngươi trở về. Chương 2925 điên. 3 ngày sau, Thiên Hậu mang theo chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Luyện Ngục, chủ nhân Hoàng Tuyền, cùng nhau đến Xâm La Quỷ Giới. Trải qua Thiên Hậu du thuyết, bọn hắn đã tiếp nhận giao dịch. Mà Thiên Hậu cũng đã bí mật làm một ít bố trí, bảo đảm bọn hắn còn có lực ảnh hưởng tại địa ngục. Thiên Hậu nói với Tu La. Ngươi mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi thôi, chúng ta sẽ không quên ngươi, cũng nhất định sẽ tìm tới ngươi. Tu La không còn kiên trì. Để cho ta đủ tài nguyên, ta muốn tái thế xưng thần. Thiên Hậu nói. Chúng ta để lại tài nguyên, đầy đủ ngươi chuyển thế xưng đế. Đầy đủ để mấy triệu chiến hồn, lại nổi lên Thương Huyền. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng tất cả, dưới sự chứng kiến của Khương Phàm và bọn người Thiên Hậu, Tu La cùng mấy triệu chiến hồn xúc động chịu chết. Phong đô quỷ hoàng bắt đầu từ Tu La, dần dần, sử tử, lại theo thứ tự lấy sinh tử bộ thao túng sinh tử pháp tắc, đưa bọn hắn trọng tiến luân hồi. Cổ tác nhân ngủ say trong thâm không, cẩn thận cảm nhận được ký ức phong hồn, tìm kiếm lấy Tu La, Diêm Bá, cùng tung tích tất cả chiến hồn. Mặc dù không thể nào truy tung đến vị trí cụ thể, chí ít có thể xác định phương hướng, có thể duy trì trí nhớ của bọn hắn, bảo đảm sau khi luân hồi còn biết mình là ai. Bất luận đối với phong đô quỷ hoàng, hay là đối với cổ tác nhân mà nói, đây không thể nghi ngờ là một công trình vĩ đại, mà còn lộ ra nguy hiểm. Bọn người Kiều Vô Hối cùng nhau chứng kiến lấy một màn như kỳ tích, đang mong đợi, cũng khó nén khẩn trương. Tu La và bọn họ có thể trùng sinh thật sao? Hẳn là có thể. Bọn hắn không phải thần hồn câu diệt, là tiến vào cửu u, vào luân hồi. Tự bạo như thần hồn câu diệt là triệt để tiêu tán, chỉ ít là Tu La và bọn hắn còn tồn tại. Tiến vào u minh, chính là về phong đô quản, cũng không có vấn đề. Nếu như Tu La thật có thể trùng sinh, cũng coi như là tâm nguyện của Khương Phàm và Thiên Hậu. Không biết hắn có thể mang theo khởi nguyên linh văn trùng sinh hay không, đây chính là đế văn thời đại hồng hoang, nếu như dựa vào tài nguyên của chúng ta. Nhất định có thể trưởng thành trong thời gian ngắn. Dù thời gian có ngắn, cũng cần 30 đến 50 năm, đến lúc đó, chiến tranh đã sớm kết thúc. So với Linh Văn, ta càng muốn biết là hắn có thể mang theo ký ức trùng sinh hay không. Nếu như hắn đều quên sạch kiếp trước, lại sinh ra ở đại lục khác. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần bọn hắn có thể sống sót thì tốt rồi. Sau 10 tháng, chúng ta tìm khắp thiên hạ, đều phải hắn tìm trở về. Hắn đã làm hết thảy mọi thứ vì vạn thế, đáng để hắn chứng kiến vạn thế huy hoàng. Đúng vậy, chỉ cần hắn có thể sống sót là tốt. Tìm tới hắn, mang về, bồi dưỡng lớn lên. Man hoang cổ thành.
Man hoang đế tổ gần đây rất táo bạo, vô cùng táo bạo. Hắn mong muốn nếu như huyết ma tộc tiếp tục bắt không được cổ thành, chắc chắn tăng thêm càng nhiều cường giả, thậm chí đưa tới chút đế cốt đế huyết để tăng cường thế công, đến lúc đó hắn vừa vặn phản kích. Kết quả, rút lui. Hắn mong muốn Thương Huyền sẽ kéo dài chiến tranh một thời gian, Khương Phàm sẽ gặp phải thảm bại, liên quân đế tộc cũng sẽ nhận trọng thương, đến lúc đó hắn liền có thể cao điệu ra tay. Kết quả, kết thúc. Đế tộc thảm bại, chật vật tháo chạy, Khương Phàm đại thắng, thống ngự Thương Huyền. Hết thảy đều chỉ xảy ra trong mấy tháng ngắn. Sau khi Man Hoang đế tổ nhận được tin tức, cơ hồ là như nằm mơ. Hắn hy vọng dụ sát huyết ma, kết quả cái gì cũng đều không có đạt được. Hắn là muốn ngư ông đắc lợi, kết quả ngay cả cơ hội ra tay đều không có. Hắn là muốn làm người thu hoạch lớn nhất trong đại chiến Thương Huyền, kết quả thành buồn cười lớn nhất. Đây đối với kẻ cao ngạo như hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện vô cùng nhục nhã, càng làm cho hắn thấy được uy hiếp to lớn từ vị trên thân phần thiên thần hoàng kia. Chuyện không thể nào nghịch chuyển được, vậy mà lại bị tiểu tử kia làm được thật. Nếu như huyền thoại bất hủ, đủ để khắc họa lịch sử. Tại sao có hắn, mà không phải là mình? Man Hoang đế tổ một lần nữa sống lại, cũng không phải xem trò vui, mà là muốn làm nhân vật chính của thế giới này, làm kẻ thống trị chân chính. Cho nên, Man Hoang đế tổ an bài Tân Tấn Thánh Hoàng, Man Thiên Tứ bí mật giám sát Thượng Thương, sau đó bắt đầu bế quan chiều sâu, bằng vào những đế huyết đế khí còn sót lại của phụ mẫu kia, tiếp tục khôi phục thực lực. Hắn không phải tu luyện, mà là đang khôi phục. Cho nên, thân thể bắt đầu hư hóa cũng đã liền bắt đầu khôi phục uy lực bán đế, sau khi hoàn toàn hư hóa, cũng không cần nghênh đón thiên phạt, đã có thể tái tạo chân thân. Đầu tháng 3, khi bọn người Khương Phàm rời khỏi Thượng Thương, thông qua cánh cửa địa ngục, giáng lâm đến Phong Đô Quỷ Thành. Man Thiên Tứ vượt qua cửu U, đi U Minh, điều tra tình huống, sau đó nhanh chóng trở về Thương Huyền, đi thẳng đến đông bắc bộ Man Hoang Cổ Thành. Mặc dù Man Thiên Tứ không có cánh cửa địa ngục, không thể tùy ý hoành hành tại sinh tử lưỡng giới, nhưng bằng vào lực lượng không gian siêu cường, tốc độ cũng không phải rất chậm. Phiền phức duy nhất là, hắn vượt qua cửu U như con thuyền cô độc vượt biển. Mỗi lần giáng lâm U Minh và trở lại Thương Huyền cũng không thể chỉ định vị trí cụ thể, cần giáng lâm sau đó mới phân rõ phương vị, cho nên rất trì hoãn thời gian, cũng rất khảo nghiệm lực khống chế của hắn. Ngày 17 tháng 3, Man Thiên Tứ trở về Man Hoang Cổ Thành, sau khi báo cáo tình huống, nhận lệnh đế tổ, dẫn đầu ba vị thánh linh xông vào cửu U thâm không, tiến về U Minh, kịp thời điều tra tình huống của Phong Đô Quỷ Thành. Ngày 15 tháng 4, cuộc chiến Phong Đô bộc phát. Man Thiên Tứ trọn vẹn quan sát 3 ngày, sau khi xác định hai bên là muốn liều mạng, đã mệnh lệnh ba vị thánh linh nhìn chằm chằm, còn mình lại xông vào cửu U thâm không. Chỉ là lần này, hắn bởi vì sốt ruột, dùng sức quá mạnh, để mình mất phương hướng tại cửu U. Không chỉ có tìm không thấy đường rời khỏi, còn lọt vào khí tức luân hồi ăn mòn, cơ hồ muốn hòa tan tại thâm không. Vào thời khắc tuyệt vọng, một nữ tử xinh đẹp phong hoa tuyệt đại xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa hắn về Thương Huyền. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2926 thôn phệ thâm không 1. Vị trí vậy mà lại ngay tại gần đông bắc bộ Thương Huyền. Man Thiên Tứ rất ngạc nhiên về thân phận của nữ tử này, không ngờ nàng có thể hoành hành không trở ngại tại cửu U thâm không, nhưng không đợi hỏi thăm, nữ tử đã biến mất một cách thần bí. Hết thảy đều giống như nằm mơ. Ngày 26 tháng 4, Man Thiên Tứ đến Man Hoang Cổ Thành, thông báo về đại chiến Phong Đô. Phong Đô tuyên chiến, quỷ giới khác đâu. Man Hoang đế tổ xếp bằng ở trên tế đàn tại tổ từ, toàn thân gần như hoàn toàn hư hóa, hai nguồn năng lượng, hư vô cùng, chôn vùi, cuồn cuộn trong thân thể như một cái lỗ đen, tràn ngập ra uy lực và năng lượng kinh khủng muốn để đất trời sụp đổ, vạn vật chôn vùi. Đế tổ chuộc tội, chúng ta không hiểu rõ. Man Thiên Tứ cúi đầu, cửu U nguy hiểm, mỗi lần vượt qua đều không biết rơi xuống chỗ nào, mà phạm vi địa ngục lại khổng lồ. Hắc ám vô biên, còn không có năng lượng tự nhiên, bọn hắn đầu tiên muốn xác định phương vị, sau đó lại tìm kiếm mục tiêu, vượt qua không gian đuổi tới, cho nên có thể duy trì giám sát ở nơi đó đã rất khó khăn, bây giờ không có tinh lực và thực lực hoành hành trăm vạn dặm khắp nơi điều tra các đại quỷ giới. Không phải bọn hắn đang đối đầu sao? Tên điên kia là kích thích đến Phong Đô Quỷ Hoàng như thế nào mà đưa tới chiến tranh? Phần thiên thần hoàng tựa như tuyên cáo qua cái gì đó cùng Phong Đô chủ nhân. Nhưng khoảng cách quá xa, chúng ta không có nghe rõ. Man Thiên Tứ lần nữa cúi đầu.
không phải không muốn nghe rõ ràng, mà là phạm vi phong đô khổng lồ, tử khí vô biên, sinh linh tới gần rất dễ dàng lọt vào ăn mòn, cưỡng ép chống cự lại dễ dàng bại lộ. Mà Khương Phàm nơi đó còn có không võ cảnh giới thần linh tọa chấn, bọn hắn chỉ có thể tận hết khả năng cách xa, mới có thể cam đoan an toàn. Thân thể man hoang đế tổ hư hóa, nhìn không ra thể hiện, không nhìn thấy ánh mắt, nhưng hình dáng hai cánh có chút tụ tập, biểu hiện ra giờ phút này hắn đang rất không vui. Man Thiên Tứ cúi đầu thật sâu, trong lòng đắng chát, thật không phải vô năng, mà là thật sự làm không được. Hắn có thể kịp thời trở về thông báo tình huống, đã là cực hạn. Xác định đánh nhau. Ngàn lần chính xác, đánh rất hung. Phong đô quỷ thành đưa tinh nhuệ ra hết, còn có ba vị tử thần. Ba vị tử thần. Ta rất xác định, là ba vị. Trong mấy trăm ngàn năm phong đô quỷ hoàng cũng không phải một mực tại ngủ say sao. Ba vị tử thần, bù đắp được 10 tôn thần ma, đủ để bọn hắn chịu được. Mặc dù man hoang đế tổ còn không có hoàn toàn hư hóa, nhưng nếu nơi đó khai chiến, trong thời gian ngắn Khương Phàm sẽ bị kiềm chế. Muốn lập tức trở về gần như là không thể, ngược lại sẽ còn tiếp tục triệu tập cường giả từ xí thiên giới. Kỳ thật man hoang đế tổ còn muốn chờ một chút, lại điều tra thêm, xác định cặn kẽ tình huống nơi đó. Nhưng, chiến tranh thương huyền đã cho hắn bài học đẫm máu, cơ hội chớp mắt đã qua, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Để man thiên cương tỉnh lại. Man hoang đế tổ ầm vang đứng dậy, chiến ý phun trào. Bên trong xí thiên giới khẳng định tàng trữ rộng lượng tài nguyên. Bên trong tất cả đều là chút thánh vương, thánh hoàng đang biến đổi, thậm chí là tân thần muốn đột phá. Nếu như có thể nuốt toàn bộ, cảnh giới của hắn thế chắc chắn sẽ triệt để hư hóa, sau đó một lần nữa ngưng tụ tại bên trong hư hóa, cũng chính là trở lại đế cảnh. Xí thiên giới. Nơi này đã mở rộng phạm vi đến hơn 3 vạn dặm, không chỉ có dung hợp thượng cổ thần đình, cũng tiếp nạp thế giới mới bị tàn phá. Mặc dù tụ tập đông đảo cường giả, nhưng cũng không náo nhiệt. Ngược lại là an tĩnh một ngạt, bởi vì liên tiếp ác chiến để bọn hắn nhận lấy trọng thương, đều cần chỉnh đốn. Càng mấu chốt chính là tài nguyên rộng lượng, để bọn hắn có thể tùy ý trưởng thành. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Khương Quỳ, Lý Dần, Lan Nặc, Dương Biện, Khương Diễm, Khương Qua, Triệu Thời Việt, Tịch Nhan cùng Bạch Tai, 11 vị Thánh Hoàng Phong Thần, này là mấu chốt nhất. Bọn hắn không gần như chỉ được số lượng lớn thần vật tẩm bổ ở sau trận đại chiến đầu. Vẫn còn không có hoàn toàn luyện hóa, bây giờ lại lấy được đại đạo truyền thừa, gần như không cần thần vật mới đã có thể lột xác thành thần. Thiết Long Cổ Thụ, Chu Thanh Thọ, Đại Vương, Sát Đồ, cũng là đạt được rất nhiều tài nguyên tại sau trận đại chiến đầu, bây giờ phối hợp mới thần vật, đều đang chiều sâu bế quan, khẩn cấp tăng lên cảnh giới. Dạ An Nhiên hấp thụ uy lực hỗn độn từ xí thiên giới, dựa vào ngũ hành đồ đằng, tẩm bổ ngũ hành thụ của nàng, một lần nữa diễn biến thế giới ngũ hành tại khí hải. Tổ Kỳ Lân, Hướng Vãn Tình, Đằng Xà thì đang lần lượt khôi phục, sau đó lao tới chiến trường U Minh. Ngày mùng 5 tháng 5, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại đang chìm ngâm ở bên trong bế quan, cảm ngộ hư thiên đồ đằng chiều sâu, loại cảm giác này như là nhìn trộm không gian pháp tắc, ảo diệu vô tận. Ý thức của bọn hắn như là rời rạc tại hư không mênh mông, không chỉ có dừng lại tại tầng ngoài không gian, thậm chí còn siêu thoát với thế giới bên ngoài, sâu vào trong vũ trụ, quan sát hỗn độn bao phủ thế giới khổng lồ. Nhận biết hoàn toàn mới, mang đến thăng hoa cực hạn. Loại linh văn không gian trưởng thành khó khăn nhất vĩnh viễn không phải tài nguyên, mà là nhận biết, lĩnh ngộ, cùng khống chế. Bây giờ không gian pháp tắc mở rộng cửa lớn đối với bọn hắn, mặc cho nhìn trộm, thật giống như không gian thư tịch tinh mật nhất, toàn diện nhất thế gian đang bày biện ở trước mặt, có thể nhận biết bao nhiêu, lĩnh ngộ bao nhiêu, khống chế bao nhiêu, thì phải xem chính bọn hắn. Nhưng, khi bọn hắn đắm chìm trong đó tùy tiện cảm ngộ, vậy mà lại không hẹn mà cùng nhận ra hắc ám xâm nhập từ trong hư không mênh mông. Loại xâm nhập kia rất phi diệu, không một tiếng động, cơ hồ khó mà phát giác ra được. Cho dù bây giờ bọn hắn là thánh hoàng đại viên mãn, còn đang đột phá đến thần cảnh, đều không có phát hiện, mà là đồ đằng xúc động khiến cho bọn hắn cảnh giác. Lúc này bên trong thâm không, hắc ám đang lan tràn, giống như một cái lỗ đen kinh khủng, chậm rãi tới gần xí thiên giới. Chương 2927 thôn phệ thâm không 2. Man hoang đế tổ vượt qua 50 vạn dặm thâm không, tới gần xí thiên giới, thời điểm tại khoảng cách 5 vạn dặm đã thoáng hãm tốc độ lại. Bởi vì nơi đó có số lượng lớn không võ, tính cảnh giác rất mạnh, một khi phát giác, chắc chắn sẽ rút lui, cho nên. Phía trước, hư vô, giam cầm không gian, khống chế không gian.
yên diệt, ở phía sau, chôn vùi không gian, hình thành lỗ đen. Hai loại năng lượng cực hạn của thế gian phối hợp, để hư không bị giam cầm không một tiếng động sụp đổ. Biến mất, không có tạo thành bất kỳ làn sóng không gian lan nào, cũng không có tiêu tán ra chút năng lượng không gian nào. Man Hoang Đế Tổ tựa như một cái lỗ đen lặng yên không tiếng động, nhanh chóng mở rộng, vây quanh đi qua cái thế giới ngũ hành hoa mỹ tại xí thiên giới kia. Hắn muốn một ngụm nuốt vào toàn bộ xí thiên giới, phong bế nó trong lỗ đen, sau đó lại tiến hành săn giết. Thôn phệ, như thế này thì có thể bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Lập tức sẽ không khiến cho chấn động, cũng sẽ không để một kẻ nào chạy trốn. Man Thiên Cương theo sát sau lưng Đế Tổ, lắc lắc cái cổ, ngọ nguậy bả vai, chuẩn bị mượn dẫn uy lực Đế Tổ bất cứ lúc nào để săn giết tất cả con mồi mưu toan thoát khỏi. Bên trong xí thiên giới, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại càng cảnh giác. Hắc ám là cái gì? Vậy mà lại có thể lặng yên tới gần xí thiên giới không một tiếng động. Hư không đã rất đen, nhưng này cái mảnh hắc ám này lại càng tĩnh mịch mà giá lạnh, thâm thúy như vực sâu, thậm chí ngay cả ý thức dò xét đều biến mất ở bên trong. Đông Hoàng Càn triệt để bừng tỉnh, cau mày nói. Hư không không có bất kỳ gợn sóng gì, cũng không có chút năng lượng nào, nhưng trong này xác thực có hắc ám đang áp sát, mà. Đang hình thành vây quanh, lập tức thông báo Dạ An Nhiên, khống chế giới tâm xí thiên giới. Cần thông báo địa ngục không? Vẻ mặt Đông Hoàng Toại nghiêm trọng lên, Thương Huyền đã bình định, nguy hiểm đến từ chỗ nào? Chẳng lẽ là cường giả đế tộc lại tới? Các ngươi trông coi, ta đi, cố gắng không quấy rầy người bế quan, nhưng nếu như tình huống nguy cấp, dùng hết khả năng di chuyển tới địa ngục. Đông Hoàng càng lần nữa dò xét hắc ám đang lặng yên tới gần, lập tức mở ra không gian, bằng tốc độ nhanh nhất tiến về con đường xí thiên giới. Dạ An Nhiên xuất quan, lập tức tiến về giới tâm xí thiên giới. Nơi này đã không có hỗn độn cự long, nhưng ngũ hành thụ vẫn còn, uy lực hỗn độn khuấy động như đại dương. Dạ An Nhiên có thể thông qua mình ngũ hành thụ, cùng cảm ứng ngũ hành thụ này, khống chế xí thiên giới khổng lồ. Đông Hoàng Toại nghiêm túc nói. Không nên đánh cỏ kinh rắn, cẩn thận dò xét. Dạ An Nhiên cảm giác hư không, không hề phát hiện thứ gì, cho đến khi nàng cẩn thận lặp đi lặp lại dò xét ba lần, rốt cuộc cũng bắt được vấn đề trong thâm không. Ta nói không nên cảm giác gì, nhưng đang tới gần. Khoảng cách, không đủ vạn dặm, không, hắc ám đậu ở chỗ đó, đang mở rộng ra xung quanh, nó muốn. Vây quanh xí thiên giới. Chẳng lẽ là đế quân tới? Không thể nào, năng lượng đế quân quá mạnh, tất nhiên sẽ gây nên hư không bạo động. Đây càng giống như là một loại. Đông Hoàng Toại cau mày, xoa đầu, cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên tỉnh ngộ. Hư không giam cầm, đầu tiên là giam cầm. Sau đó lại là lan tràn, cái này cần lực khống chế không gian đăng phong tạo cực. Cho dù thần tôn năm đó đều không thể, vị thần man hoang này, hư không giam cầm phía trước, chôn vùi thôn vệ ở phía sau. Không sai, chính là như vậy. Đông Hoàng Toại kinh ngạc mà đổ mồ hôi lạnh, man hoang chiến tộc muốn đánh lén xí thiên giới. Thực sự lựa chọn quá đúng thời điểm. Đầu man hoang chiến tộc không chạy sao, lại dám đánh lén xí thiên giới. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối bọn hắn đang theo dõi chúng ta, bắt lấy thời kỳ đặc thù này. Nhưng, coi như nuốt nơi này, địa ngục còn có bọn người Khương Phàm và mười mấy tôn thần, chẳng lẽ không sợ bị trả thù. Dạ An Nhiên bị man hoang chiến tộc ngu xuẩn làm mộng, chỉ cần đầu không có vấn đề, cũng không đến mức đi trêu chọc dâu hùm. Đông Hoàng Toại hỏi, man hoang có thể phá vỡ phòng ngự xí thiên giới sao? Dạ An Nhiên lắc đầu nói. Xí thiên giới tình huống chống đỡ hai ba tôn thần đả kích cũng không có vấn đề. Nhưng chúng ta không thể để cho xí thiên giới bị hao tổn, cũng không thể để bọn người Lý Dần còn đang bế quan bị chiến tranh trùng kích. Bọn hắn có mấy người đang đột phá, bây giờ bừng tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Đông Hoàng Toại nói, giáo tôn đã đến U Minh, không biết tình huống nơi đó như thế nào, giáo tôn có thể kịp thời tìm tới bọn người Khương Phàm hay không? Hắc ám có thể vây quanh nơi này rất nhanh. Bọn hắn tuyệt đối đuổi không đến. Dạ An Nhiên liên tục lắc đầu, mặc dù phát hiện, nhưng vẫn quá muộn. Chúng ta rút lui. Bọn người Lý Dần đang lúc khẩn trương bế quan, có thể bất động hay không? Mà, người có nắm chắc di chuyển tất cả mọi người nơi này không? Dạ An Nhiên đang hỏi Đông Hoàng Toại. Nếu như muốn rút lui, nhất định phải rút lui toàn bộ, nhưng nơi này trừ cường giả đang bế quan cùng tu dưỡng, còn có đến hàng vạn đan sư và đời mới. Cùng mấy chục vạn thú triều thần đình và thế giới mới.
muốn di chuyển toàn bộ tất cả mọi người giữa vạn dặm trong mấy giờ ngắn ngủi, chẳng khác nào như người si nói mộng. Dạ An Nhiên nhanh quay ngược tâm tư trở lại, tỉnh táo phân tích. Ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian, người điều động Đông Hoàng tộc bắt đầu ngưng tụ đạo ngấn không gian, càng nhiều càng tốt. Nếu như thực sự gánh không được, có thể rút lui bao nhiêu thì rút lui bấy nhiêu. Có thể rút lui bao nhiêu thì rút lui bấy nhiêu. Đông Hoàng toại âm thầm nhếch miệng, không thể bình thường hơn được mà nói, lại nghe như nặng hơn vạn quân. Một khi thật muốn rút lui toàn diện, đạo ngấn không gian của bọn hắn có thể quyết định vận mệnh của tất cả mọi người, rút lui trước đương nhiên có thể sống, rút lui sau khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng, ai trước? Ai sau? Người bế quan đều là phân bố vụn vặt lẻ tẻ, nếu như bỏ sót ai đó thì phải làm sao đây? Đông Hoàng toại đột nhiên bội phục thiên hậu, tỉnh táo cùng lựa chọn vào thời khắc kịch biến, thật không phải ai cũng có thể làm đi ra. Chương 2928 tàn bạo. Man Hoàng đế tổ càng hướng phía trước, tốc độ càng chậm, cũng tận lực khống chế, lỗ đen, khuếch tán đến xung quanh, hình thành lưới bao vây. Loại cảm giác này quá kích thích. Xí thiên giới khổng lồ tựa như là con mồi của hắn, đang từ từ dâng mạng. Một khi lưới bao vây thành hình, hư không, cùng, chôn vùi, toàn diện bộc phát, tách rời xí thiên giới, sẽ thôn phệ toàn bộ sinh linh cùng tài nguyên bên trong. Hắn, mượn cơ hội này, vô hạn tới gần thời kỳ toàn thịnh. Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đều chính là khu vực săn bắn của hắn. Man Thiên Cương nhìn lỗ đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng tiến về phía trước, trong lòng cũng phấn chấn. Đế tổ quả nhiên là đế tổ, vậy mà không có gây nên bất cứ vấn đề nào, một khi vây quanh thành hình, xí thiên giới chính là của bọn họ. Phần thiên thần hoàng cùng liên quân đế tộc liều mạng tranh đấu, thành tựu cuối cùng sẽ là bọn hắn. Khi đế tổ khôi phục toàn diện, thực lực toàn bộ chiến tộc cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Hắn, đã không thể chờ đợi. Tốt, nên rút lui đều rút lui không sai biệt lắm, chúng ta có thể nói chuyện rồi. Một thanh âm thanh lãnh đột nhiên từ nội bộ xí thiên giới truyền ra, thông qua mặt ngoài hỗn độn, oanh minh thâm không. Đột nhiên xuất hiện thanh âm để Man Hoang đế tổ trong cái lỗ đen từ từ ngừng lại. Man Thiên Cương cau chặt lông mày, rút lui. Lúc nào? Xí thiên giới đã nhận ra. Đế tổ tự mình khống chế hư vô cùng chôn vùi làm sao có thể bị phát giác. Chớ kinh ngạc, chúng ta có không gian đồ đằng, sớm phát hiện tại lúc các ngươi cách 5 vạn dặm. Các ngươi hãm lại tốc độ, vừa vặn cho chúng ta thời gian. Bây giờ nên rút lui đều đã rút lui, chỉ mỗi ta ở lại, nói chuyện cùng các ngươi. Giọng của Dạ An Nhiên thanh lãnh mà to lớn, theo chiều cường hỗn độn cuồn cuộn, như thiên âm quanh quẩn giữa thâm không, cũng tỉnh táo mà lãnh đạm, nghe không ra bất cứ sự khẩn trương gì. Đông Hoàng toại ở bên trong xí thiên giới âm thầm thở phào, tiểu nha đầu này rất bình tĩnh, tình thế khẩn trương như vậy lại còn có thể ổn định, không tệ không tệ. Hắn lập tức lao tới Đông Hoàng tộc khu quần cư, đánh thức tất cả không võ đang bế quan, hiệp đồng xen lẫn đạo ngấn không gian. Đông Hoàng tộc kinh ngạc lại hoảng hốt, Man Hoang. Đám quái vật kia bị đổ nước vào não rồi, không sợ sau đó Khương Phàm sẽ trả thù. Khương Phàm hai đời cuồng chiến giết ra tới hung danh, ngay cả đế tộc đều kiêng kỵ, hắn lại còn đuổi tới sông đi lên. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng tình huống nguy cấp, bọn hắn vẫn nhanh chóng phối hợp lại. Đế tổ nghe được thanh âm, cười lạnh lên. Há mồm liền ra, tiểu nha đầu, người biết cái gì gọi là đồ đằng sao? Thời kỳ hồng hoang, tín ngưỡng nhân tộc, cũng là linh văn nguyên thủy của nhân tộc sau này. Dạ An Nhiên nói đơn giản hai câu, lại trực chỉ bản chất. Nơi này không chỉ có không gian đồ đằng, còn có ngũ hành đồ đằng. Do ngũ hành tổ thụ hồng hoang đầu tiên tế luyện mà thành, còn có kim đồ đằng sở thuộc ngũ hành, tương tự kim sơn, phía trên có 18 loại binh khí, đại địa đồ đằng, tương tự ngọc thạch, ẩn chứa đại địa mẫu khí, luân hồi đồ đằng, một đóa luân hồi hoa, hoa nở chín cánh, bên trên xuyết cửu môn. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Đế tổ trầm mặc, thật lâu không nói gì. Nhưng ấn ký đồ đằng này đều là từ thời kỳ hồng hoang, thất lạc từ lâu trong dòng sông lịch sử, nhân căn bây giờ vốn không biết. Man Thiên Cương thì vô cùng ngạc nhiên, đồ đằng là linh văn nguyên thủy. Bên trong xí thiên giới có số lượng lớn đồ đằng. Đông Hoàng càn khống chế đồ đằng, đã xưng thần. Các ngươi rất không trùng hợp, hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào địa ngục lại phát hiện các ngươi. Bây giờ nên rút lui cũng đã rút lui, tin tức cũng đã đưa vào địa ngục. Ta ở lại cùng các ngươi nói chuyện với nhau, chỉ là muốn hỏi các ngươi một chút. Các vị, nghĩ như thế nào?
Cái dạng tư tưởng thiên mã hành không gì thúc đẩy các ngươi sinh trưởng ra loại xúc động tự tìm đường chết này. Dạ An Nhiên là thật không nghĩ ra, cho dù man hoang có thần linh đỉnh phong, cũng có thể tạo nên ba vị thần, nhưng... sau này thì sao? Khương Phàm đều có thể đánh liên quân đế tộc ra khỏi Thương Huyền, còn không cho xé sống các ngươi. Nếu như bây giờ các ngươi rút lui, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu như ngươi nuốt xí thiên giới, đợi bọn người Khương Phàm trở lại Thương Huyền, nhất định có thể san bằng man hoang cổ địa các ngươi. Nói câu không khách khí, trước đó chúng ta cần man hoang trấn thủ Đông Bắc, nhưng bây giờ... có thể cần, cũng có thể không cần. Dạ An Nhiên luân phiên chất vấn để man hoang đế tổ lòng sinh nổi nóng. Khó có được cẩn thận một lần, vậy mà cũng bị phát hiện. Lại là không thu hoạch được gì sao? Nếu như bên trong xí thiên giới chứ hàng lấy số lượng lớn tài nguyên, là hắn có thể nhanh chóng khôi phục, đến lúc đó ngay cả đế quân còn không sợ, còn sợ Khương Phàm báo thù. Nhưng, nếu như bên trong trống không, chỉ dựa vào xí thiên giới, nhiều nhất có thể làm cho hắn toàn diện quy hư. Mà toàn bộ cường giả vạn thế còn sống, bất cứ lúc nào cũng có thể tập kết hơn 10 vị thần linh khởi xướng báo thù. Man Thiên Cương cũng uất ức, đánh lén lại bị phát hiện. Cảm giác quá tệ. Không chỉ là không chiếm được tài nguyên, còn tương đương trở mặt cùng Khương Phàm, sau đó liên quan hai bên lại khó khôi phục bình thường, bất cứ lúc nào Khương Phàm cũng có thể nhắm đầu mâu chiến tranh ngay Đông Bắc Bộ. Dạ An Nhiên tiếp tục cảnh cáo, nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất rời khỏi ngay bây giờ, nếu không. Chờ hắn tới, chuyện cũng không tốt giải thích. Đế tổ, rút lui sao? Man Thiên Cương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn đang đại chiến cùng U Minh, một lát về không được, ngươi sợ cái gì? Man Hoàng Đế tổ chuyển đầu hư vô qua phía Man Thiên Cương. Man Thiên Cương cuống quýt cúi đầu, không dám đối mặt. Man Hoàng Đế tổ yên lặng suy nghĩ, nếu bại lộ, quan hệ hợp tác giữa hai bên coi như kết thúc. Sau đó cái tên Khương Phàm hung hăng tàn nhẫn kia, tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn hắn, khai chiến cơ hồ có thể mong muốn. Nhưng, nuốt xí thiên giới, Khương Phàm chắc chắn sẽ lập tức phản kích. Hắn không sợ Khương Phàm, nhưng đám tên điên dưới trướng hắn kia lại có thể san bằng cổ thành. Buông tha xí thiên giới, Khương Phàm hẳn là còn có thể khắc chế một thời gian. Chương 2929 cân nhắc thiệt hơn. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Khương Phàm sẽ tiếp tục tạo thần, nhưng hắn có thể trở nên mạnh hơn, thậm chí có thể triệt để hư hóa. Nhìn tình huống bây giờ chỉ có thể là rút lui. Nhưng, rút lui. Tới đây với đầy lòng mong đợi, lại xám xịt trở về. Đại chiến Thương Huyền trước đó đã phán đoán sai lầm, để huyết ma tộc từ không coi vào đâu đã rời khỏi, đã để hắn cảm giác mặt mũi bị hao tổn, bây giờ cao điệu xuất khích, lần nữa rút lui. Hắn, làm không được. Man Hoàng Đế tổ xuyên thấu qua hắc ám, yên lặng nhìn xí thiên giới. Càng xem càng tức giận, càng xem càng bực bội. Không phải tức giận loại cục diện lúng túng này, mà là tức giận chính hắn. Đường đường là Man Hoàng Đại Đế, lúc nào lại sợ đầu sợ đuôi rồi. Nhớ lại năm đó, hắn đã từng sợ qua ai? Trăm vạn năm yên lặng, kiêu ngạo và dũng khí hao hết rồi. Không có. Hoàn toàn không có. Hắn vẫn là nhân ma đại đế nghịch thiên mà chiến kia, hắn vẫn là tuyệt đại đế quân cuồng chiến thiên hạ kia. Thử hỏi thiên hạ, song đế truyền thừa, người nào sánh bằng? Ngươi, lập tức trở về. Man Hoàng Đế tổ đột nhiên mệnh lệnh. Vâng, nhưng, ngài thì sao? Man Thiên Cương cẩn thận nhìn đế tổ. Tụ họp lại toàn bộ đám người đọa lạc thiên quốc kia cho ta, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, một tên cũng đừng thiếu. Giọng Man Hoàng Đế tổ rét căm căm. Để Man Thiên Cương lĩnh ngộ thâm ý bên trong. Nhanh đi. Man Hoàng Đế tổ muốn hủy xí thiên giới. Rút lui thật sao? Khẳng định còn giữ lại một bộ phận. Nếu như có thể sử dụng tất cả tài nguyên bên trong, lại về Man Hoang cùng một chỗ luyện tất cả cường giả đọa lạc thiên quốc. Hai nguồn tài nguyên lớn phối hợp, tuyệt đối có thể làm cho hắn hoàn toàn hư hóa trong thời gian rất ngắn. Coi như Khương Phàm báo thù, hắn cũng không sợ. Lĩnh mệnh. Man Thiên Cương lần nữa lĩnh giáo sự tàn nhẫn của đế tổ, cái này không chỉ là muốn nuốt vào toàn bộ đọa lạc thiên quốc, càng muốn toàn diện tuyên chiến cùng Khương Phàm. Nhưng, hắn không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của đế tổ, chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Sau một trận trầm mặc kiềm chế, hư vô, đột nhiên bạo động, không còn giống chậm chạp tiến lên như là trước đó, mà là diễn biến thành chiều cường bạo động, như biển gầm sôi trào, cuồng kích thâm không, nhanh chóng nghiền ép lên phía xí thiên giới.
hắn muốn triệt để giam cầm Xí Thiên Giới. Đột nhiên bạo động, để Dạ An Nhiên ở bên trong Xí Thiên Giới quá sợ hãi. Cái tên nhân ma kia muốn tuyên chiến cùng bọn hắn thật. Chỉ bằng chút thực lực man hoang này. Đây không phải tìm đường chết sao? Sốt cuộc man hoang nghĩ như thế nào? Là được đế tộc đến đỡ sao? Đông Hoàng Toại lập tức phát giác được hư không bạo động, mà. Cái trận bạo động lớn không còn che giấu kia, cách vạn dặm minh mông xuyên thấu qua tầng ngoài hỗn độn của Xí Thiên Giới, rõ ràng trùng kích đến bên trong. Đây không phải thần uy. Đây cũng không phải là thần uy. Đông Hoàng Toại bỗng nhiên biến sắc, vậy mà đã nhận ra khí thế áp bách để hắn sợ hãi. Tỉnh lại tất cả mọi người, rút lui. Dạ An Nhiên khẩn cấp triệu hoán, bản ý kinh sợ lui man hoang, không nghĩ tới lại là kích thích. Không còn kịp rồi. Giọng Đông Hoàng Toại hét lên thật to, theo đạo ngấn không gian, vang vọng đất trời. Đây không phải là thần linh, rất có thể đã nhìn trộm bán đế. Rút lui căn bản không kịp. Ầm ầm. Sóng chiều hư không bạo động mấy vạn dặm, toàn diện che mất Xí Thiên Giới với cường quang sáng chói. Man hoang đế tổ sức một mình, khống chế thế giới ngũ hành khổng lồ. Ngay cả chiều cường hỗn độn cuồn cuộn đều nhanh chóng giam cầm dưới hắc ám xâm nhập. Bên trong Xí Thiên Giới, bọn người Lý Dần có đang chìm ngâm ở bên trong bế quan, có người thì bắt đầu trùng kích thần cảnh, đều là thời kỳ nhạy cảm tuyệt đối không cho phép quấy rầy. Đột nhiên xuất hiện bạo động. Để rất nhiều người lộ ra thể hiện đau đớn, thân thể run rẩy, thất khiếu rướm máu, ngay cả Hoàng Nê Đài cũng bắt đầu run rẩy mãnh liệt. Trong đại điện Xí Thiên, Yêu Đồng đang nhàm chán ngồi ở chỗ đó, nhìn đan hoàng biến đổi. Đột nhiên xuất hiện trùng kích, khiến cho Xí Thiên Giới lắc lư ngắn ngủi lại mãnh liệt, ngay sau đó chính là đám người Đông Hoàng Toại hô to. Đây lại là ai tới? Yêu Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra Xí Thiên đại điện, ngước nhìn bầu trời. Sau khi Xí Thiên Giới bị cưỡng ép giam cầm, năng lượng hư vô thẩm thấu chiều cường hỗn độn, diễn biến ra vòng xoáy kịch liệt, vặn vẹo lên tầng ngoài Xí Thiên Giới, cưỡng ép trùng kích vào nội bộ, mưu toan giam cầm không gian nội bộ Xí Thiên Giới. Đông Hoàng Toại, ổn định không gian. Dạ An Nhiên điên cuồng thôi động ngũ hành thụ, khống chế Xí Thiên Giới chống cự lại năng lượng hư vô trùng kích. Một khi năng lượng hư không chảy vào, cường giả man hoang sẽ phát giác được bên trong còn có người, còn có rất nhiều người. Ầm ầm, Xí Thiên Giới giãy giụa kịch liệt, năng lượng hỗn độn mặt ngoài kéo dài bộc phát, chấn động năng lượng giam cầm, chặn đánh thẩm thấu. Man hoang đế tổ quả thật bị Dạ An Nhiên lừa gạt, thật sự cho rằng bên trong không có đồ, cho nên sau khi cầm giữ Xí Thiên Giới, liền kéo lấy rút lui. Hắn muốn kéo Xí Thiên Giới về man hoang cổ thành trước khi đám tên điên khương phàm kia đuổi tới, ở nơi đó hấp thu năng lượng hỗn độn, thôn phệ tài nguyên Xí Thiên Giới, còn có Đọa Lạc Thiên Quốc. Cứ như vậy, man hoang đế tổ một bên khống chế, một bên đi đường, thuận tiện thôi động năng lượng hư vô trùng kích nội bộ. Dạ An Nhiên thông qua ngũ hành thụ, điên cuồng thôi động năng lượng hỗn độn, cũng thông qua ngũ hành đồ đằng, kích phát tiềm lực ngũ hành thụ. Đông Hoàng Toại tập kết toàn bộ cường giả Đông Hoàng tộc, từ nội bộ trùng kích hàng rào thế giới, chặn đánh năng lượng hư không thẩm thấu. Lý Dần và các cường giả liên tiếp bừng tỉnh từ trong bế quan. Rất nhiều người bị cưỡng ép chặn ngang đột phá, thất khiếu rướm máu. Bọn hắn dưới sự tức giận muốn phản kích, lại bị Đông Hoàng tộc ngăn chặn. Là man hoang chiến tộc, vị thần này đã là bán đế. An Nhiên lừa gạt hắn. Hắn không biết bên trong có người. Giữ yên lặng, ngăn chặn năng lượng của các ngươi, nhất là thần vật của các ngươi. Giấu kỹ, nhanh giấu kỹ. Từ nơi này đến Đông Bắc hơn 500.000 dặm, chỉ cần chúng ta kiên trì đến khi Khương Phàm đuổi tới. Thì có thể thoát khỏi nguy hiểm. Ngàn vạn lần phải giấu kỹ. Đông Hoàng Toại khẩn trương trấn an, cũng phối hợp với Đông Hoàng tộc cố gắng giam cầm đất trời. Chương 2930 Yêu Đồng. Yêu Đồng. Nhưng, bây giờ man hoang đế tổ đã là đế uy, thực lực quá quá mạnh, sau khi lôi kéo đã hơn nửa ngày, rốt cuộc trùng kích kéo dài cũng vẫn đột phá chặn đánh, năng lượng hư không thẩm thấu đến nội bộ. Khi năng lượng cường đại ba động cuồn cuộn trong Xí Thiên Giới, man hoang đế tổ sửng sốt một chút. Bên trong giống như, có rất nhiều khí thức cường đại. Man hoang đế tổ lập tức dừng lại, tập trung toàn bộ tinh lực thôi động chiều cường hư vô, đánh thẳng vào Xí Thiên Giới. Ầm ầm, ầm ầm, chiều cường hư vô thẩm thấu thế giới, trùng kích ba vạn dặm sơn hà. Bọn người Lý Dần, Bạch Tai, toàn bộ bại lộ, thần cốt phong tồn, toàn bộ bại lộ. Giờ khắc này, mặt của bọn người Dạ An Nhiên cùng Đông Hoàng Toại đều trắng bệt. Man hoang đế tổ dừng ở hư không,
an tĩnh thật lâu, trong thân thể hư vô truyền ra trận trận cười lạnh. Tiểu nha đầu, được đấy, lại lừa gạt tổ tông ta. Ha ha, ha ha, ha ha ha, thần cốt linh tủy, thần dương huyết, ha ha. Man hoàng đế tổ lên tiếng cười to trong hư không. Thần vật đều ở đây. Những bán thần đang đột phá kia, cũng đều ở đây. Ha ha, quả nhiên càng không sợ, càng may mắn. Số lượng bảo vật như vậy, đầy đủ để hắn tái tạo đế thân từ trong hư hóa. Ha ha, man hoàng đế tổ không ngừng cười to, loại vui mừng mất mà lại được này, quá kích thích, quá hưng phấn. Đỉnh phong trước đó xa không thể chạm, vậy mà bây giờ lại gần ngay trước mắt. Hắn muốn trở thành bên thắng chân chính trong đại chiến Thương Huyền, hắn muốn hùng bá Thương Huyền đại lục, trở thành chủ nhân mới, hắn muốn tuyên chiến đế tộc thiên hạ. Ha ha, thời đại thuộc về hắn, rốt cuộc cũng đã đến. Man hoàng đế tổ bạo tạc trong nháy mắt, đuổi giết xí thiên giới. Hư không cuồn cuộn, chôn vùi cuồn cuộn, tùy tiện xuyên thấu hỗn độn mãnh liệt, đâm vào bình chướng thế giới. Tiểu nha đầu, ngươi là ai? Ngươi trốn ở đâu? Vì để ban thưởng ngươi lừa qua ta, ta luyện ngươi trước. Man hoàng đế tổ nâng cao hai tay, muốn khởi xướng bạo kích đối với bình chướng. Nhưng, đột nhiên xuất hiện một tiếng gào thét to lớn, vang vọng khắp xí thiên giới, kinh đến man hoàng đế tổ. Sâu trong thế giới mới bị phá toái, bên trong hắc ám vô tận dưới tổ nguyên sơn. Cái, đầu lâu, lơ lửng kia đột nhiên cử động, lay động mãnh liệt, bộc phát ra năng lượng khủng bố tuyệt luân, đánh thẳng vào hắc ám thâm nguyên. Đại đạo thần thụ bên trên tổ nguyên sơn bộc phát ra cường quang mãnh liệt, từ rễ cây đến thân cây, lại đến chạc cây, toàn bộ bành trướng lên ánh sáng sáng chói mà chói mắt, rọi khắp vạn dặm thế giới mới, càng chiếu sáng xí thiên giới mênh mông. Yêu đồng đứng trong tán cây thần thụ, hai tay vung lên, một loại khí tức khủng bố tuyệt luân thức tỉnh tại vực sâu, bạo động mãnh liệt, cuồng kích thần thụ bộc phát ánh sáng đến cực hạn, hội tụ thành một cơn lốc, như ngân hà lao nhanh, như đại long thông thiên. Khóa chặt man hoàng đế tổ đang muốn đánh tới xông vào. Bành! Man hoàng đế tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị cuồng bạo tung bay ra ngoài. Yêu đồng giẫm tại đỉnh thần thụ, lại không còn nửa phần non nớt và ngây thơ như bình thường, trong đôi mắt hiện ra bạch quang tỏa sát ý nghiêm nghị. Cút! Một tiếng hét lớn như ma khiếu thú minh, đất trời lay động, không gian vỡ vụn, khuấy động uy lực sát phạt khủng bố đánh thẳng vào man hoàng đế tổ ở thâm không. Man hoàng đế tổ chấn động hai cánh, cưỡng ép dừng ở thâm không. Hắn khó có thể tin được mà nhìn chiến khu hư vô của mình, một chùm sáng kia vậy mà lại lưu lại lít nha lít nhít, lỗ thủng, ở trên người hắn. Bên trong chiến khu hư vô giống như là năng lượng hải dương, tràn ngập tất cả đều là năng lượng không gian cùng chôn vùi khủng bố, lại bị đánh xuyên qua rồi. Bên trong xí thiên giới, bọn người đông hoàng toại đều khó mà tin được khi nhìn qua phương hướng thế giới mới phá toái. Cây đại đạo thần thụ kia đang bộc phát ánh sáng vô tận, giống như một góc mặt trời rơi vào nơi đó, cường quang cơ hồ chiếu thấu thế giới mới, thậm chí là mỗi một góc xí thiên giới. Một loại khí tức để cho người ta tuyệt vọng, cũng phiêu đãng trong xí thiên giới, giống như một loại thiên uy, chạm đến linh hồn. Ngươi là ai? Toàn thân man hoang đế tổ năng lượng bộc phát, nhanh chóng khép lại lỗ thủng bị đánh xuyên. Ta bảo ngươi cút. Yêu đồng nhấc ngang tay phải, thông qua đại đạo thần thụ trao đổi hắc ám thâm uyên phía dưới. Trong hai tròng mắt trắng bệch của hắn dần dần hiện ra cảnh tượng khủng bố như sơn hà tịch diệt, không gian sụp đổ, tinh thần tiêu tan, cùng chúng sinh suy vong, luân hồi đứt đoạn, cùng thần ma rơi xuống. Như là chư thiên lục táng, tất cả đều giao hòa cùng một chỗ. Tiểu tử, nếu như ngươi đủ mạnh, cũng không phải là bảo ta cút, mà là trực tiếp tới chiến. Bảo ta cút, hừ hừ, lực lượng ngươi không đủ sao? Chiến khu hư vô của man hoang đế tổ mãnh liệt phồng lên, hai cánh chấn kích, khống chế hư không, song chảo khấu chặt, nắm chặt yên diệt tỏa liên. Lão già, người dám đi đến thử một chút. Yêu đồng chợt thể hiện dữ tợn, cánh tay phải bỗng nhiên giơ lên, hắc ám đại bạo động, đầu lâu, trong vực sâu chuyển động, một mảnh sóng chiều tai nạn thuận rễ cây giống như long mãng trùng kích thân cây, quét sạch chạc cây cùng lá cây. Trong chớp mắt, tổ nguyên sơn lay động, như trụ trời rung chuyển trời đất. Thần thụ vặn vẹo, như chư thần thức tỉnh, phát ra tiếng giống to vô tận. Ánh sáng thần bí sôi trào, chiếu thấu xí thiên giới, trùng kích thủy triều hỗn độn ở phía ngoài. Dưới cường quang rọi khắp nơi, triều cường hỗn độn vần quanh xí thiên giới đầu tiên là hiện ra cảnh tượng sơn hà ầm ầm sóng dậy, hình bóng chúng sinh cùng thần ma rung động lòng người. Ngay sau đó, hỗn độn cuồn cuộn,
tự nhiên sụp đổ, chúng sinh gào thét, khí tức tuyệt vọng thông qua xí thiên giới, khuấy động thâm không vô biên. Núi sông rừng rậm, không gian cùng nhật nguyệt tinh thần, và hàng tỷ sinh linh, luân hồi thâm không, tất cả thần ma tại thế giới thật, đều hứng chịu tới tác động mãnh liệt. Bên trong cửu u thâm không, bọn người Khương Phàm đang bảo vệ ở bên cạnh cổ tác nhân, đang mong đợi tiêu ký của hắn, cũng đang nghiêm phòng u minh đánh lén, bảo đảm tu la cùng mấy triệu chiến hồn thuận lợi luân hồi. Nhưng bất thình lình xuất hiện trùng kích, gây nên cửu u dung chuyển, để Khương Phàm, Đông Hoàng Như Ảnh từ đầu đến cuối cảnh giác Triệu Thanh Duẫn, đều lập tức giật mình. Cửu u dung chuyển. Chương 2931 đột nhiên kết thúc. Có thể dung chuyển cửu u, giống như chỉ có Triệu Thanh Duẫn, mà biết bọn hắn đang tái tạo luân hồi, cũng chỉ có Triệu Thanh Duẫn. Không biết sống chết, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Khương Phàm giận dữ, mang lên Đông Hoàng Như Ảnh, lao thẳng đến U Đô Quỷ Thành. Nhưng, Khương Phàm còn không có rời khỏi bao lâu thì đã gặp phải Đông Hoàng Càn đang lo lắng tìm kiếm. Có hắc ám bồn tập xí thiên giới, nguy hiểm. Đông Hoàng Càn nói một câu đơn giản, để toàn thân Khương Phàm lạnh cả lên. Hắc ám xâm nhập. Ai dám vào đánh lén xí thiên giới giờ phút như thế này? Đi! Đông Hoàng Như Ảnh kích phát toàn lực, diễn biến đạo ngấn không gian, mang theo Khương Phàm lao thẳng đến cánh cửa địa ngục. Ngươi, không nên tới nơi này. Trong hư không hắc ám, phiêu đãng ra thanh âm thanh lãnh. Man Hoàng Đế Tổ đang muốn bộc phát quả thực đã phanh lại, cái đầu hư vô chuyển hướng thâm không. Ngươi không giống như ta đã từng biết, rốt cuộc cũng nhịn không nổi. Hừ hừ, không phải ngươi vô dục vô cầu sao, không phải ngươi muốn không đếm xỉa đến sao. Trong hư không lấp lóe ánh sáng nhạt, một thân ảnh xinh đẹp cao gầy như ẩn như hiện. Nếu như bây giờ ngươi rời khỏi, ta có thể điều giải việc này. Nếu như ngươi khăng khăng mạo hiểm, ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Thật có lỗi, làm sao, ngươi còn muốn khai chiến với ta. Man Hoàng Đế Tổ cười lạnh hai tiếng, đột nhiên giận chỉ hư ảnh. Có tin ta phá hủy cánh cửa này của ngươi hay không? Nữ ảnh phiêu miểu, thanh âm thanh lãnh. Ấn ký của ta, đã có hiệu lực. Ấn ký Dạ Nha, cũng ở trên người hắn. Ngươi, khẳng định muốn giết hắn. Ngươi, xác định là đối thủ của hắn. Man Hoàng Đế Tổ chậm rãi nắm chặt hai tay. Có hiệu lực, có ý gì? Nữ ảnh nói. Ngươi bế quan tại cổ thành, bỏ qua một vở kịch lớn. Chính như ngươi năm đó bị trấn áp tại Thượng Thương Cổ Ngục, bỏ qua trận Phong Thần Đại Điển kia. Phong Thần, Đại Điển. Man Hoàng Đế Tổ bị cái từ ngữ xa lạ xa xưa này xúc động đến. Ta đã nhắc nhở qua ngươi, chúng ta có thể thoát khỏi vực sâu, cũng không chỉ là may mắn, rất có thể là số mệnh từ nơi sâu xa. Chúng ta có khả năng làm nhân vật chính thời đại, cũng có thể là chỉ là phối hợp biểu diễn, chúng ta có thể là chân chính sống lại một lần, cũng có thể là chân chính đi đến cái chết. Hết thảy đều ở hiện trạng thời đại, ở chỗ lựa chọn của chúng ta. Thâm không yên lặng thật lâu. Man Hoàng Đế Tổ đột nhiên nói. Nếu số mệnh để cho ta thoát khỏi vực sâu, ta chính là muốn làm nhân vật chính thời đại. Cho dù là chân chính đi đến cái chết, ta cũng muốn rung động thời đại này, lưu lại tên anh hùng vạn cổ. Nữ ảnh nhẹ giọng thở dài. Ngươi có lựa chọn của ngươi, không ai có thể ngăn cản, nhưng phương thức rung động thời đại, chưa chắc là đối kháng thời đại. Chúng ta gần nhau trăm vạn năm tại vực sâu, không phải bằng hữu, cũng coi như bằng hữu. Ta khuyên ngươi lần này nên tạm thời lui ra. Thương Huyền vừa mới trải qua đại chiến, nguyên khí chưa hồi phục, hai bên các ngươi đối kháng, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, cuối cùng tiện nghi vẫn là đế quân tám phương. Nếu như ngươi khăng khăng nuốt lấy xí thiên giới, hôm nay ta nhất định phải cản ngươi. Man Hoàng Đế Tổ gầm thét. Ngươi không phải là đối thủ của ta, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ này, thời đại này, cũng không có ai là đối thủ của ta. Nữ ảnh chỉ là lạnh lùng nói. Hôm nay, ta nhất định phải cản. Man Hoàng Đế Tổ nắm chặt nắm đấm hư vô, căm tức nhìn nữ ảnh mông lung phiêu miểu nơi xa. Mặc dù thân thể hư vô, nhìn không ra bộ dáng, nhưng, dãy giụa, thời khắc này biểu hiện ra hắn kiêng kỵ. Trong hư không, an tĩnh, chiều đến bên trong xí thiên giới khẩn trương lại kiềm chế. Đây rốt cuộc là rời khỏi. Hay là muốn chủ mưu bộc phát càng lớn hơn. Vẻ mặt tà ác của yêu đồng từ từ thu liếm, khôi phục thái độ bình thường. Cánh tay phải nhác lên cũng chậm rãi rơi xuống. Hắn xuyên qua cái hang lớn xí thiên giới kia, ngạc nhiên nhìn hư ảnh trong thâm không, đó là cái gì? Ai đang chặn đường Man Hoàng Đế Tổ? Dạ An Nhiên cũng phát hiện ra vấn đề, nhưng xuyên qua năng lượng hỗn độn xí thiên giới,
lại không có phát giác được bất cứ bóng dáng cường giả nào. Vì sao Man Hoang Đế Tổ lại ngừng lại? Hắn đang kiêng kỵ cái gì? Dạ An Nhiên không dám có bất kỳ sự chủ quan nào, một khi Man Hoang Đế Tổ khởi xướng tiến công, xí thiên giới cơ hồ không có sức chống cự, không chỉ có thế giới bị xé nát, mà tất cả mọi người bên trong cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Man Hoang Đế Tổ lạnh lùng rằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn buông lỏng nắm đấm ra. Tiểu tử kia vĩnh thế không được bước vào Man Hoang cổ địa. Đây là điều kiện ta buông tha xí thiên giới. Ta sẽ cố hết sức điều giải cho ngươi. Ta nể mặt ngươi, ngươi cũng phải đáp lại cho ta. Ta sẽ giúp ngươi trở lại bán đế. Nữ ảnh phiêu miểu, biến mất tại hư không hắc ám thâm thúy. Man Hoang Đế Tổ hướng xí thiên giới, lạnh lùng một câu, xuyên qua không gian, quanh quẩn trong xí thiên giới. Mạng của các ngươi, là ta cho. Một ngày sau, khi Khương Phàm vô cùng lo lắng chạy về Thượng Thương Cổ Thành, xí thiên giới lại dừng lại ở nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại, lộ một phần nhỏ ra thế giới thật, bộ phận lớn thì dừng lại tại hư không. Khương Phàm cùng Đông Hoàng Càn trao đổi ánh mắt, mang theo tâm tình thấp thỏm, về tới xí thiên giới. Bọn hắn thật sợ bên trong khắp nơi trên đất đều là máu tươi, là cảnh hoang tàn khắp nơi. Kết quả là vị thần man hoang này, tuy nhiên hắn đã lui. Đông Hoàng Toại nghênh đón Khương Phàm cùng Đông Hoàng Càn. Khẳng định là hắn đã nhòm ngó cảnh giới bán đế, mà không chỉ là sơ khuy, loại khống chế kia của hắn để cho ta đều cảm thấy sợ hãi. Đông Hoàng Càn giận dữ. Đầu hắn có vấn đề sao? Hủy nơi này, không sợ chúng ta san bằng hắn man hoang cổ địa. Coi như hắn bán đế thì như thế nào, chúng ta không thể xé hắn. Hắn không thể trưởng thành nhanh như vậy. Khương Phàm cảnh giác lên. Hắn hai đời trùng tu, lại là điên cuồng như vậy chinh chiến, mới miễn cưỡng bắt đầu hư hóa tại đại chiến, cho dù là vị thần man hoang này có thiên phú nghịch thiên hơn, lại có huyết mạch song đế biến thái, nhưng dưới tình huống không có tài nguyên, tuyệt đối không thể nào bắt đầu hư hóa. Chương 2932 bất ngờ. Trừ phi, hắn không phải đang trưởng thành, mà là đang khôi phục. Chẳng lẽ, hắn thật sự là đế tổ trăm vạn năm trước? Thế nhưng, trăm vạn năm, vượt ngang hoang cổ, viễn cổ, thái cổ, thượng cổ, cận cổ, dòng dã năm đại thời đại. Tuy nhiên tuổi thọ đế quân chỉ 50.000 năm mà thôi. Đông Hoàng Như Ảnh nói. Vì sao hắn lại rút lui? Dạ An Nhiên nói. Thời điểm hắn đang muốn phá hủy nơi này, đầu tiên là tổ nguyên sơn nơi đó phát ra một tiếng giống to, trấn trụ hắn. Sau đó là một lực lượng thần trong hư không bí ngăn trở hắn. Nếu không hậu quả, Đông Hoàng Càn kỳ quái nói. Tổ Nguyên Sơn, không phải giới chủ đang ở U Minh sao? Dạ An Nhiên lắc đầu. Tổ Nguyên Sơn ở sâu trong thế giới mới, tình huống cụ thể ta không biết, dù sao lúc ấy cũng là bạo phát một nguồn lực lượng cường đại, đánh sâu vào vị thần man hoang này. Trùng kích vị thần này, không phải ngươi nói hắn đã là bán đế sao? Đông Hoàng Càn nhìn về phía Đông Hoàng Toại. Vị thần này, thật sự đã tới gần bán đế. Tổ Nguyên Sơn, cũng đánh sâu vào hắn thật. Đông Hoàng Toại nhún vai lại lắc đầu, thật không biết tình huống cụ thể. Tổ Nguyên Sơn có lực lượng này, lúc ấy làm sao không đánh chết đám rồng kia? Cái này ngài phải hỏi giới chủ. Là yêu đồng kia, hắn giống như đang ở đó. Đông Hoàng Càn nhíu mày, không hiểu rõ. Đã có lực lượng này, lúc ấy thế giới mới còn có thể ngạnh kháng long tộc, còn có thể phản kích long tộc. Lúc đó không cần, bây giờ dùng. Đột nhiên nghĩ tới. Khương Phàm hỏi. Lực lượng thần bí là ai? Lúc ấy ta không có phát hiện có tồn tại gì, là Man Hoang Đế Tổ không hiểu thấu rằng co với thâm không. Dạ An Nhiên lắc đầu, một trận nguy cơ hoàn toàn có thể hủy diệt xí thiên giới dĩ nhiên cũng liền kết thúc như vậy. Lòng còn sợ hãi, lại cảm thấy không hiểu thấu. Đông Hoàng Như Ảnh cũng nói. Nếu hắn quyết định ra tay, làm sao lại dễ dàng buông tha? Dù sao tới cũng đã là đắc tội, bị khuyên lui, ai có thể có mặt mũi lớn như vậy? Bị dọa lùi, ai có thể trấn trụ một bán đế có được song đế mạch? Chuyện này đã không phải là không thể tưởng tượng nổi, mà là càng nghĩ càng kinh dị. Chẳng lẽ Thương Huyền Đại Lục còn cất giấu một vị cường giả thần bí không biết nào đó? Khương Phàm hỏi. Có người bị thương không? Không ai bị thương, nhưng có một số đang biến đổi nhận phải ảnh hưởng, cần thời gian tu luyện lại từ đầu. U Minh nơi đó thì sao? Dạ An Nhiên không nghĩ tới Khương Phàm có thể chạy về nhanh như vậy. Cơ bản đã định, Phong Đô Quỷ Hoàng dùng sinh tử bộ nghịch chuyển sinh tử pháp tắc, Tu La cùng mấy triệu chiến hồn tập thể vào luân hồi,
thông báo mọi người, tiếp tục bế quan, ta đi chiếu cố lão già kia. Khương Phàm nháy mắt cùng Đông Hoàng Như Ảnh, hai người rời khỏi Xí Thiên Giới, thẳng đến Đông Bắc. Tập thể vào luân hồi. Đông Hoàng Toại và mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó toàn thân nổi lên cơn sóng nhiệt. Cái này chẳng phải là tập thể phục sinh. Phong Đô Quỷ Hoàng còn có năng lượng lớn như vậy. Khương Phàm cùng Đông Hoàng Như Ảnh vừa rời khỏi Xí Thiên Giới, đang lúc trong hư không đã nhận ra một loại sức mạnh bí ẩn khó lường. Bên trong bóng tối vô tận, kỳ quang lượn lờ, từ phiêu miểu đến mông lung, tiếp đó là một thanh âm thanh lãnh phiêu đãng trong thâm không. Hắn là Man Hoang Đế Tổ, phong ấn trước phong thần đại điển tại trăm vạn năm trước. Hắn không giống với các ngươi cần tầng tầng tu luyện, dần dần trưởng thành, hắn bắt đầu hư hóa đã mang ý nghĩa hắn có được thực lực bán đế thật sự, sau khi hư hóa sâu đã có thể đoàn tụ đế khu, không cần lại lên đăng thiên kiều. Ngươi có được chu tước truyền thừa, có vô lượng thắng thiên quyết, cũng có chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo, nhưng thật muốn chém giết, các ngươi khó phân cao thấp. Thật muốn nói đến, hắn mạnh hơn ngươi. Bởi vì hắn không có bất kỳ ràng buộc gì, khi nào cần thiết, hắn đều có thể hy sinh toàn bộ Man Hoang chiến tộc. Thanh âm phiêu đãng trong thâm không, chợt xa chợt gần, chập trùng không chừng, để cho người ta khó mà phân rõ phương vị. Nhưng từ ý tứ trong lời nói, cũng làm cho tinh thần Khương Phàm chấn động. Man Hoang Đế Tổ, thật sự là huyết mạch hoàn mỹ trăm vạn năm trước, được Yên Diệt Đế Quân cùng Thiên Ma Đế Quân tạo nên. Làm sao hắn lại còn sống đến bây giờ? Trăm vạn năm. Thanh âm này là ai, vì sao lại biết đến kỹ càng như vậy, bao gồm cả tình huống của hắn. Bên trong Xí Thiên Giới của ngươi có bí mật, nhưng lúc ấy Xí Thiên Giới thật ngăn không được hắn. Nếu như không có ta ngăn cản, tất cả mọi người bên trong Xí Thiên Giới đã chết. Mà hắn, cũng sẽ triệt để hư hóa, bắt đầu tái tạo đế khu, ngươi ngay cả cơ hội báo thù đều không có. Sự xuất hiện của ta, đã thay đổi kết cục Xí Thiên Giới. Không biết phải chăng là có tư cách. Từ ngươi nơi này lấy một phần thỉnh cầu. Thanh âm lần nữa truyền đến, vẫn khó phân biệt phương vị, khó phân biệt xa gần. Xin mời. Khương Phàm vô cùng cảnh giác, vậy mà không phát hiện được bóng dáng kẻ địch, rõ ràng là ở chỗ này, nhưng thật giống như cũng không thực sự tồn tại. Vĩnh thế không được đặt chân đến Man Hoang cổ địa. Thanh âm lần nữa truyền đến. Ý của ngươi là, hắn có thể đến đánh ta, nhưng ta không thể đi đụng hắn. Là những sinh mệnh bên trong Xí Thiên Giới kia, đổi lấy ngươi vĩnh thế không vào Man Hoang cổ địa. Ngươi cũng có thể từ chối, nhưng ta vì ngươi đảm bảo cho Xí Thiên Giới, nhất định phải làm được. Ngươi tiến Man Hoang, ta sẽ ngăn cản. Ngươi, là ai? Ngươi không cần biết thân phận của ta, ngươi chỉ cần hiểu, ta đối với ngươi vô hại, ta đối với Thương Huyền không có tham. Lần này nhúng tay là không muốn Xí Thiên Giới bị kiếp nạn này, không muốn ngươi lại chịu đau đớn, không muốn hai người các ngươi mạnh tranh chấp. Bị đế tộc được lợi. Khương Phàm trầm mặc không nói. Nếu vị Man Hoang Đế Tổ kia lộ ra răng nanh đối với hắn, cũng đã là kẻ địch. Sao hắn có thể bỏ mặc một kẻ nguy hiểm như thế này tiếp tục tồn tại? Mà, lần này Man Hoang Đế Tổ không phải tự nguyện rút đi, mà là bị khuyên can mới rời khỏi, sau này lúc nào cũng có thể lần nữa giết tới. Khương Phàm càng cảnh giác nữ tử trong hư không. Vậy mà có thể khuyên lui Đế Tổ. Còn tuyên bố nếu như hắn tiến đến Man Hoang, sẽ ngăn cản. Chẳng lẽ nàng cũng là đế quân? Vô duyên vô cớ toát ra hai tôn đế. Chương 2933 nàng 1. Khương Phàm sống hai đời, chuyện trải qua cũng coi như nhiều, nhưng giờ khắc này vẫn có loại cảm giác mộng ảo khó có thể tin. Khương Phàm nói, ta chỉ đồng ý ngươi, không vào Man Hoang, nhưng nếu như hắn đi ra, ta tuyệt đối không nương tay. Thanh âm truyền đến. Thương Huyền có đế ngấn nguyền rủa, các đế quân tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng điều thật sự để bọn hắn giữ vững khắc chế, là nhận định ngươi nhất định phải rời khỏi Thương Huyền, đến đăng thiên kiều tiếp nhận thiên phạt. Bọn hắn có thể tới nơi đó đưa ngươi vào chỗ chết, kết thúc cuộc nháo kịch này, một lần nữa sửa lại lịch sử. Ngươi đạt được đăng thiên kiều nguyên thủy, không cần lại lên thiên khải. Cái này khiến ngươi hưng phấn, để cho ngươi kích động, cũng làm cho ngươi nhận định nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng, thật coi ngươi xưng đế tại Thương Huyền, một khắc này, đối với các đế quân sẽ là kích thích chưa từng có. Bọn hắn biết mình bị đùa nghịch, cũng biết ngươi uy hiếp được tính mạng an toàn của bọn hắn một cách nghiêm trọng. Đến một khắc này, ngươi sẽ đối mặt với khảo nghiệm nghiêm trọng nhất sinh tử. Thực lực đế quân, viễn siêu hơn tưởng tượng của ngươi, đế quân chinh chiến, cũng sẽ hủy diệt Thương Huyền. Ứng đối tràng nguy cơ này ra sao,
ngươi sẽ gặp phải hai lựa chọn. Khương Phàm yên lặng lắng nghe, chiến khu hư vô chậm rãi kéo căng. Làm sao nàng biết Đăng Thiên Kiều nguyên thủy? Đông Hoàng Như Ảnh đều không thể bình tĩnh, vốn cho rằng Thương Huyền đã bình định, chân chính nhất thống, kết quả xuất hiện hai biến cố như thế này. Giọng nữ tiếp tục nói. Lựa chọn đầu tiên, ngươi lần nữa nghiêng uy lực Thương Huyền, nghênh chiến tám đại đế quân. Có thể ngươi sẽ thắng, nhưng tương tự phải làm cho tốt chuẩn bị thây ngang khắp đồng. Lựa chọn thứ hai, đối với người cao ngạo như ngươi mà nói, có lẽ rất khó tiếp nhận, đối với một lòng chấp trưởng thiên hạ như hắn mà nói, cũng không thể tiếp nhận, nhưng nếu như các ngươi thật sự hợp tác, các ngươi sẽ thành tổ hợp mạnh nhất toàn bộ thế giới, không chỉ có thể triệt để bảo trụ Thương Huyền đại lục, cũng sửa lại cục diện thiên hạ. Dù sao, uy hiếp chân chính của ngươi, không ở chỗ lập tức, mà là ở sâu trong vũ trụ. Thanh âm dần dần phiêu miểu, dần dần xa xôi. Không phải ta đang dạy ngươi làm việc, chỉ là thiện ý nhắc nhở. Con đường của ngươi, chính ngươi lựa chọn, thời đại của ngươi, chính ngươi tạo nên. Khương Phàm cùng Đông Hoàng Như Ảnh đều đứng tại chỗ, thật lâu khó mà bình tĩnh. Uy hiếp thật sự. Rốt cuộc nàng là ai? Rốt cuộc nàng biết bao nhiêu bí mật? Chàng đối với nàng, có ấn tượng không? Đông Hoàng Như Ảnh đột nhiên hỏi một câu. Ta, ý của nàng là, tinh linh đế quân. Không không không, nàng không phải. Nàng giống như đối với chàng. Cái gì? Nói không ra, tựa như là quan tâm. Đông Hoàng Như Ảnh làm nữ tử, tinh tế tỉ mỉ lại mẫn cảm. Thời điểm âm thanh kia bắt đầu nói sở dĩ nhúng tay chuyện này, nhắc đến câu, không muốn để cho ngươi lại chịu đau đớn, cái này rõ ràng là mang theo vài phần quan tâm. Trong đầu Khương Phàm cuồn cuộn, cẩn thận suy tư, nhưng thực sự đoán không ra thân phận nữ tử. Đông Hoàng Như Ảnh nói, chúng ta nên suy nghĩ thật kỹ, xử lý mối quan hệ với Man Hoang Đế Tổ như thế nào. Một khi chàng xưng đế tại Thương Huyền, các đế quân ngoại trừ rung động, càng nhiều hơn là tức giận cùng cảnh giác. Hiện tại bọn hắn là nhận định chàng muốn tới Đăng Thiên Kiều, nhận định có thể giết chết chàng ở nơi đó, cho nên kiêng kỵ đế ngấn, không nguyện ý mạo hiểm. Thật đến một khắc này, rất có thể bọn hắn sẽ thật sự liên minh, toàn diện giết tiến vào. Sức một mình chàng, lại là tân tấn đế quân, có thể chống đỡ được một hai kẻ, nhưng gánh không được càng nhiều. Đông Hoàng Như Ảnh biết Khương Phàm ghét ác như cừu, không nguyện ý tha cho Man Hoang Đế Tổ. Nhất là lần này sự kiện, không chỉ đơn giản là trở mặt, cũng có thể nhìn ra cái tên Man Hoang Đế Tổ kia là điên thật, không sợ hãi. Cùng sinh tử tương đối, nội chiến tiêu hao, không bằng tới một lần hợp tác. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn không biết liên quan của nữ tử này cùng Man Hoang Đế Tổ. Khương Phàm nói, không vội cân nhắc, chúng ta đi chiếu cố vị kia Man Hoang Đế Tổ trước. Lão Tổ Tông trăm vạn năm, thời đại này có thể không phổ biến. Không phải chàng đồng ý không vào Man Hoang sao? Ta không vào Man Hoang cổ địa, ta chờ hắn đi ra bên ngoài. Man Hoang cổ thành. Đế Tổ về tới Tổ Từ, nhưng cảm xúc u ám như là cả tòa cổ thành đều có thể cảm nhận được. Trừ Man Thiên Cương ra, không có người nào dám can đảm tới gần Tổ Từ nửa bước. Đế Tổ, cường giả Đọa Lạc Thiên Quốc đều đã tụ họp lại, ngài nhìn. Man Thiên Cương hạ thấp người đứng ở bên ngoài Tổ Từ, cẩn thận từng ly từng tí không dám có chút phiền phức. Chờ đấy. Man Hoang Đế Tổ muốn nhìn biểu thị của nữ tử kia. Nếu như có thể để hắn hoàn toàn hư hóa trong thời gian ngắn, cũng không cần phải lại dùng Đọa Lạc Thiên Quốc. Nói cho ngài một tin tức tốt, Man Cát bắt đầu đột phá. Man Thiên Cương muốn hòa hoãn không khí. Đưa mắt nhìn khắp toàn bộ chiến tộc, kẻ duy nhất có thể làm cho đế tổ coi trọng, cũng là từ lúc bắt đầu đã được bồi dưỡng, chỉ có Man Cát. Ta ký khế ước, ta không cảm nhận được, cút. Man Hoang Đế Tổ bực bội gầm nhẹ. Man Thiên Cương khẽ run trong lòng, cúi đầu cung kính rút đi. Man Hoang Đế Tổ ngồi trên bệ đá, yên lặng tính toán cục diện trước mắt. Lấy tính tình bá đạo của tiểu tử Khương Phàm kia, nếu chuyện phát sinh, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Man Hoang Đế Tổ nắm chặt móng vuốt hư vô, bên trong chiến khu hư vô khuấy động bóng tối vô tận, như là thế giới tĩnh mịch, tràn ngập tuyệt vọng. Trong thế giới của hắn, trở mặt cùng không chết không thôi, không có bản chất gì khác nhau, nếu chuyện cần làm thì trực tiếp làm đến cùng, nhưng... đáng phá cửa chết, lại cản hắn. Ấn ký của ta, đã có hiệu lực, ấn ký Dạ Nha, cũng ở trên người hắn. Man Hoang Đế Tổ mặc niệm lấy câu nói này của nàng. Thời điểm phong ấn thượng thương phá toái lúc trước, hắn không kịp chờ đợi là người đầu tiên rời khỏi, cũng không biết chuyện phát sinh phía sau,
chẳng lẽ U Ảnh cùng với nàng đã bí mật mưu đồ cái gì? Nếu như bọn họ liên hợp, chỉ sợ mình thật không phải là đối thủ. Nhất là cái đồ âm trầm kia. Dạ nha, dạ nha. Man Hoang Đế Tổ đang suy nghĩ, đột nhiên giật mình đến ba động không gian mãnh liệt truyền đến từ Nam Bộ. Là hắn. Nhanh như vậy đã đến. Chương 2934 nàng 2. Đây không phải phần thiên thần hoàng sao, khách quý ít gặp a. Man Hoang Đế Tổ xuất hiện tại phía nam man hoang, ẩn nấp tại thâm không hắc ám, ngắm nhìn Khương Phàm ở ngoài cấm khu man hoang. Ta nghe nói ngươi đến xí thiên giới tìm ta, đặc biệt tới hỏi một chút, có chuyện gì sao? Khương Phàm đứng tại rìa vách núi, rằng co với đoàn bóng đen vặn vẹo kia. Ngươi đuổi liên quân đế tộc, bảo vệ Thương Huyền Đại Lục, ta nên đến nhà chúc mừng. Lại nghe nói ngươi tuyên chiến U Minh, ta đi qua hỏi một chút, có cần hỗ trợ hay không? Man Hoang Đế Tổ nói lời quan tâm, ngữ khí lãnh đạm. Đuổi liên quân đế tộc đi, ngươi cũng có công lao, chúng ta cùng vui cùng chúc. Còn U Minh địa ngục, vấn đề nhỏ, đã giải quyết. Giải quyết. Tu La chịu chết, ngũ đại quỷ hoàng ngủ say. Việc nhà của U Minh địa ngục, chính bọn hắn xử lý. Ta làm người ngoài, không tiện can thiệp tiếp. Tu La thay ngươi thay đổi chiến cuộc Thương Huyền, ngươi cứ từ bỏ hắn như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì hắn, cùng U Minh náo cái không chết không thôi đâu. Loạn trong giặc ngoài, tình thế bức bách. Thương Huyền bình định, sao là nội ưu? Khương Phàm dẫn xuất một miếng ra từ thông thiên tháp trên cổ áo, lơ lửng ở trên tay hư vô. Ta tại U Minh địa ngục nhận được một vật như thế này, là huyết ma đế tộc tặng. Giới thiệu ở phía trên để cho ta. Rất giật mình. Huyết ma tộc tặng đồ, hẳn là rất có ý tứ. Muốn xem không, liên quan tới ngươi. Ha ha. Man Hoang Đế Tổ chỉ là cười khẽ hai tiếng, nếu là huyết ma tộc tặng, lại còn liên quan tới hắn, không cần đoán cũng đã biết là cái gì. Khương Phàm lung lay quyển sách bằng da, cũng cười nhạt. Ngủ một giấc trăm vạn năm, ngươi cũng coi là kỳ tích cấp sử thi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Muốn biết đáp án, tự mình tìm kiếm. Ta sẽ tìm được, ngược lại là ngươi, thức tỉnh tại thời đại không thuộc về mình, có không thích ứng hay không? Thời đại ta không thuộc về, đó là thời đại của ai? Ngươi sao, thời đại ta ở, chính là thời đại của ta. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng không phải chủ động ngủ say, mà là bị ép. Phong ấn, hay là trấn áp? Một kẻ thất bại bị vứt bỏ, bất luận là đã từng hay là bây giờ, đều không sáng tạo được thời đại thuộc về mình. Tiểu gia hỏa, chúng ta rửa mắt mà đợi. Xem ai sống đến cuối cùng, xem ai có thể chế bá thời đại này. Đây là đang hạ chiến thư. Thời điểm ta đến xí thiên giới của ngươi, thì đã hạ chiến thư cho ngươi. Ngươi nhận thức vấn đề chậm như vậy, làm như thế nào sống đến bây giờ? Nếu như thế này, hôm nay ta tới, chính là tuyên bố tiếp chiến thư của ngươi. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi tiến vào man hoang cấm khu, ta không động vào ngươi. Nhưng nếu như ngươi rời khỏi nơi đó, chúng ta, đến chết mới thôi. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần tiến vào xí thiên giới. Ta cũng không động vào ngươi, nhưng ngươi rời khỏi xí thiên giới, chúng ta. Không chết không thôi. Khương Phàm đưa tay, chỉ Man Hoang Đế Tổ phía xa. Ta mặc kệ ngươi sống thế nào tới bây giờ, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, thời đại này, là thời đại thuộc về ta. Ngươi muốn chinh phục nó, đầu tiên phải thắng ta. Ta sẽ là ác mộng trùng sinh của ngươi, ta sẽ là kẻ địch lớn nhất khi ngươi chế bá thời đại này. Chúng ta, rửa mắt mà đợi. Khương Phàm nói xong. Lại ra hiệu với Đông Hoàng Như Ảnh. Đi. Vẻ mặt Đông Hoàng Như Ảnh đầy ngạc nhiên. Như thế này đã kết thúc. Vừa đủ, đi thôi. Khương Phàm đưa ra cái gọi là thời đại cạnh tranh, đã là tuyên chiến, cũng là ngưng chiến. Nếu như lão già kia đầy đủ cao ngạo, trong ngắn hạn sẽ không lại giao thủ cùng hắn, muốn chờ hắn trở nên mạnh hơn, trở nên đủ mạnh, sau đó tới trận quyết đấu đỉnh cao. Đối đãi loại cường thế lại hung tàn này. Còn đã từng là lão già tranh bá thời đại, bất kỳ thỏa hiệp gì đều sẽ bị xem nhẹ, một khi bị xem nhẹ thì ngươi sẽ trở thành con mồi, tùy tiện, ăn hết. Chỉ có kích thích lòng háo thắng của hắn, trở thành đối thủ chân chính của hắn, mới có thể được nhìn thẳng vào, chỉ cần được nhìn thẳng vào, mới sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết mất. Man Hoang Đế Tổ yên lặng nhìn phương hướng Khương Phàm rời khỏi, bên trong chiến khu hư vô khuấy động năng lượng hủy diệt minh mông. Chúng ta, rửa mắt mà đợi. Nhìn xem ai có thể là chúa tể thế giới này, ai có thể thống ngự thời đại này. U Minh địa ngục.
Sau khi Phong Đô chủ nhân đưa bọn người Tu La vào luân hồi, chính thức tuyên cáo U Minh. Tu La đã chết, mấy triệu chiến hồn toàn quân bị diệt. Huyết Hà quỷ giới, Hoàng Tuyền quỷ giới, Luyện Ngục quỷ giới, Âm Ngục quỷ giới, Vạn Ác quỷ giới, toàn bộ phong bế 3.000 năm. Côn Lôn quỷ giới đổi do Phong Đô, U Đô, Sâm La, ba bên quỷ giới liên hợp trấn thủ. Tin tức nhanh chóng truyền khắp các ngõ ngách U Minh địa ngục, xem như vẽ lên cho trận nguy cơ khả năng dẫn phát đại chiến sinh tử lưỡng giới này một cái dấu chấm tròn trọn vẹn. Mượn cơ hội này, Phong Đô lần nữa tuyên cáo lực thống trị của mình. Vạn thế thần triều cường hãn, đều chật vật tháo chạy tại trước mặt Phong Đô. Tu La quỷ hoàng không ai bì nổi, đều bi tình chịu chết. Ngũ đại quỷ giới bí mật kết minh, cũng sụp đổ. Cái tên Phong Đô, lần nữa vang vọng U Minh địa ngục, vạn quỷ kiêng kỵ, không ai dám bất kính. Mà Phong Đô xử tử Tu La cùng mấy triệu chiến hồn, phong ấn ngũ đại quỷ giới, cũng coi là một cái công đạo cho nhân gian giới, các đế quân nhân gian giới cũng không có lý do dây dưa, thậm chí là xâm lấn địa ngục nữa. Liên quan tới tất cả mọi chuyện xảy ra trong địa ngục, quỷ tộc mà đế tộc bí mật thao túng từ đầu đến cuối đang mật thiết chú ý. Thời điểm vừa mới bắt đầu còn rất hưng phấn, rốt cuộc Khương Phàm cũng vẫn khai chiến cùng U Minh, Phong Đô càng là xuất động tam đại tử thần, nhìn tư thế kia cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Mặc kệ là U Minh trọng thương Thương Huyền, hay là Thương Huyền trọng thương U Minh, đối với bọn hắn mà nói, đều là một tin tức không tồi. Nếu như Thương Huyền trọng thương, bọn hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này, lần nữa đưa Huyền Vũ Thái Tổ vào Thương Huyền. Chương 2935 nàng 3. Nếu như U Minh trọng thương, bọn hắn có thể mượn cơ hội này, nhúng tay chiến trường U Minh, cuối cùng đều đánh phế hai bên. Nhưng, kết thúc. Đánh lấy đánh để, kết thúc một cách không hiểu thấu. Mặc dù Tu La chết rồi, ngũ đại quỷ giới phong bế, nhưng... cứ thế kết thúc. Phần Thiên Thần Hoàng lại không tiếp tục liều mạng, không tiếp tục trong cơn giận dữ, toàn diện tuyên chiến Phong Đô. Trong này khẳng định ẩn giấu đi bí mật nào đó. Đế tộc mật lệnh. Tường tra toàn bộ chuyện trải qua, không được buông tha bất cứ manh mối gì. Rốt cuộc, trải qua lặp đi lặp lại điều tra, kỹ càng tập hợp, miễn cưỡng miêu tả ra toàn bộ quá trình trận, ác chiến khoáng thế, bên ngoài Sâm La quỷ giới kia. Tu La, xác thực chết rồi. Mấy triệu chiến hồn, xác thực toàn diệt. Nhưng từ tình huống hủy diệt ngay lúc đó đến xem, càng giống như là tiễn đưa. Cho nên, mẫu thân nó, phần Thiên Thần Hoàng hòa giải cùng Phong Đô. Các đế quân đều mộng, đây là tình huống như thế nào? Dù bọn hắn sống mấy vạn năm, đều bị một màn không thể tưởng tượng nổi này làm cho hồ đồ rồi. Cái này giống như không phải Phong Đô quỷ hoàng trong ấn tượng của bọn hắn. Càng không phải là Khương Phàm trong tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng, bọn hắn càng cảnh giác. Vốn định bỏ mặc U Minh địa ngục tự hành giải quyết, bọn hắn ngư ông đắc lợi, kết quả náo thành như thế này. Lần nữa kiểm tra câu nói kia, tên điên kia là được trời trợ giúp. Cho nên, tất cả đế tộc nhao nhao nhắm mục tiêu ngay Tinh Linh Đại Lục. Lần này, bất luận như thế nào bọn hắn cũng đều muốn cưỡng ép ra tay. Nhất định phải giải quyết triệt để phần Thiên Thần Hoàng. Xí thiên giới. Sự kiện địa ngục được giải quyết thuận lợi làm cho tất cả mọi người đều thở phào. Nhất là việc Tu La và các tướng sĩ trùng sinh, càng làm cho kín người nghi ngờ chờ mong. Bọn hắn. Rốt cuộc cũng có thể buông dây thần kinh căng cứng ra, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Ngày 15 tháng 5, Khương Diễm trước sau khống chế hồn 20 tôn thần, trước mặt tất cả mọi người, đột phá đến cảnh giới thần linh. Sau 10 ngày, Lý Dần không phụ kỳ vọng, theo sát bước lên cảnh giới thần linh. Ngày đầu tiên của tháng 6, Khương qua nhận hỗn loạn chiến kích cùng thần vật kích phát, lột xác thành thần tại Hoàng Nê Đài Bá Thiên Thần Hoàng. Cùng lúc đó, nhận Khương Phàm ủy thác. Lý Quân giao tinh thiêu tế tuyển 200 vị thanh niên nam nữ chừng 20 tuổi trong khu quần cư tại Đại Hạ Thần Triều, đến Xí Thiên Giới. Bọn hắn có người xuất thân hào môn, có người là tinh anh đại tông, có người là thế tử vương quốc, có người là đệ tử cường giả ẩn thế, còn có rất nhiều thanh niên bình thường không có bối cảnh không có dựa vào. Nhưng giống nhau là, bọn hắn đều có linh văn đặc biệt hoặc cường đại. Mục đích Khương Phàm chọn lựa của bọn hắn rất rõ ràng, kích phát tiềm lực. Bảo đảm linh văn Thương Huyền tổ địa đa dạng mà phồn thịnh. Bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh, số lượng lớn tông môn Thương Huyền xuống dốc, rất nhiều linh văn yên lặng, nếu Khương Phàm hoàn thành Thương Huyền thống nhất, vậy thì cần chấn hưng hệ thống cường giả Thương Huyền. Đây cũng là đền bù đối với Thương Huyền. Huống chi, trong tay hắn có rất nhiều bảo cốt Thánh Vương Thánh Hoàng, dùng không hết.
Khương Phàm còn từ bên trong chọn lựa 9 vị rất đặc thù, trực tiếp tặng cho thần Dương Huyết. Bọn người thiên hậu vô cùng duy trì. Thương Huyền, nếu là tổ địa, thì phải có dáng vẻ tổ địa. Linh văn nhất định phải nhiều, cũng nhất định phải mạnh. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có tâm tư. Những tinh thiêu tế tuyển này, tương lai sẽ phân tán đến các nơi Thương Huyền, không phải khai tông lập phái, thì chính là khai quốc định cương, bây giờ tiếp nhận ân huệ, thay đổi vận mệnh, tương lai đối với vạn thế thần triều, đối với ủng hộ Khương Phàm, tất nhiên cũng có thể đạt tới trình độ chưa từng có. Khương Phàm muốn mượn những này ngồi vững vàng trên địa vị chủ nhân Thương Huyền. Ngày 18 tháng 6, đột phá quan trọng nhất, hoàn thành trong Xí Thiên Đại Điện. Đan Hoàng, tái thế xưng thần. Xí Thiên giới phấn chấn đến oanh động, có thể xuất quan đều đã xuất quan toàn bộ, tụ tập đến bên ngoài Xí Thiên Điện chúc mừng. Luyện đan sư thần cấp, tầm quan trọng đó rõ ràng mạnh hơn thần tôn bình thường, bên trên giá trị càng không thua gì bán đế. Xí Thiên giới có luyện đan sư thần cấp tọa chấn, nhất định cũng có thể tăng lên tốc độ trưởng thành của tất cả mọi người. Một phen sau náo nhiệt, Khương Phàm cùng Đan Hoàng ngồi đối diện nhau. Man Hoàng đế tổ. Mặt Đan Hoàng lộ kinh sợ, nhìn kỹ mắt Khương Phàm. Có thể xác định. Cơ bản có thể xác định. Trăm vạn năm. Vẻ mặt Đan Hoàng từ chấn kinh đến nghiêm trọng, tuổi thọ cơ bản của đế quân là 50.000 năm mà thôi, cũng có chút có thể sống lâu đến 1-2 vạn năm. Nhưng cho dù là linh tộc kia, cao nhất cũng chỉ 80.000 năm. Trăm vạn năm. Vượt ngang tất cả thời đại. Cái này hoàn toàn vượt qua phạm chủ nhận biết của Đan Hoàng. Khương Phàm hỏi. Nữ tử ta vừa mới nói kia, ngài có ấn tượng không? Man Hoàng đế tổ không thể nào bị mấy câu đã liền khuyên đi, chỉ có thể nói hắn kiêng kỵ nữ tử kia, ít nhất là coi trọng. Có thể làm cho hắn coi trọng, còn biết bí mật của ta, khẳng định không đơn giản. Ta có loại cảm giác khó hiểu, thật giống như, nàng, vẫn luôn đang bí mật quan sát đến tất cả sự kiện Thương Huyền. Đan Hoàng trầm ngâm nói, nếu thật sự là Man Hoàng đế tổ, xác thực không thể nào 2-3 câu nói đã bị khuyên đi, hơn nữa loại tình huống lúc ấy, rõ ràng hắn đã trở mặt cùng chúng ta, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ có thể có một lời giải thích, bọn hắn rất quen thuộc, nàng có thể bước lui hắn. Lúc ta nói chuyện cùng Thiên Hậu, nàng nhắc đến lúc ấy sau khi bị Huyền Vũ Thái Tổ đánh vào thâm không, là muốn hy sinh khế ước thú, lại có nguồn lực lượng thần bí tẩm bổ nàng, còn có cổ thần. Bây giờ đến xem, rất có thể là nữ tử kia. Tinh linh đế quân vụng trộm tới. Không thể nào, ở giữa 8 vị đế quân có cảm ứng lẫn nhau, đừng nói nàng tới nơi này, xem như rời khỏi đại lục của riêng phần mình đều có thể bị phát giác được. Đại chiến Thương Huyền đang trong thời kỳ quan trọng như vậy. Ở giữa tất cả đế quân khẳng định càng thêm cảnh giác lẫn nhau. Ngài Thông Kim Bác Cổ, suy nghĩ kỹ một chút, Thương Huyền có cất giấu nhân vật đặc biệt nào hay không? Chương 2936 Người Giết Trời, Bí Mật Sát Thiên 1. Đan Hoàng cau mày, cẩn thận nghĩ tới. Khương Phàm bỗng nhiên nói. Có phải là hư không đế quân 3 vạn năm trước hay không? Không thể nào, hư không là nam. Ngài biết. Bạn cũ. Bằng hữu. Ngài lại còn là bằng hữu cùng hư không đế quân. Chúng ta là cùng thời đại, mà địa vị của ta, mạnh hơn chư thần. Kết giao bằng hữu với mấy đế quân, không kỳ quái. Đan Hoàng nói rất tùy ý, tiếp tục suy nghĩ lấy bí mật Thương Huyền. Khương Phàm nhìn sư phụ, âm thầm rung động, không hổ là Đan Hoàng, lại còn, mấy, bằng hữu đế quân. Có phải là hư không đế quân lưu lại truyền nhân hay không? Nếu như là truyền nhân, hoàn toàn có thể xuất hiện bảo vệ Thương Huyền, tại sao lại muốn che giấu? Huống chi hư không đế thành đều bị hủy, ta cho là mấu chốt vẫn ở trên thân Man Hoàng đế tổ kia. Hắn bất ngờ thức tỉnh, có thể có liên quan cùng với nàng hay không? Ý của ngài là, nàng tỉnh lại Man Hoàng đế tổ. Giữa bọn hắn khẳng định là có liên quan gì đó, mà đối với nhau đều hiểu rất rõ. Nếu không lúc đó Man Hoàng đế tổ cũng đã bắt đầu thôn phệ Xí Thiên giới, không thể nào cưỡng ép thu tay lại. Đó cũng không phải giao tình, cũng không phải uy hiếp bình thường. Đan Hoàng tự nhận là coi như thấu triệt đối với lịch sử cùng thế giới, nhưng vừa mới trở về thần cảnh, lại bị hai cái tin tức trùng kích. Man Hoàng đế tổ vậy mà còn sống trăm vạn năm. Thương Huyền đại lục lại còn có người bảo vệ bí mật. Khương Phàm nói, Man Hoàng đế tổ thức tỉnh, hẳn là còn có bí mật càng sâu. Nếu như hắn còn sống thật, không thể nào trọn vẹn yên lặng trăm vạn năm. Một lần cũng không có xuất hiện qua. Vì sao lại xuất hiện ở thời đại này? Thượng Thương Cổ Thành.
trong đầu Đan Hoàng đột nhiên hiện lên ánh sáng. Thượng Thương cổ thành mai táng tại hậu kỳ Hồng Hoang, Man Hoang đế tổ cũng là biến mất tại thời đại kia. Thượng Thương cổ thành thời gian qua đi trăm vạn năm lại xuất hiện, mà hắn cũng xuất hiện. Khương Phàm nghiêm nét mặt nói. Thượng Thương cổ thành từ xưa đến nay, một lần đều không có xuất hiện qua sao? Đan Hoàng nói. Oanh động qua, cũng xuất hiện qua một ít cung điện, nhưng chưa từng có xuất hiện chỉnh thể giống như bây giờ. Ngươi còn nhớ rõ không? Xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ, Đế Cốt, lúc đó sau khi vực sâu sụp đổ, xuất hiện qua rất nhiều cự thú hồng hoang, mặc dù cuối cùng phát hiện đều là chút xương khô, nhưng vẫn từ bên trong rút ra được chút năng lượng yếu ớt. Chẳng lẽ Man Hoang Đế Tổ cũng bị trấn áp ở trong đó? Nhưng đó là phong ấn, là tiêu hao năng lượng vực sâu, ở bên trong từ từ sẽ mục nát, sao hắn còn sống trăm vạn năm? Chỉ có một lời giải thích, ở trong đó còn phong ấn năng lượng càng đặc thù. Ngươi còn nhớ rõ không? Sau khi ngươi xuống dưới điều tra, còn cùng Hướng Vãn Tình làm một vố lớn, trọn vẹn gầy đi 30 cân. Thân thể Khương Phàm có chút căng cứng, may mắn là đầu đã hư vô, không phải vậy mặt đều muốn đỏ lên. Đan Hoàng nhìn Khương Phàm không nói lời nào, nghiêm túc nói. Thất thần làm gì, đừng trở về chỗ, đứng đắn một chút, ta hỏi ngươi còn nhớ rõ không? Khương Phàm buồn bực nói. Nhớ kỹ rất rõ ràng. Loại tình huống lúc ấy rất đột nhiên, rất quỷ dị. Ý của ngài là, ta và Vãn Tình là Man Hoang Đế Tổ thao túng. Hắn nhẫn nhịn trăm vạn năm, chuyện đầu tiên sau khi thoát khốn, chính là xem náo nhiệt. Nữ tử, là nữ tử thần bí kia. Cái kia càng không thể, nữ tử nghiêm chỉnh có thể làm được chuyện này. Đan Hoàng im lặng nhìn hắn. Ngươi cũng nhanh bán đế, suy nghĩ vấn đề cũng sẽ chỉ vây quanh nam nữ hoan ái. Không thể là phương thức thu hoạch năng lượng khác. Khương Phàm càng im lặng. Ta tưởng tượng không ra, loại phương thức thu hoạch năng lượng nào lại thông qua thưởng thức chuyện kia. Đó là ngươi tri thức nông cạn. Đan Hoàng đưa tay vỗ bờ, nghiêm túc giáo dục. Ai nông cạn, cái gì nông cạn, làm sao còn đập lên cái bàn. Giới chủ xí thiên giới Trung Ly Nặc từ bên ngoài đi tới. Đang nói chuyện chính sự. Khương Phàm vội vàng nói. Nói xong rồi mau chạy ra đây. Đều là đi cầu đan, muốn gặp bản thân ngươi. Ngươi ứng phó trước. Ta không ứng phó qua nổi, đều muốn tự mình cùng ngươi biểu đạt chúc mừng, lấy đó làm tôn trọng. Trung Ly Nặc biết tâm tư đám người kia, chủ yếu là muốn mời Đan Hoàng tự mình luyện đan cho. Đan dược của luyện đan sư thần cấp nha, tùy tiện cầu một viên, bày ở trong nhà đều có thể làm bảo vật truyền ra. Mà người tới đều là chút nhân vật quan trọng, Ngô Chính Nguyên, Khương Diễm, Khổng Tước tộc trưởng, Lan Quỳ. Thậm chí là thánh chủ cùng Hướng Vãn Tình. Tới càng ngày càng nhiều, nàng thực sự không ứng phó nổi. Ngươi cứ nói ta còn cần điều trị, giữa trưa ngày kia đón thêm. Đan Hoàng phất phất tay, thấy Trung Ly Nặc rời đi, tiếp tục nói. Nếu thật sự là như chúng ta suy đoán như thế, đồ trong lao tù sâu xa trốn tới, cũng không chỉ là hai người bọn họ. Hoặc chính là hai người bọn họ, nhưng trong này vẫn tồn tại bí mật cực kỳ đặc thù. Chính là bí mật kia để bọn hắn kiên trì tới bây giờ. Đây là căn cứ tình huống bây giờ, Đan Hoàng có khả năng nghĩ tới duy nhất để giải thích. Nếu như nàng cũng là lao ra từ trong vực sâu thượng thương, vậy thì chưa chắc là nhân tộc, mà cũng không phải thuộc dạng lương thiện. Trước đó Khương Phàm suy đoán nữ tử kia là có khuynh hướng hắn, mới có thể ra mặt ngăn cản Man Hoang Đế Tổ, bây giờ xem ra hẳn là có ý đồ khác. Nếu thật sự là trăm vạn năm trước, cảnh giới của nàng chỉ sợ cũng là đế quân. Đan Hoàng lắc đầu than thở, thật vất vả mới đánh lui liên quân đế tộc, kết quả trong nhà xuất hiện hai đế tổ. Ông trời đối với ta thật sự là có ý kiến. Khương Phàm kiếp trước hay kiếp này, đều vì cứu vớt Thương Huyền mà phấn đấu, thật vất vả mới sắp hoàn thành, lại cho hắn bỏ ra hai con ác hổ cản đường. Độ khó càng lớn, thành tựu càng cao. Đan Hoàng tiếp tục lật sách ký ức trong đầu, cũng liên tưởng dạng lực lượng thần bí gì có thể làm cho hai vị đế quân còn sống trăm vạn năm tại vực sâu. Chương 2937 Người giết trời, bí mật sát thiên 2. Khương Phàm yên lặng nhìn Đan Hoàng một hồi, nói. Ngài thật không có ý định nói bí mật cho ta biết. Đan Hoàng còn đắm chìm bên trong suy nghĩ, thuận miệng nói. Ta còn không có nghĩ đến. Khương Phàm nói. Ta nói là, chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo. Đan Hoàng hoàn hồn, yên lặng một lát. Cũng chưa đến lúc. Khương Phàm nói. Thương Huyền đã bình định, tiếp theo ta chỉ cần ứng phó 8 đế quân phía ngoài, còn có 2 lão bất tử bên trong.
bây giờ có tinh lực, cũng có thực lực, hiểu rõ bí mật. Đan Hoàng lắc đầu, nói. Không phải là ta không muốn nói cho ngươi, là ta đột nhiên phát hiện, bí mật còn muốn phức tạp hơn so với ta tưởng tượng. Khương Phàm nghiêm nét mặt nói. Ngài biết cái gì, nói cho ta biết cái đó. Chí ít trước hết để cho ta biết, ta phải đối mặt là cái gì, năm đó ngài lại trải qua cái gì. Đan Hoàng tự định giá một lát. Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Tác Nhân, còn có Dạ An Nhiên, gọi qua đây. An Nhiên, nàng không thuộc về đại đạo truyền thừa, nhưng nếu như Huyền Đàm chết rồi, khả năng tiếp nhận nhất rất có thể sẽ là nàng. Nếu như bên trong ngũ hành đồ đằng của nàng còn có ý niệm của thần thụ thế giới, có lẽ có thể nói với ta một ít tình huống làm chút bổ sung. Thần thụ thế giới phiêu đãng mấy chục vạn năm tại thâm không, chỉ sợ muốn trải qua chư thần tận thế hai lần trở lên. Thuận tiện gọi Thiên Hậu cùng Hồng Hoang Thiên Long qua, bọn hắn đều có hy vọng khiêu chiến đế cảnh, cũng hẳn là hiểu rõ đoạn lịch sử kia. Khương Phàm đi đến bên ngoài, mang theo Thiên Hậu đang bế quan, Như Ảnh, An Nhiên, Đại Tặc, còn có cùng Đại Vương cùng Cổ Tác Nhân đến Xí Thiên trong Đại Điện. Chuyện ta nói, khả năng vượt qua phạm vi hiểu biết của các ngươi cần chuẩn bị tốt tư tưởng. Đan Hoàng ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, nói. Các ngươi đều biết, Chư Thiên Lục Táng cùng Vĩnh Hằng Lục Đạo là thời điểm hệ thống thế giới phát giác được nguy cơ xuất hiện bảo hộ bản thân. Nhưng nguy cơ là cái gì? Dạng nguy cơ gì có thể kích phát hệ thống thế giới phản ứng? Đám người ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn Đan Hoàng. Đây là vấn đề bọn hắn một mực hiếu kỳ, nhưng từ đầu đến cuối Đan Hoàng đều không có hé miệng. Trước đó bọn hắn bể bộn nhiều việc chinh chiến cũng thực sự không có tinh lực, nên không tiếp tục truy đến cùng. Bây giờ, rốt cuộc cũng phải biết. Đan Hoàng nói, trong nhận thức trước kia của ta, là một vị cường giả cấp chúa tể nào đó bên ngoài thế giới. Tựa như là một chúa tể thế giới khác, cách thâm không minh mông, khóa chặt nơi này, đến đây săn giết thần ma. Thế giới khác, thế giới bên ngoài, còn có thế giới khác. Quả nhiên, ngay cả Khương Phàm và Thiên Hậu đều bị kinh động. Đây đúng là mạnh hơn phạm chủ nhận biết của bọn hắn, thế giới bên ngoài thế giới. Sẽ là dạng gì thế giới? Sinh linh nơi đó có bộ dáng gì? Sinh linh nơi đó tu luyện như thế nào? Nơi đó lại còn có chúa tể? Đan Hoàng tiếp tục nói. Thời đại của ta, cũng chính là thời đại 3 vạn năm trước, mặc dù thế giới không tính an bình, nhưng còn tính là ổn định, từ tư liệu lịch sử thôi diễn, hẳn là ổn định vượt qua 70.000 năm. Sở dĩ xác định số năm này là bởi vì đã trải qua mấy vị đế quân sinh ra cùng suy vong. Mà tuổi thọ bình thường của mỗi vị đế quân cũng khoảng chừng 50.000 năm. Dùng chu kỳ tuổi thọ đế quân phỏng đoán, chỉ ít thời đại của chúng ta ổn định 70.000 năm. Mặc dù mỗi lần đế quân suy bại, kiểu gì cũng sẽ dẫn phát chiến tranh khoáng thế, nhưng luôn luôn có thể ổn định lại. Cho đến sau này, cũng chính là đoạn thời kỳ ta trưởng thành kia, các nơi trên thế giới liên tiếp xuất hiện truyền thừa thần bí. Bởi vì thân phận của ta tương đối đặc thù, cơ hồ đều có giao hảo cùng tất cả thần tôn, ma hoàng, yêu thần, linh hoàng, thậm chí là đế quân, ta cũng thường xuyên giao lưu cùng bọn hắn, cho nên đã nhận ra những truyền thừa thần bí kia xuất hiện phạm vi lớn trước nhất, cũng là chính ta thôi động các cường giả tầng cao nhất của thế giới lật sách tư liệu, dò xét nguyên nhân mà truyền thừa xuất hiện. Cuối cùng từ trong một ít tư liệu lịch sử lẻ tẻ phát hiện giới thiệu liên quan tới người giết trời. Ghi chép không toàn diện. Nhưng xác thực minh xác nhắc đến ba chữ, người giết trời, lại còn là uy hiếp bên ngoài thế giới. Trải qua 10 năm cố gắng, cuối cùng ta đã tập kết 12 vị chiến thần, đều là cường giả tuyệt đối đương thời, cảnh giới tại thần linh đỉnh phong, cũng đều khống chế tuyệt thế vũ khí, bên trong còn có trưởng khống giả Nhật Nguyệt Tinh Thần cùng Vô Hạn Sơn Hà, có trưởng khống giả Thiên Địa Đại Táng, Chúng Sinh Đại Táng, Luân Hồi Đại Táng. Dựa theo kế hoạch đã định, bọn hắn làm tiên phong, xuất phát từ Thiên Khải, dò xét vũ trụ. Tìm kiếm cái gọi là người giết trời, tận hết khả năng mang đến một ít tin tức cho thế giới này. Nhưng, bọn hắn còn không có xuất phát, hắn, đã đến. Một kiếm đảo qua, 12 chiến thần, toàn bộ ngã xuống. Trong thoáng chốc, Đan Hoàng hồi tưởng lại cái tràng cảnh giống như ác mộng kia, đôi mắt giống như tinh thần hiển hiện nước mắt mông lung. Đó là chiến thần hắn tập kết, đó là bằng hữu tốt nhất của hắn, đó là tử sĩ tiên phong cam nguyện dâng ra sinh mệnh. Nhưng, một kiếm. 12 vị thần linh đỉnh phong, một kiếm giết hết. Đại tặc không bình tĩnh, phấn đấu nửa đời, gian nan biến đổi, rốt cuộc cũng tiến vào cảnh giới thần linh, hướng về Khải Hoàn Ca cao tiến thần linh đỉnh phong chí cao vô thượng, kết quả ngươi nói cho ta biết, thần linh đỉnh phong có thể bị một kiếm bổ chết. Bọn người Thiên Hậu cau mày,
thậm chí trong tiềm thức còn kháng cự tin tức này, cho là Đan Hoàng là đang nói dối, nhưng bọn hắn đều rõ ràng tính tình của Đan Hoàng, lý trí lại nói cho bọn hắn biết đây là sự thật, chuyện chân thực đã từng xảy ra. Vẻ mặt Khương Phàm nghiêm trọng, cho dù là đế quân, cũng không thể nói một kiếm chém giết 12 vị thần linh đỉnh phong được. Chương 2938 người giết trời, bí mật sát thiên 3. Đan Hoàng tiếp tục nói. Đó là một loại lực lượng để cho người ta tuyệt vọng, như là hoàn toàn vượt lên trên chúng sinh, bất kỳ sinh mệnh gì, bất luận mạnh hay yếu, đối với hắn mà nói đều là cỏ rác. Hắn cứ như vậy giáng lâm đến thiên khải chiến trường, tùy tiện thu gặt tất cả thần ma. Thế giới vì thế mà chấn động, ba tôn đế quân tọa trấn thiên khải lúc ấy, dẫn đầu xuất kích, muốn vây khốn hắn. Nhưng, Đan Hoàng thoáng trầm mặc, chịu nặng mà nói. Trước khi 6 tôn đế quân khác đuổi tới, ba tôn đế quân toàn bộ đều bị săn giết. Đế quân đều bị giết. Bọn người thiên hậu chấn kinh đến hoảng hốt, đó là dạng gì thời đại, đó là dạng tràng cảnh gì. Cái kia nào chỉ là chư thần hoàng hôn, quả thực là thế giới tận thế. Đan Hoàng lắc đầu nói. 6 vị đế quân tập kết thần ma thiên hạ, nhất là truyền thừa giả lục đạo cùng lục táng, tại thiên khải nghênh kích người giết trời, cuối cùng. Toàn quân bị diệt, an tĩnh, kiềm chế. Xí thiên đại điện im ắng thật lâu. Trong ý thức của bọn người Khương Phàm, thiên hậu tất cả đều là hình ảnh huyễn tưởng kinh khủng, mà trong ý thức Đan Hoàng thì là cơn ác mộng không vung đi được kia. Chết hết, thời đại kia, lại không còn đế quân, càng không có thần ma. Đan Hoàng thở phào một hơi, nói. Ta chứng kiến thời đại kết thúc, cũng chết tại thời đại kia. Trong nhận thức của ta, đó chính là chúa tể giả thế giới khác, tới đây săn giết thần ma, tru diệt đế quân, để thế giới này giữ vững suy yếu. Nhưng, từ bí mật vực sâu chúng ta phát hiện tại thế giới mới phía dưới Tổ Nguyên Sơn đến xem, hơn 10 vạn năm trước còn phát sinh qua một lần sự kiện tương tự, hơn nữa lúc ấy thần ma hẳn là càng có hiểu rõ sâu đối với nguy hiểm, cũng rất có thể tiếp cận thành công. Bọn người thiên hậu thoáng nâng cao tinh thần. Hắn đều có thể chống đỡ trước sau 9 vị đế quân vây bắt, ai có thể uy hiếp được hắn. Đan Hoàng nói, ta vẫn luôn suy tư vấn đề này, mấu chốt hẳn là xuất hiện ở bên trên cách hắn xưng hô. Đúng, không chỉ có tư liệu lịch sử nhắc đến hắn là, người giết trời, tại thời điểm hắn giáng lâm thiên khải, đối kháng đế quân, nhất là chém giết những người thừa kế kia, đã từng phát ra qua hò hét, hắn. Chính là người giết trời. Trời, cái từ này hẳn là có thâm ý đặc thù. Mà trận phản kích 10 vạn năm trước kia, có thể là muốn tạo trời. Khương Phàm nói, thời điểm Hồng Hoang Thiên Long bừng tỉnh ý niệm tại thế giới mới, đề cập tới hàng tỷ đồ đằng, đề cập tới Hồng Mông Phong Bia, cũng đề cập tới Phong Thần Đại Điển. Những chuyện này bây giờ chúng ta đều tập hợp đủ, mà. Thời điểm nhận chủ Phong Thần Đài, hình ảnh hiện ra vạn cổ trước đó, cũng đúng lúc đối ứng với của Hồng Hoang Thiên Long di ngôn. Chẳng lẽ, ngay lúc đó Thượng Thương Cổ Thành, chính là đang tạo thiên. Hồng Hoang Thiên Long cùng cổ tác nhân nghe được thì âm thầm nhếch miệng, mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc nói chuyện hôm nay có thể vượt qua phạm vi hiểu biết, nhưng đây cũng là thế giới bên ngoài, lại là người giết trời, lại là đại điển tạo trời thiên, thật sự là để bọn hắn có chút không chịu nổi. Chu Thanh Thọ và mấy người kia còn nói lúc trở về vụng trộm nói cho họ biết nội dung cuộc nói chuyện, vẫn là thôi đi, nếu không lại khiến bọn hắn kinh hãi tinh thần thất thường. Đan Hoàng nói. Phong Thần Đại Điển hẳn là có liên quan cùng tạo thiên, nhưng không phải ý nghĩa tạo thiên thật sự. Ta càng cảm giác chính là mấy câu trong di ngôn trước mặt kia. Vô hạn luân độ, dân chúng tự thần, số mệnh hoang cổ, còn có. Hắn trở về, ngươi cẩn thận phẩm vị, trở về. Di ngôn của Hồng Hoang Thiên Long tuyệt đối không có bất kỳ lời nói nhảm nào, từng chữ đều hàm ẩn thâm ý. Kể từ đó, hai chữ trở về đã làm cho nghiên cứu càng sâu. Thiên Hậu nói với Đại Tặc. Ngươi còn nhớ rõ toàn bộ di ngôn không? Nói lại một chút cho ta nghe. Đại Tặc nói. Đại đạo diệt tình, vô hạn luân độ, dân chúng tự thần, vạn vật khó khăn, thần khóc dân chúng, chư thiên tận thế. Hắn, lại tới, vài lần luân hồi, vài lần quy hư, ai có thể kết thúc cái số mệnh hoang cổ này, ai có thể trọng lập Hồng Mông Phong Bia kia, ai có thể triệu hoán hàng tỷ đồ đằng đang ngủ say, ai có thể tái diễn Phong Thần Đại Điển vạn cổ, ai có thể ngăn cản, hắn trở về. Đan Hoàng nói, trước đó ta biết, cái này cái gọi là người giết trời, là chúa tể thế giới khác, nhưng bây giờ có khuynh hướng, hắn chính là thế giới này tạo nên, bởi vì nguyên nhân nào đó, rời khỏi thế giới này. Đại Tặc nói, tựa như mẫu thân dựng dục hài tử đi xa tha hương, mưu sinh cuộc sống, nhưng sinh hoạt không thuận,
cách mỗi một thời gian lại trở lại lấy máu mẫu thân. Đan Hoàng lườm đại tặc một chút, tiếp tục nói. 3 vạn năm trước, hắn tới qua một lần, hơn 10 vạn năm trước, hắn tới qua một lần, bây giờ, lại muốn tới. Điều này nói rõ hai vấn đề, cái đầu tiên, hắn không đến định kỳ, mà từ xưa đến nay còn tới rất nhiều lần. Cái thứ hai, giữa hắn cùng thế giới này vẫn tồn tại liên hệ đặc thù, đến mức mỗi lần chuẩn bị tới, thế giới sẽ lập tức phát giác, sau đó làm ra phản kích. Thiên hậu lại nói, tại sao ta cảm giác, là hắn cố ý kích thích thế giới làm ra phản ứng, mà còn là sau khi thế giới làm tốt các loại phản ứng, lại kiêu ngạo trở về. Hắn hẳn là cần một loại năng lượng đặc thù nào đó ở thế giới này, ví dụ như Thiên, Đan Hoàng hơi trầm ngâm. Không bài trừ khả năng này. Đại tặc lắc đầu. Thật có khi nơi này lại là trại chăn nuôi. Như ảnh đưa ra nghi vấn. Hắn rời khỏi nơi này, đi đâu? Chẳng lẽ hắn có được tuổi thọ vô hạn, từ trước tới giờ không suy bại sao? Hắn trở về thu hoạch tài nguyên, là vì kéo dài tuổi thọ, hay là vì chinh chiến? Nếu như dựa theo mạch suy nghĩ này, vũ trụ thâm không? Chẳng phải là có những thế giới khác thật, ít nhất là đồ thần bí khác. Đám người lần nữa trầm mặc. Nhận biết kiếp trước của Đan Hoàng đã bị bí mật lấy được đương thời đẩy ngã. Thân phận người giết trời càng trở nên khó bề phân biệt. Chương 2939 Người giết trời, bí mật sát thiên 4. Khương Phàm rất bất đắc dĩ, rốt cuộc cũng bình định Thương Huyền, chuẩn bị từ Đan Hoàng biết được bí mật ẩn tàng. Kết quả rung động là rung động, nhưng lại càng hồ đồ rồi. Thiên hậu và Như Ảnh rất hoảng hốt, mặc kệ người giết trời là ai, có thể khẳng định là bên trong vũ trụ thâm không có bí mật khác, chuyện này bằng với đẩy ra một cánh cửa trong căn phòng phong bế, gian phòng chính đó đã từng là nơi toàn bộ bọn hắn sinh hoạt, nhưng cánh cửa này xuất hiện, lại nói cho bọn hắn, bên ngoài gian phòng mới là thế giới thật sự. Chỉ là bên ngoài cánh cửa kia, buộc lấy một con ác khuyển. Đan Hoàng đánh vỡ trầm mặc. Trước tiên các ngươi không cần quan tâm những chuyện này, ta đến từ từ trải vuốt, từ từ điều tra, có mạch suy nghĩ thì sẽ giới thiệu cùng các ngươi an tâm ứng phó cục diện trước mắt, tận hết khả năng trưởng thành, cũng tận hết khả năng trùng kích đế cảnh. Từ tình huống năm đó đến xem, thần linh không hề có lực hoàn thủ, nhưng đế quân lại có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Cho nên, giai đoạn trước mắt, tạo thần là vì nghênh chiến đế quân tám phương, bảo đảm chúng ta có thể an toàn trưởng thành. Mục tiêu chân chính trong tương lai là tạo đế. Ngoài ra chính là chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo, các ngươi đều phải cảm ngộ chiều sâu. Nếu là thế giới kích phát phản ứng, bên trong khẳng định tồn tại bí mật càng sâu, có lẽ là mấu chốt nghênh chiến vị người giết trời kia. Khương Phàm cũng nói, chúng ta hoàn toàn không biết gì đối với sự vụ thần bí cả, nhưng chỉ cần chúng ta càng trở nên cường đại, có thể tại thời điểm nguy cơ bộc phát giết ra một phần hy vọng. Điều kiện tiên quyết là, chúng ta đủ mạnh. Lúc này, Dạ An Nhiên có chút nhắm mắt, nói một câu. Chúng ta có thể an tâm tu luyện tại Thương Huyền. Dưới tình huống bình thường, các đế quân là không dám vào Thương Huyền. Đan Hoàng nhìn về phía Dạ An Nhiên, nói. Là di niệm của thần thụ thế giới sao? Dạ An Nhiên gật đầu nói. Ngài ấy vừa mới nói cho ta biết. Đan Hoàng nói. Lúc ấy hư không đế quân là đế quân duy nhất may mắn còn sống sót, cũng là nhờ có hắn bảo vệ. Để cho ta tránh khỏi đả kích chí mạng, nhưng, thương thế của ta quá nặng đi, cuối cùng cũng sống lâu mấy tháng. Có thể xin mời thần thụ thế giới, nói cho ta biết chuyện phát sinh phía sau hay không. Sau khi Dạ An Nhiên cẩn thận lắng nghe di niệm của thần thụ thế giới, thuật lại nói. Sau cuộc chiến sát thiên, người sống sót chỉ có hư không đế quân, nhưng cũng nhận trọng thương, phiêu lưu một thời gian rất dài tại vũ trụ mới thức tỉnh. Người giết trời lúc ấy săn giết thần ma cùng đế quân bên trên thiên khải chiến trường, dẹp yên tất cả đế thành thiên khải, nhưng không có đến phía dưới cướp đoạt càng nhiều bất cứ cường giả hay tài nguyên gì. Duy chỉ có đi Thương Huyền đại lục một chuyến, vơ vét hư không đế thành, tru diệt tất cả người của hư không tộc. Sau khi hư không đế quân trở lại Thương Huyền, lo lắng người giết trời lần nữa trở về, liền du tẩu Cửu Châu, bồi dưỡng kẻ thống trị mới. Kẻ thống trị mới cơ bản đều chiếu theo huyết mạch trước đó, ví dụ như Long tộc. Huyền Vũ, Bạch Hổ, Huyết Ma cùng Bắc Thái, chỉ có Hắc Ma Đại Lục cùng Thái Sơ Đại Lục làm thay đổi. Bây giờ 8 vị đế quân cơ hồ có thể nói là do hư không đế quân bồi dưỡng, mà bọn hắn có thể bình ổn vượt qua thiên kiếp, từ bán đế hư vô ngưng tụ đế khu, đều là hư không đế quân hỗ trợ. Nhưng, bởi vì hư không đế thành bị phá hủy, hư không đế quân không có người thừa kế, lúc ấy liền bỏ lực chú ý vào Chu gia có được Cửu Thiên Huyền Hỏa, kết quả lọt vào U Minh Địa Ngục nghiêm khắc phản đối.
Cuối cùng, hư không đế quân tạo nên Bát Châu Đại Đế, lại không thể vì Thương Huyền tạo nên Đại Đế. Hắn đã nhanh không được, chỉ có thể mang theo tiếc nuối, ký kết khế ước cùng 8 vị đế quân. Ở trong linh hồn cùng đế tủy của hắn, khắc xuống hư không đế ngấn, mình thì ngủ say tại hư không đế thành phá toái. Khế ước, càng giống như là nguyền rủa. Một khi một vị đế quân nào đó mang theo đế ngấn đi Thương Huyền Đại Lục, đế ngấn cưỡng ép khởi động, lấy thiêu đốt di cốt hư không đế quân làm cái giá, nó cưỡng ép đưa vào vũ trụ thâm uyên. 8 vị đế quân bắt đầu đều bình an vô sự, chỉ là thông qua bí mật bồi dưỡng đế quân mới mưu đồ di cốt hư không đế quân, kết quả ai cũng không muốn đối phương lấy được trước, cho nên bất luận là ai bán đế đi đến Đăng Thiên Kiều, bọn hắn đều sẽ cưỡng ép ngăn cản, hủy diệt. Cũng chính là bởi vì như thế này, ở giữa đế quân mới bắt đầu tích lũy thù hận, cũng biến thành căm thù cùng cảnh giác, không tín nhiệm lẫn nhau. Cho nên, chỉ cần đế ngấn vẫn còn, 8 vị đế quân cũng không dám tiến vào Thương Huyền. Khương Phàm và bọn người Thiên Hậu chậm rãi gật đầu, trước đó chỉ là hiểu rõ một phần nội dung, hôm nay xem như đã biết hết rồi. Biết bí mật bên trong, trong lòng lại càng ngưng trọng. Dài đến 30.000 năm tích lũy thù hận cùng tức giận, kích phát ra không tín nhiệm, tuyệt đối không thể nào tùy tiện giải trừ được. Chỉ cần bọn hắn không thể chân chính hợp tác thì không khả năng tùy tiện đặt chân vào Thương Huyền. Dạ An Nhiên đột nhiên nói. Tiên tổ Đông Hoàng tộc, thật ra là chi nhánh của hư không đế tộc, chi nhánh rất xa xôi, lúc ấy đều không thuộc về đế tộc. Trải qua vạn năm chìm nổi, hậu đại đã thức tỉnh hư thiên linh văn, gia nhập thánh địa. Lúc đó sau khi bị nhốt vĩnh hằng thánh địa, thần thụ thế giới chú ý tới bọn hắn. Lại về sau, sở dĩ thần tôn các ngươi có thể lột xác thành thần, cũng có thần thụ thế giới ở phía sau lặng lẽ duy trì. Đông Hoàng Như Ảnh đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là nghiêm túc, nói với Dạ An Nhiên. Thay ta chuyển đạt lòng biết ơn với thần thụ. Đại tặc sợ hãi thán phục, thế giới thật nhiều bí mật, giữa nhau giống như vừa có liên hệ phức tạp. Thiên hậu hỏi. Thần thụ biết di tích hư không đế thành không? Chương 2940 người giết trời, bí mật sát thiên, 5. Dạ An Nhiên lắc đầu. Trước khi chết, đế quân mang theo đế thành biến mất, rất có thể là hòa làm một thể cùng không gian hư vô. Chỉ có 8 vị đế quân đặt chân tới Thương Huyền, đế thành mới có thể theo hư không đế quân cùng thức tỉnh, đó là lực lượng thủ vệ Thương Huyền cuối cùng. Cho nên, thần thụ đề nghị là, chúng ta không cần thử mưu đồ hư không đế thành. Thiên hậu chậm rãi gật đầu, nếu đế ngấn đều là khắc tại linh hồn cùng đế tủy của đế quân, nếu như đế thành thức tỉnh, rất dễ dàng kinh động đến bọn hắn. Cho nên, vẫn không được đụng. Chỉ có thể thủ vệ tường thành Thương Huyền. Khương Phàm trầm ngâm một lát, nói. Mặc dù các đế quân hẳn là không dám tùy tiện đặt chân đến Thương Huyền, nhưng bây giờ tình thế khác biệt, chẳng may buông xuống khúc mắc hợp tác thì sao? Chúng ta phải nghĩ biện pháp. Để ở giữa 8 vị đế quân tiếp tục giữ vững kiềm chế, tốt nhất có thể chế tạo chút mâu thuẫn. Thiên hậu nói, tinh linh đế quân hẳn là có thể hỗ trợ. Khương Phàm cẩn thận liếc mắt nhìn thiên hậu, nói. Ta cũng hoài nghi, các đế quân sẽ bức hiếp tinh linh đế quân đến Thương Huyền đầu tiên. Thiên hậu nói, bọn hắn biết quan hệ của các ngươi, tất nhiên sẽ ép buộc. Chàng tìm một cơ hội, bái phỏng tinh linh đế thành. Trong lòng Khương Phàm cảm động. Ở trước mặt trái phải rõ ràng, thiên hậu luôn có thể bảo trụ tỉnh táo. Nhưng không chờ hắn vui mừng, thiên hậu lại bổ túc một câu. Ta đi cùng chàng, Như Ảnh cũng đi, An Nhiên cũng đi, còn có Hướng Vãn Tình và Tịch Nhan. Khóe mắt Khương Phàm có chút run rẩy, mím môi đóng chặt. Đông Hoàng Như Ảnh cùng Dạ An Nhiên có chút nhíu mày, ăn ý gật đầu. Cùng đi, Đan Hoàng nói. Bọn hắn hẳn là sẽ ép buộc tinh linh đế quân. Nhưng nếu như tinh linh đế quân đủ bá đạo, bọn hắn cũng không dám huyên náo quá hung. Dù sao, bọn hắn cũng đều tự nhận là còn có sau cùng sát chiêu, chính là bức tử ngươi tại Đăng Thiên Kiều. Cho nên, nếu như tinh linh đế quân thật muốn liều chết kiên trì, bọn hắn không dám lỗ mãng. Thời điểm các ngươi bái phỏng, phải chú ý cho tinh linh đế quân lực lượng, để nàng chịu đựng. Bọn người thiên hậu lần lượt rời khỏi, Khương Phàm lại đơn độc ở lại. Sư phụ, nơi này không có người khác. Ta còn có một vấn đề riêng. Hài tử sao, ta không thể ra sức. Ngươi vẫn xem thu xếp cho Kiều Vô Hối chút nữ tử đi. Tuy nhiên hắn cũng đã nhanh là thần linh đỉnh phong. Tìm thêm chút, cố gắng nhiều hơn chút. Đan Hoàng rất thất vọng đối với Khương Phàm. Cảnh giới thánh linh không cố gắng. Thánh Hoàng là hy vọng cuối cùng. Kết quả vẫn không chú ý. Sau khi đến thần linh, còn có thể bằng vào đan dược cứu vớt một chút. Nhưng bây giờ thân thể bắt đầu quy hư.
bắt đầu biến đổi đến năng lượng thể, chờ xưng đế chính là sinh ra liên hệ cùng thế giới. Đến lúc đó, muốn sinh ra hài tử, không chỉ là hy vọng cực kỳ bé nhỏ, mẫu thể càng rất khó tiếp nhận loại năng lượng thai nghén kia. Cho nên, phế đi, kết thúc, không thao cái tâm kia nữa. Khương Phàm rất bất đắc dĩ. Không phải ta, chuyện của ta không cần ngươi phí tâm. Đan Hoàng chỉnh lý vạt áo, chuẩn bị đứng dậy. Yêu đồng. Khương Phàm nói một câu, để Đan Hoàng đang muốn đứng dậy lại ngồi xuống. Thời điểm Man Hoang Đế Tổ mưu toan thôn phệ nơi này, là bên trong Tổ Nguyên Sơn ở sâu trong thế giới mới bộc phát ra một nguồn năng lượng, đẩy lui hắn. Đó là yêu đồng sao? Nếu như hắn mạnh đến mức có thể khiến Man Hoang Đế Tổ hồi hộp, chiến tranh tại Chu Thiên Thần Điện cũng không đến mức đau đớn như vậy. Vì sao hắn không có ra tay? Hoặc là hắn cố ý che giấu lực lượng, không muốn bại lộ ở trước mặt đế tộc, hoặc là, chính là Tổ Nguyên Sơn có vấn đề. Nhưng sao hắn lại có thể điều động năng lượng của Tổ Nguyên Sơn? Đây không phải là nơi đại đạo thần thụ cắm rễ à? Khương Phàm chăm chú nhìn Đan Hoàng. Thời điểm trước đó bề bộn nhiều việc chiến tranh, rất nhiều chuyện đều nén ở trong lòng, không muốn phân ra tinh lực, nhưng bây giờ chuyện đã kết thúc, lại tăng thêm Man Hoang Đế Tổ cùng nữ tử thần bí kích thích, hắn nhất định phải hiểu rõ Thương Huyền kỹ lưỡng hơn, hiểu rõ tất cả bí mật có thể hiểu. Đan Hoàng nhìn Khương Phàm, vẻ mặt dần dần nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Ngươi vừa mới nói, hắn điều động năng lượng Tổ Nguyên Sơn. Khương Phàm nói, Tổ Nguyên Sơn ở sâu trong thế giới mới, Dạ An Nhiên chỉ là nhìn thấy nơi đó bạo phát năng lượng, không xác định có phải là hắn thả ra hay không, nhưng khẳng định có liên quan cùng hắn. Đan Hoàng dần dần nhăn đôi mày rậm lại. Hắn có thể điều động Tổ Nguyên Sơn năng lượng, ngươi còn nhớ rõ phía dưới Tổ Nguyên Sơn. Khương Phàm nói, có tàn phá cung điện, có quan tài yên lặng, có năng lượng thần bí chiếm cứ ở nơi đó, cường quang lấp lóe, giống như đầu lâu. Nếu như ta không có đoán sai, thứ yêu đồng điều động chính là năng lượng chỗ đó. Đan Hoàng trầm ngâm thật lâu, thì thào khẽ nói. Trách không được hắn sẽ một mực đợi tại thế giới mới. Khương Phàm chăm chú hỏi. Sư phụ, hắn là ai? Đan Hoàng lắc đầu, thản nhiên nói. Hắn là một viên đan dược, ta luyện đan dược. Hắn là cái gì? Hắn là tâm huyết suốt đời của ta, là đan dược phẩm cấp cao nhất ta luyện chế được, ở trình độ nào đó mà nói, hắn xem như hỗn thiên linh bảo. Hắn là ngài tạo ra. Khương Phàm thật sự đã bị kinh đến, cái sinh mệnh tươi sống kia, lại là viên thuốc. Lại còn là do Đan Hoàng luyện chế. Đan Hoàng nói, nó là kiêu ngạo của ta, cũng coi là ma chướng của ta. Kiếp trước ta sống 5.000 năm, toàn bộ tinh lực đều bỏ vào trên luyện đan. Trừ nghiên cứu hỏa diễm cùng dược liệu, chính là tìm kiếm cổ tịch loại đan dược, biên soạn đan kinh thuộc về chính ta, càng quan trọng hơn là luyện chế đan dược, luyện chế nhiều loại đan dược. Nhưng càng về sau, sự thành tựu của ta càng cao, ta càng không vừa lòng. Ta muốn luyện chế đan dược có thể chấn kinh thiên hạ, thế là. Năm viên đan dược thần cấp kia ra đời, thời điểm bọn chúng mới ra lò năng lượng hoàn toàn có thể cho Thánh Hoàng kích phát ra thần văn cùng thần tính, đột phá đến Thánh Hoàng đại viên mãn. Còn có thể có bộ phận tỷ lệ, để Thánh Hoàng đại viên mãn trùng kích thần cảnh. Gần như, thần nguyên. Chương 2941 bí mật yêu đồng. Nhưng ta vẫn không vừa lòng, ta muốn luyện chế siêu cấp đan dược có thể chân chính xứng với cái danh Đan Hoàng của ta, thậm chí có thể quang diệu cổ kim, thế là. Ta nghĩ đến giao phó sinh mệnh cho đan dược, sinh mệnh thật sự. Đan Hoàng lắc đầu nói. Ta sống 5.000 năm, biết thọ nguyên sắp hết, cho nên. Ma chướng. Khương Phàm kinh ngạc nhìn Đan Hoàng, không biết nên nói là sợ hãi, thán phục kỹ nghệ luyện đan của hắn, hay là điên cuồng dưới chấp niệm của mình. Vậy mà có thể nghĩ đến giao phó sinh mệnh cho đan dược. Đan Hoàng nói, lúc mới bắt đầu nhất, xác thực ta đã luyện chế được một viên có thể xem như đan dược đại thành suốt đời của ta, nhưng bất luận cố gắng như thế nào, đều không thể để nó chân chính sống lại. Ta nghĩ đến hỗn thiên linh bảo, giao phó linh hồn liền có thể biến thành thần khí có ý thức. Cho nên ta nghĩ đến siêu tập hồn phách thần ma, nhưng bất luận lựa chọn ai, cũng không quá hài lòng. Lại về sau, chính là truyền thừa giáng lâm, ta phát hiện nguy cơ, liền buông xuống đan dược, dù tẩu các nơi trên thế giới thúc đẩy 12 chiến thần tập kết. Vốn cho rằng chuyện đan dược đã được buông xuống, nhưng trước khi ta chết, trời xui đất khiến. Khương Phàm nhìn Đan Hoàng trầm mặc không nói, cẩn thận hỏi. Ngài, làm cái gì? Ta dẫn vào một sợi khí người giết trời. Cũng chính là cái sợi khí kia, để đan dược tỉnh lại.
vẻ mặt Đan Hoàng trở nên nghiêm trọng, bên trong nghiêm trọng nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Nó ở trước mặt ta, từ từ, biến thành một hài tử. Một khắc này, ta đã tỉnh táo. Một khắc này, ta cũng sợ hãi. Ta biết chuyện ta làm sai, ta kích phát ta tiềm lực sau cùng, kéo ra toàn bộ hỏa diễm bên trong cửu hoàng luyện thiên đỉnh, dẫn nổ ta vạn hỏa tế tràng, phóng xuất ra uy lực vạn hỏa thiên hạ, tiến hành triệt để phong ấn nó. Sau đó mang theo cùng một chỗ ngủ say. Thân thể hư vô của Khương Phàm chậm rãi thít chặt. Khí thức của người giết trời. Chẳng phải là nói bên trong yêu đồng mang theo hồn của người giết trời. Yêu đồng đến tột cùng được tính là gì? Là đan dược mượn nhờ cái sợi khí kia, ra đời linh trí, thuộc về sinh mệnh hoàn toàn mới. Hay là người giết trời mượn nhờ đan dược, tìm cho mình một bộ thân thể. Nếu như là cái trước, còn tốt, nếu như là cái sau thì sao? Chẳng phải là người giết trời lưu lại một người giám sát ở thế giới này. Đan Hoàng cũng không khỏi tự chủ mà nắm chặt nắm đấm, yêu đồng lại có thể điều động năng lượng phía dưới tổ nguyên sơn. Ý vị này, ý thức của hắn, năng lực của hắn, so với tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn. Giờ khắc này, tổ nguyên sơn phía dưới đại đạo thần thụ, yêu đồng đang giơ lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn đẹp đẽ, nhìn qua mê vụ cuồn cuộn giữa bầu trời. Đôi mắt trong suốt kia như là nhìn thấu hỗn độn, nhìn thấu thâm không, nhìn thấu vũ trụ, nhìn vào. Đám, sinh linh, đang phóng tới trong hắc ám vô tận kia. Trên gương mặt xinh đẹp ngây thơ non nớt của yêu đồng từ từ nổi lên một ý cười vi diệu, khóe miệng khẽ mở, phun ra cái chữ. Phân. Ầm ầm. Vũ trụ cuồn cuộn, hắc ám bạo động, sát âm bá liệt rung động hàng tỷ viên tinh thần, cuồn cuộn vô cương tinh vực. Các sinh linh đang phóng tới giống như đạt được chiếu lệnh, theo vị trước mắt kia vung tay, đội ngũ chia binh hai đường. Một đường ngược dòng thời không, đuổi giết vạn cổ. Một đường vượt qua tinh hà, đuổi giết thế giới. Mấy ngày cuối cùng của tháng 6, Khương Quỳ, Bạch Tai lần lượt đột phá, lột xác thành thần tại Hoàng Nê Đài. Đến tháng 7, Dương Biện, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Triệu Thời Việt, còn có Lan Nặc cùng Tịch Nhan, bế quan trước sau nửa năm, rốt cuộc cũng toại nguyện đột phá hàng rào, kiêu ngạo bước lên cảnh giới thần linh. Đến tận đây, xí thiên giới có được ngũ đại thần hoàng Bất Diệt Thần Hoàng, Xâm La Thần Hoàng, Bá Thiên Thần Hoàng, Đọa Lạc Thần Hoàng, Sát Lục Thần Hoàng. Ba vị không gian thần tôn Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại. Cùng, Ngự Thiên Chiến Thần Khế Ước Tổ Thú, Thiên Hậu, Phong Tuyệt Chiến Thần với Nhân Linh Khu, Tần Vị Ương, Tuyệt Thế Trung Dung cùng Vạn Đạo, Thiên Long Đại Tặc, Hồng Hoang Chiến Thần có được Hồng Hoang Chiến Khu, Ngu Chính Nguyên, Thiên Mệnh Thần Mạch Dung Hợp Di Tích Đại Lục, Lý Dần, Vạn Cổ Minh Kình khống chế cánh cửa địa ngục, Dương Biện, Cốt Hoàng thao túng hài cốt, Bạch Tai, Như Ý Thần Tôn Ngự dẫn tự nhiên, Lan Nặc, Luân Hồi Hoa Hoàng độ dẫn vạn hồn, Tịch Nhan, Luân Hồi Kiếm Hoàng chém chết Luân Hồi Đại Đạo. Cổ Thần, Yêu Thú Tổ Mạch diễn dịch Thái Âm Ảo Diệu, Thái Âm Ngọc Thố. Đương nhiên còn có luyện đan sư thần cấp vạn cổ hiếm thấy, Đan Hoàng. Nếu như coi như bên trên Khương Phàm, Thôn Thiên Ma Hoàng, Giới Chủ, Yêu Đồng cùng Cổ Tác Nhân, thì số lượng thần linh bên trong xí thiên giới tụ tập đạt đến 25 vị. Cái này còn chưa kết thúc. Theo rất nhiều thánh hoàng đột phá, sau khi Dạ An Nhiên hấp thu thần dương huyết cũng dung hợp ngũ hành đồ đằng chiều sâu, bắt đầu chờ đợi biến đổi đã lâu, chỉ là thế giới ngũ hành bị hao tổn, quá trình trận biến đổi này tương đối muốn chậm đi rất nhiều. Sau khi Vạn Độc Huyết Long thôn phệ số lượng lớn thần cốt, cũng lâm vào ngủ say chiều sâu. Sau khi dung hợp Mai Rùa Huyền Mang, thôn phệ Linh Châu của Thủy Tổ Ngư, Đại Vương cũng bắt đầu khởi xướng khiêu chiến cảnh giới thần linh. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân sau khi dung luyện dòng dã nam viên thần cốt linh thủy, cũng bắt đầu ngưng tụ tổ nguyên chí tôn cốt thuộc về mình. Cửu Hoàng Hắc Ma Bia cuối cùng rơi xuống trên tay sát đồ, dưới sự dốc lòng dạy dỗ của Thôn Thiên Ma Hoàng, cũng bắt đầu khởi xướng trùng kích thần cảnh. Ngay cả Hướng Vãn Tình cùng Tặc Điểu nắm Thái Âm Thái Dương đồ đằng trong tay, cũng đều liên hợp bế quan, nếu không tiếc cái giá trùng kích thần cảnh. Số lượng lớn tài nguyên bày ở trước mặt, ai cũng muốn tóm lấy cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở này, đột phá cực hạn, tìm kiếm đột phá. Dù là sau khi thành thần phải đối mặt với khiêu chiến càng lớn, thậm chí phải bồi bạn Khương Phàm nghênh chiến đế quân, nhưng đời này có thể dòm ngó thần cảnh, chết cũng không tiếc. Tới cuối tháng 10, Khương Phàm xuất quan. Sớm tại tháng 6, hắn đã dung luyện thần cốt linh tủy do Chu Phục Sinh biến thành, cũng tái tạo tế đàn thứ tư tại phần thiên chiến vực, dùng thần dương huyết của Chu Phục Sinh kích phát uy lực linh hồn, tạo nên thần hỏa nguyên thủy. Chương 2942 đoạn tường thành thứ 2, 1.
năm tháng bế quan này, chủ yếu là nghiên cứu bất diệt thiên thể cùng vô lượng thắng thiên quyết, thuận tiện khống chế vạn kiếp môn. Sau đó chờ đợi thiên hậu các nàng xuất quan, cùng một chỗ tiếp tinh linh đế tộc. Thiên hậu, muốn nhìn trộm ảo diệu bán đế. Chỉ dựa vào chính nàng vẫn rất khó, nhưng công dụng kỳ diệu của ngự thiên thần văn chính là ở đây, nàng có thể thông qua chín đại khế ước thú, tiếp tục kích phát tiềm lực của mình. Khi hồng hoang tổ kỳ lân tạo nên tổ nguyên chí tôn cốt, kích phát tổ mạch chí cao, kiêu ngạo bước lên thần linh cảnh giới, khi kim hống, côn bằng, huyền vũ, kim ô, đăng xa, lần lượt kích phát thần tính, bước lên thánh hoàng đại viên mãn, khi tô lăng biến thành thôn thiên cự long lại tiến tới thánh hoàng đỉnh phong, khi luân hồi huyết sư biến đổi huyết mạch, hóa thân thành tam thủ luân hồi sư, một đầu diễn cánh cửa địa ngục, một đầu tụ hội ánh sáng luân hồi, một đầu dẫn sóng chiều tử vong, khi huyễn vụ mê điệp đạt tới cảnh giới bán thánh tuyệt thế hiếm thấy. Rốt cuộc, thiên hậu cũng được bọn chúng kích phát mãnh liệt, xuất hiện linh văn hư hóa. Đây chính là dấu hiệu sơ khuy bán đế cảnh. Tin tức rung động cả xí thiên giới, càng rung động đến thời đại này. Bởi vì từ lúc khai thiên tích địa đến nay, số lượng đế văn của nhân tộc đều là có hạn lại cố định. Ngoại trừ chu tước thú văn, cự long thú văn các loại thức tỉnh tại thời kỳ đặc thù, đế văn nhân tộc thuần chính chỉ có sinh ra từ thời kỳ hồng hoang cùng, yên diệt, hỗn loạn, vô lượng, khởi nguyên, Phật Đà, và chín đại đế văn hậu kỳ, đến tiếp sau là đế quân nhân tộc cũng đều là kéo dài truyền thừa như vậy. Hiện nay, thiên hậu lấy ngự thiên thần văn cường thế biến đổi, nhìn trộm ảo diệu đế cảnh. Nếu như chân chính có thể chống đỡ được thiên kiếp, bước lên cảnh giới đế quân, mang ý nghĩa đế văn nhân tộc thuần chính đột phá tới 9 vị, ngạo nghễ bước lên số lượng 10 vị. Nếu như thiên hậu thật sự có thể thành tựu vị trí đế quân, nhất định rung động thời đại này, lưu lại truyền kỳ bất hủ. Xí thiên giới oanh động, phấn chấn, hoan hô. Mặc dù bọn họ cũng đều biết tiềm lực của thiên hậu, nhưng đến khi thật sự đột phá hàng rào, bước đến sơ khuy bán đế, giờ khắc này, vẫn bị kích thích đến thật sâu. Mặc dù thiên hậu chỉ là sơ khuy bán đế, chưa hẳn có thể chân chính chống đỡ thương thiên tẩy lễ, siêu phàm xưng đế, nhưng bọn hắn lại tràn đầy lòng tin. Thôn thiên ma hoàng đều rung động không thôi, đây quả thực là chứng kiến lịch sử, càng là tạo nên lịch sử. Đế văn nhân tộc mới sẽ ra đời ở thời đại này sao? Nếu quả như thành công thật, thời đại này sẽ không chỉ là thời đại thuộc về Khương Phàm, càng là thời đại thuộc về thiên hậu. Đối với biến đổi cực hạn của thiên hậu, Tổ Kỳ Lân và các yêu thú là phấn chấn nhất. Mặc dù là tiềm lực tổ mạch của bọn chúng thúc đẩy thiên hậu trưởng thành, nhưng thiên hậu có thể tặng lại cho bọn chúng kích thích cực lớn. Cùng ngày sau khi chân chính xưng đế, một khắc này, bọn chúng vô cùng có khả năng tái hiện huy hoàng thiên tổ hồng hoang. Khương Phàm kiêu ngạo, cũng bắt đầu chờ mong Dạ An Nhiên. Mặc dù Dạ An Nhiên bỏ ra cái giá cực lớn tại cuộc chiến Minh Tôn Sơn, ngay cả bước lên thần cảnh đều cần thời gian, nhưng ngũ hành đồ đằng đã trở về, cùng thần thụ thế giới bảo vệ, vẫn có hy vọng khai sáng thời cơ mới. Ngày 10 tháng 11, lúc Khương Phàm đang chờ mong Dạ An Nhiên đột phá, chuẩn bị bái phỏng tinh linh đế tộc, vậy mà nơi đó lại chủ động phái tới sứ giả xin mời phần thiên thần hoàng, di giá tinh linh đế thành. Tinh linh đế thành có vấn đề. Sau khi Khương Phàm đưa tiễn sứ giả, thanh âm thoáng trầm thấp. Có vấn đề. Đám người kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Đây không phải muốn chủ động kết minh sao? Chuyện tốt mà, có vấn đề gì? Tinh linh đế quân cao ngạo, không thể nào chủ động đến đây mời, càng không khả năng an bài một thụ yêu tới, mà không phải tinh linh. Tinh linh đế quân biết tình cảnh chúng ta bây giờ, nếu quả thật muốn hợp tác, hẳn là an bài thần linh tới nói một chút, mà không phải cứng rắn yêu cầu chúng ta tới đó. Khương Phàm chinh chiến hai đời, đối với biết trước nguy cơ là cao hơn người bình thường. Mà, quan hệ giữa hắn cùng tinh linh đế tộc, cũng là người thường không thể hiểu. Trong ý thức của hắn, hoặc là, tinh linh đế tộc chờ đợi hắn tự mình đi qua, hoặc là, thiên nghi nữ hoàng tự mình tới. Bất luận như thế nào, cũng sẽ không có kiểu người thụ yêu như vậy. Nếu như không có suy đoán, tinh linh đế tộc đã bị hiếp bách. Mà thụ yêu này, hẳn không phải là tinh linh đại lục, mà là nhân tộc đại lục nuôi, bảo đảm sẽ không mật báo. Các đế quân, đây là biến khéo thành vụng. Khương Phàm chậm rãi lắc đầu, các đế quân cuối cùng vẫn hạ thủ đối với tinh linh đế quân. Chúng ta còn đi sao? Đám người cảnh giác lên, sau khi đã trải qua đại chiến thương huyền cùng sự kiện địa ngục, nếu các đế quân ra tay, khẳng định là đại thủ múa bút. Không chỉ có thần linh cùng bán đế sau cùng đều tụ tập đến tinh linh đại lục, ngay cả đế quân đều có thể đặt ở nơi đó. Không đi.
Khương Phàm quả quyết nói. Thống khoái như vậy, nếu như bọn hắn hủy tinh linh đại lục thì sao? Trong lòng Tần Vị Ương có chút khẩn trương, dù sao nơi đó cũng là nơi nàng ra đời. Nếu như bọn hắn thật muốn hủy tinh linh đại lục, tinh linh đế quân tuyệt đối sẽ liều mạng. Bảy đại đế quân không phải một lòng, tất nhiên sẽ bị tinh linh đế quân tìm tới cơ hội kéo chết một tên, hoặc là trọng thương mấy tên. Đến lúc đó, những đế quân khác hoàn hảo không chút tổn hại, chắc chắn sẽ thừa cơ xử tử những kẻ trọng thương kia. Không đến bất đắc dĩ, bọn hắn không dám bức tinh linh đế quân đến đường cùng. Chúng ta chỉ cần bỏ mặc, các đế quân tự nhiên biết âm mưu bại lộ, sẽ lần lượt từ bỏ, rút khỏi tinh linh đại lục. Trong lòng Khương Phàm cũng không chắc, nhưng thật sự không dám mạo hiểm, nếu như nơi đó thật sự có đế quân thì sao? Bọn hắn có thể trấn trụ tinh linh đế quân, khẳng định không phải một hai kẻ, hắn một đầu xông tới, chắc chắn sẽ phải chết. Cho nên, cược các đế quân không dám thật sự vạch mặt cùng tinh linh đế tộc. Cược các đế quân không thể tin tưởng lẫn nhau, làm đến hợp tác chân chính. Vậy bây giờ chúng ta tiếp tục bế quan, tiếp tục tu luyện. Chương 2943 đoạn tường thành thứ 22. Khương Phàm chậm chạp không có phó ước để bầu không khí bên trong tinh linh đế thành dần dần vi diệu. Tinh linh đế quân tựa hồ đã sớm đoán trước, cũng không có bất cứ ngoài ý muốn gì. Huyền Vũ Thái Tổ, Bạch Hổ Thiếu Hoàng tụ tập gần tế đàn không gian đó lại an không chịu nổi. Bọn hắn đều chuẩn bị sẵn sàng phục kích, kết quả không đến. Chẳng lẽ Khương Phàm đoán được sẽ gặp nguy hiểm? Hay là nơi đó đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, qua một thời gian ngắn lại đến? Tinh linh đế quân, nếu như Khương Phàm không đến, chúng ta chỉ có thể để ngươi đi thương huyền đại lục. Hắc ma đế quân đưa ý niệm hình thành hình dáng hắc ám, phiêu đãng trong đại điện đế thành. Hình dáng ý thức của huyết ma đế quân, Long đế, Huyền Vũ đế quân, Bạch Hổ đế quân, cùng Bắc Thái đế quân và Thái Sơ đế quân, cũng đều phiêu đãng ở chỗ này. Bọn hắn xác thực không dám liều mạng cùng tinh linh đế quân, nhưng nghĩ đến thủ đoạn uy hiếp khác bảy vị đế quân liên hợp phong cấm tinh linh đế thành, do thần ma cùng bán đế dưới trướng quét ngang tinh linh đại lục, để tinh linh đế quân mắt tận nhìn đại lục minh mông hủy diệt ở trước mặt nàng. Cuối cùng tinh linh đế quân cũng thỏa hiệp, phối hợp mời Khương Phàm tới. Nhưng không nghĩ tới Khương Phàm lại không có bị mắc lừa. Bắc Thái đế quân nói, nếu như ngươi đồng ý đến thương huyền, chúng ta có một nửa khả năng tuân thủ ước định, không động vào tinh linh đại lục, nhưng nếu như ngươi không vào thương huyền, bây giờ chúng ta liền san bằng tinh linh đại lục. Đừng lại hoài nghi quyết tâm của chúng ta bây giờ, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn. Chúng ta sẽ không để cho Khương Phàm đi đến Đăng Thiên Kiều, có thể ngươi đã hiểu quyết tâm của chúng ta, cũng có thể biết bây giờ chuyện gì chúng ta cũng đều làm ra được. Bạch Hổ đế quân muốn động tay thật. Mặc dù bọn hắn có thể hủy Khương Phàm trên Đăng Thiên Kiều, nhưng đó là thủ đoạn sau cùng. Nếu như lại xuất hiện ngoài ý muốn thì sao? Hết thảy sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Mà nhìn chung Khương Phàm chinh chiến đời này, giống như được ông trời trợ giúp, đến lúc đó thật có khả năng sẽ có ngoài ý muốn nổi lên. Nhất là sau khi Khương Phàm tùy tiện bình định nguy cơ U Minh, bọn hắn thật sự đã bắt đầu cảnh giác. Cho nên, bọn hắn nhất định phải an bài một vị đế quân đặt chân đến Thương Huyền, phá giải đế ngấn uy hiếp, sau đó sớm giải quyết Khương Phàm. Huyền Vũ Đại Đế nói, nếu như ngươi thực sự không yên lòng, có thể trước đó tiến vào Thương Huyền, đều mang linh bảo cùng cường giả quan trọng của tinh linh đại lục trong bảo vật không gian, để bọn hắn theo ngươi, cùng nhau lưu vong thâm không. Nếu như tinh linh đại lục không có bảo vật đáng mơ ước, chúng ta cũng không thể nào đặt chân tới nơi này lúc ngươi rời khỏi. Tinh linh đế quân, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được thành ý của chúng ta. Nhưng nếu như ngươi không nguyện ý tiếp nhận, chúng ta chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan. Tinh linh đế quân trầm mặc thật lâu, nói. Các ngươi thật sự cho rằng, hư không đế quân chỉ đang dùng đế ngấn đang bảo vệ Thương Huyền sao? Chẳng lẽ đế quân không có nghĩ tới, bảy tên khác sẽ liên hợp lại, ném kẻ nào đó vào? Huyền Vũ đế quân nói. Đừng vùng vẫy, ngươi chỉ cần cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn ngươi là tự mình đi, hay là chúng ta đưa ngươi đi. Tinh linh đế quân nói. Các ngươi không cần lãng phí thời gian tại chỗ ta đây, trên người của ta. Không có đế ngấn. Bảy vị đế quân ý thức thể có chút ba động, từng đôi mắt lạnh căn nhìn chằm chằm tinh linh đế quân. Tinh linh đế quân tiếp tục nói. Trước khi chết, hư không đế quân đặc biệt tìm đến ta. Ngài yêu cầu ta thường xuyên châm ngòi quan hệ của các ngươi. Làm sâu sắc thù hận của các ngươi cùng cảm giác không tín nhiệm,
dùng cái này đến bảo đảm đế ngân uy hiếp vĩnh hằng không suy, ai cũng không dám dẫn đầu tiến vào Thương Huyền. Nhưng, nếu như cuối cùng các ngươi bước đến trên đầu ta, như thế nào? Thái Sơ đế quân bắt đầu cảnh giác. Lúc ấy ngài không chỉ có giải trừ đế ngân của ta, cũng cho ta đế binh của ngài, cánh cửa hư không, để cho ta làm đoạn tường thành bảo vệ thứ hai của Thương Huyền. Nếu như các ngươi thật nhất định phải đi đến Thương Huyền, không chỉ có đế ngấn không đồng ý, ta cũng sẽ không đồng ý. Tinh linh đế quân chậm rãi dương màn mắt, trong đôi mắt trong suốt lấp lóe ý lạnh, theo thứ tự đảo qua bảy vị đế quân trước mặt. Chúng đế quân ý thức thể đều chăm chú, nhìn chằm chằm tinh linh đế quân. Chấn kinh! Cánh cửa hư không! Đế binh của hư không đế quân, giao cho tinh linh đế quân. Lại hoài nghi, giá trị cánh cửa hư không có thể so với di cốt của hư không đế quân, há có thể tùy tiện giao cho người khác. Bắc Thái đế quân nói, biên không tệ, hư không đế quân hết lần này tới lần khác tin tưởng ngươi rồi. Sao ngài lại không lo lắng ngươi không bị khống chế, tự mình nuốt lấy Thương Huyền? Tinh linh đế quân nói, bởi vì ta là tinh linh, chúng ta thừa hành trung lập, không có dã tâm như các ngươi, cho nên ngài tin tưởng ta, mà trong tám vị đế quân, cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Thứ hai, bởi vì tinh linh tộc chỉ có một đế, không giống nhân tộc. Yêu tộc cùng ma tộc các ngươi đều có hai ba vị đế quân, coi như tinh linh nuốt lấy Thương Huyền, cũng khống chế không nổi nơi đó, sẽ chỉ nhận các ngươi liên hợp đả kích. Thứ ba, xâm lấn Thương Huyền, không phải là vì đế cốt cùng đế binh sao? Đế binh đã cho ta, ta cũng không cần phải lại phải muốn đế cốt. Đế quân ý thức thể lần nữa trầm mặc một lát. Long đế nói, nếu như thế này, trước đó chúng ta bức bách dẫn dụ ngươi tới chỗ Khương Phàm, vì sao ngươi lại thỏa hiệp đồng ý? Nếu như hắn tới, cái gọi là bức tường thứ hai người đầy ý nghĩa ở đâu? Tinh linh đế quân thản nhiên nói. Bởi vì ta biết hắn sẽ không tới. Các ngươi biến khéo thành vụng, không nên phái thụ yêu đi qua. Ta nghĩ đến đám các ngươi thấy hắn không đến, sẽ buông tha cho, không nghĩ tới các ngươi vẫn còn kiên trì. Ta vốn định giữ mãi bí mật này, nhưng các ngươi lại bức ta đến tận đây. Chương 2944 đoạn tường thành thứ 2-3. Bạch hổ đế quân nói. Ngươi nói ra bí mật này liền không sợ chúng ta giết chết ngươi. Tinh linh đế quân cười lạnh. Ngươi thử một chút, một cánh cửa hư không, lập tức có thể đưa kẻ nào đó trong các ngươi đi vũ trụ. Tất cả đế quân ý thức thể lặng lẽ giao lưu. Đây là sự thực. Hay là tinh linh đế quân cố lộng huyền hư? Mặc dù nghe giống như rất hợp lý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại hình như không phải rất hợp lý, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Cũng xác thực tồn tại khả năng. Hắc ma đế quân nói. Nếu ngươi đã nói không có đế ngấn, vậy thì chứng minh cho chúng ta nhìn. Tinh linh đế quân nói. Có chừng có mực đi, đừng lại chấp nhất. 30.000 năm, cho Thương Huyền một cái cơ hội, coi như là còn ân tình với hư không đế quân. Bạch hổ đế quân nói. Nếu như là những người khác, chúng ta còn có thể tiếp nhận, nhưng loại tính cách như tên Khương Phàm này, tuyệt đối không cho phép. Một khi hắn chân chính xưng đế, chắc chắn sẽ chiến tranh lan tràn đến đại lục khác. Đế quân khác nhau nhau đồng ý. Những người khác, có thể, nhưng Khương Phàm, tuyệt đối không được. Đó là tên con buôn chiến tranh từ đầu đến đuôi. Đó là tên cuồng đồ chiến tranh hung tàn dữ dằn. Tinh linh đế quân nói. Nếu như không phải Khương Phàm có tính dai dẳng cùng cốt khí này, cũng không thể nào đi đến một bước này. Các ngươi áp chế Thương Huyền 30.000 năm. Nhất định là sẽ bước ra như thế này một tên siêu cấp phản loạn. Thế gian vạn vật, khó thoát hai chữ nhân quả. Tất cả những thứ này, đều là chính các ngươi tự mình tạo nên. Nếu như từ lúc bắt đầu các ngươi liền dốc hết khả năng, trợ giúp Thương Huyền tái tạo tân đế, Thương Huyền khẳng định sẽ cùng các đại lục chung sống hòa bình, còn có thể sẽ nhớ tới ân tình của các ngươi. Nhưng các ngươi lại lựa chọn con đường hoàn toàn tương phản, cũng đừng trách xuất hiện một cuồng đồ chiến tranh như thế này. Long đế nói. Đừng nói nhảm, chứng minh cho ta nhìn. Tinh linh đế quân nói. Nếu như ta thật sự không nhận đế ngấn ảnh hưởng thì sao? Các ngươi lựa chọn ai tiến tới Thương Huyền? Nếu đều đã thẳng thắn, hôm nay ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Giữa các ngươi mặc kệ ký kết giao dịch gì, ai là kẻ đầu tiên bị đế ngấn ném vào hư không, ta chắc chắn sẽ dẹp yên đại lục của kẻ đó. Chờ hắn trọng thương trở về, ta cũng sẽ giúp cho trấn áp. Đến lúc đó, chỉ cần ta đánh phế hắn. Đế quân khác sẽ giống như ác lang nhào tới. Bảy vị đế quân ý thức thể nổi lên gợn sóng rõ ràng, mặc dù không phải bản thể, nhưng đã có thể phát giác được cơn tức giận của bọn hắn.
Tinh linh đế quân nói. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, đều là các ngươi ép ta. Ta không muốn trở mặt cùng các ngươi, ta còn muốn giữ vững trung lập của ta. Hôm nay ta cho các ngươi ba lựa chọn. Cái đầu tiên, ta tiến vào, đã chứng minh. Phía sau mặc kệ ai là kẻ đầu tiên tiến đến Thương Huyền, ta minh xác nói cho hắn biết, sớm muộn cũng sẽ chết ở trên tay của ta. Cái thứ hai, ta tiếp tục giữ vững trung lập, không trở mặt cùng các ngươi. Nhưng, các ngươi cần cho Thương Huyền một cơ hội, ngồi đợi phần thiên thần hoàng tiến về Đăng Thiên Kiều. Cái thứ ba, sớm hòa giải cùng phần thiên thần hoàng, trợ giúp hắn lên trời chứng đạo, sau đó ký kết điều ước hòa bình vạn năm. Nàng càng như vậy, các đế quân càng không tin. Không cần hư trương thanh thế, ngươi khẳng định có đế ngấn. Cuối cùng cảnh cáo ngươi, hoặc là tự mình tiến đến Thương Huyền, hoặc là, chúng ta đưa ngươi vào Thương Huyền. Tinh linh đế quân trầm mặc thật lâu, tiếc nuối lắc đầu. Nếu các ngươi đã nhất định phải kiên trì, cho ta thời gian 2 ngày, ta thu thập xong đồ sẽ đi qua. Tất cả đế quân lập tức cảnh giác. Thu thập thứ gì? Không phải các ngươi vừa mới hứa hẹn sao, có thể cho ta mang đi tất cả những đồ quan trọng sao? Tinh linh đế quân lãnh đạm lạnh lùng nói. Không phải ngươi là không có đế ngấn sao? Long đế nhìn chằm chằm tinh linh đế quân. Ta đúng là phô trương thanh thế. Nếu bị các ngươi thông minh phơi bày, ta liền muốn làm tốt chuẩn bị lưu vong. Chậm đã, ngươi chẳng lẽ muốn dẫn lấy đồ, vào Thương Huyền ở? Hắc ma đế quân mặt lộ ác tướng. Ta có đế ngấn, đi đến chính là lưu vong thâm không. Ta không có đế ngấn, đi đến chính là vào Thương Huyền ở. Tinh linh đế quân cười lạnh một tiếng, đều thành công vòng tất cả đế quân vào đi. Các đế quân đều cảnh giác lên. Nếu quả như không có đế ngấn thật, lần này tinh linh đế quân đi chẳng khác nào tăng cường phòng ngự Thương Huyền. Đến lúc đó, nếu như bọn hắn còn muốn tiến tới Thương Huyền, không chỉ có phải đối mặt đế ngấn uy hiếp, còn phải đứng trước tinh linh đế quân phản kích. Nếu như tinh linh đế quân còn khống chế cánh cửa hư không, đến lúc đó đánh nhau nói không chừng còn có thể có một vị nào đó đế quân bị ném vào hư không. Các đế quân cẩn thận suy nghĩ, phần miệng ý thức thể cũng hơi giật giật, rõ ràng là lời mắng người, chỉ là không có lên tiếng. Tinh linh đế quân chú ý tới, nhưng không có để ý. Hắc ma đế quân trầm giọng nói. Ngươi không thể mang đồ đi, nhất định phải đều ở lại nơi này toàn bộ. Tinh linh đế quân hừ lạnh. Ở lại nơi này chờ các ngươi tai họa, nếu như các ngươi không cho phép ta mang lên toàn bộ đồ, ta tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiến đến Thương Huyền. Đến lúc đó ta lại là lưu vong thâm không, lại là bị đế ngấn trọng thương, trở về tinh linh đại lục lại không còn nữa. Không để cho ta mang đồ, chỗ nào ta cũng đều không đi. Tới đi, phong ấn đế thành đi, san bằng tinh linh đại lục đi, chí ít như thế này ta còn có thể cam đoan chính ta còn sống. Cam đoan đế thành cùng các thần linh của ta đều bình yên vô sự. Tinh linh đế quân có chút ngẩng đầu, bày ra một bộ thể hiện quyết tuyệt. Các đế quân lại trầm mặc. Lại bị hù dọa rồi. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, vừa rồi tinh linh đế quân phiên lý do thoái thác kia là phô trương thanh thế, trên người khẳng định có đế ngấn. Nhưng, chẳng may thì sao? Chương 2945 đoạn tường thành thứ 24. Hư không đế quân năm đó thật đúng là khả năng làm 2 tầng, tường thành, bảo vệ Thương Huyền, mà lựa chọn tinh linh đế quân cũng coi như hợp tình hợp lý. Cứ như vậy, nếu quả thật bức tinh linh đế quân tiến vào Thương Huyền, chẳng khác nào là rời lên tảng đá nện chân mình. Nếu như nhất định phải ta để tiến vào Thương Huyền, ta khẳng định là muốn mang lên toàn bộ đồ. Mà, các ngươi ngăn không được ta. Tinh linh đế quân lãnh đạm cảnh cáo. Bây giờ các đế quân đều tụ tập tại Tân Hải, không có chân chính đặt chân đến tinh linh đại lục, từ Tân Hải đến nơi đây dòng dã 50 vạn dặm, cho dù là tốc độ của đế quân, cũng cần 1 ngày 1 đêm, thậm chí muốn 2 ngày. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ để nàng mang lên toàn bộ bảo vật. Tinh linh đế quân nói xong, còn bổ sung thêm một câu. Thần hoàng cùng bán đế của các ngươi đều ở chỗ ta. Nếu như ta phải vào Thương Huyền, chắc chắn sẽ mang theo bọn hắn cùng đi. Nếu như lưu vong, ta dẫn bọn hắn cùng lưu vong. Nếu như ta không có đế ngấn, mà là vào ở Thương Huyền, những thần linh cùng bán đế này chính là ta lễ vật dâng tặng cho tân đế tương lai. 7 vị đế quân trầm mặc, cũng tức giận. Rõ ràng là đến uy hiếp tinh linh đế quân, lại bị tinh linh đế quân uy hiếp ngược lại. Sau khi trầm mặc kiềm chế một trận, tinh linh đế quân cười lạnh 2 tiếng. Bây giờ đã biết vì sao hư không đế quân lựa chọn ta làm hộ giả phía sau Thương Huyền chưa? Ta không chỉ có không có dã tâm,
mà so với các ngươi còn thông minh hơn, đùa bỡn các ngươi, dễ như trở bàn tay. 30.000 năm này, số lần ta châm ngòi các ngươi, so với các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Huyết ma đế quân rét căm căm nói. Ngươi thật sự cho rằng có thể đùa bỡn chúng ta. Tinh linh đế quân nói. Đùa bỡn các ngươi không phải ta, là chính nội tâm tư dục cùng sợ hãi của các ngươi. Các ngươi đều muốn lấy được càng nhiều, lại đều không nguyện ý nhấc lên nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng ta khuyên các ngươi hai câu, thừa nhận thất bại, đường đường chính chính làm đế quân, để Khương Phàm hoàn toàn hư hóa, nghênh đón thiên kiếp tại Đăng Thiên Kiều, nếu như thành công, đó là số mệnh, nếu như không thành, cũng là số mệnh, ngẫm lại ân tình cùng vô tư của hư không đế quân, cho Thương Huyền một cơ hội, coi như báo ân. Còn nhớ rõ trận nguy cơ năm đó không? Thiên Khải hủy diệt, tất cả đế quân cùng thần ma đều chết ở trên trời. Lúc ấy chúng ta tuổi nhỏ, cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng dấu hiệu nguy cơ xuất hiện chính là xuất hiện truyền thừa thần bí. Lần này, truyền thừa lại bắt đầu, mang ý nghĩa nguy cơ lại tới, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực, cùng nhau ứng biến. Khương Phàm có thể được trời che chở, có lẽ là mấu chốt của chàng nguy cơ này. Hắn là mấu chốt, hừ, hắn là biến cố, chờ chúng ta xử lý hắn, tự nhiên sẽ dắt tay ứng phó trận nguy cơ kia. Bảy vị đế quân ý thức thể liên tiếp tiêu tán, sau đó lần nữa thành hình tại bầu trời bên ngoài mấy vạn dặm. Nhưng, bọn hắn cũng không dám cược tinh linh đế quân có đế ngấn hay không. Nếu như không có, tự nhiên là tốt nhất. Nếu có, bọn hắn chính là đang đưa cho Khương Phàm lễ lớn. Bọn hắn trầm mặc, tức giận, cũng biến thành bực bội. Rõ ràng là đế quân cao ngạo, rốt cuộc cũng quyết định ra tay, nhưng vẫn bị quản chế khắp nơi. Bọn họ cũng đều biết nguyên nhân bị quản chế ở đâu, chính là giữa bọn hắn không có tín nhiệm. Nhưng, ân oán gút mắc để dành đến 30.000 năm, bọn hắn thật sự là tín nhiệm không nổi. Huyền Vũ đế quân nói, nếu như không muốn mạo hiểm tại tinh linh đế quân nơi này, biện pháp duy nhất, chính là để cho bán đế tộc ta bên trên Đăng Thiên Kiều, nếm thử xưng đế. Một khi thành công, là hắn có thể quét ngang Thương Huyền, triệt để chấn áp phần thiên thần hoàng, khống chế Thương Huyền đại lục. Sáu vị đế quân trầm mặc, hoặc là không nhìn thẳng. Để cho các ngươi sinh ra tân đế. Nằm mơ sao? Chúng ta là đồ đần sao? Huyền Vũ đế quân biết bọn hắn sẽ không đồng ý. Vậy cũng chỉ có thể đợi, chờ Khương Phàm tái nhập thiên khải, lại đến Đăng Thiên Kiều. Bắc Thái đế quân trầm giọng nói. Không thể để cho hắn an ổn trưởng thành, nếu như hắn thật sự đào móc ra di cốt của hư không đế quân, thật có thể xưng đế. Chúng ta ngăn trở hắn dòng dã hai đời, nếu như cuối cùng vẫn thành công, chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nếu như hắn chân chính xưng đế, lấy tính nết của hắn, vô cùng có khả năng kích phát thiên hậu, hồng hoang thiên long cùng thôn thiên ma hoàng trùng kích đế cảnh. Đừng quên, còn có vị man hoang đế tổ mà hắc ma đế quân suy đoán kia. Đến lúc đó, thiên hạ này sẽ loạn thật, hắn càng sẽ tái tạo cách cục thế giới thuộc về hắn. Thái Sơ đế quân lạnh lùng nói. Bây giờ có hai con đường, hoặc là cược tinh linh đế quân có đế ngấn, hoặc là ngồi đợi Khương Phàm lại đến Đăng Thiên Kiều, hủy hắn ở nơi đó. Hắc ma đế quân nói. Ta cược tinh linh đế quân có đạo ngấn, nàng khẳng định là phô trương thanh thế. Cự Long đế quân lại nói. Không được, nếu như thua cuộc, chúng ta sẽ toàn thua. Còn không bằng bên trên Đăng Thiên Kiều, như thế nhất định có thể triệt để hủy Khương Phàm. Còn có thể một mẻ hốt gọn thần ma dưới trướng hắn ở nơi đó. Huyền Vũ đế quân hừ lạnh. Ngươi nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, nếu như hủy không được thì sao? Cự Long đế quân nói. Tại thời điểm hắn lên Đăng Thiên Kiều, Huyền Vũ thái tổ của ngươi cùng một chỗ đẩy lên đi. Chúng ta đều trải qua thiên kiếp rèn luyện, rất rõ ràng truyền thuyết nơi đó. Nếu như hai vị bán đế mưu toan cùng chống chọi với thiên kiếp, uy lực thiên kiếp chắc chắn sẽ tăng vọt, tỷ lệ thành công của một bán đế có thể là 5 phần. Nhưng hai kẻ cùng chống chọi, cơ hồ tựa hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Vũ đế quân vẻ mặt âm trầm. Giỏi tính toán nhỉ, giết Khương Phàm, còn muốn hủy bán đế của ta. Vị bán đế long tộc kia của các ngươi đâu? Vì sao không để cho hắn lên? Chương 2946 Nam nhân trong địa lao. Cự Long đế quân nói. Bán đế khác cũng chỉ là sơ khuy đế cảnh, duy chỉ có bán đế các ngươi sớm đã bị thiên kiếp khóa chặt, mà bất cứ lúc nào có thể hư hóa toàn bộ. Đến lúc đó, chỉ cần hắn đi lên, thiên kiếp sẽ toàn diện giáng lâm, nhất cử oanh sát phần thiên thần hoàng. Các vị đế quân trước đó còn tại suy nghĩ có phải cược tinh linh đế quân có đế ngấn hay không,
nhưng sau khi nghe được đề nghị này của Cự Long Đế Quân, thì đã từ từ thay đổi mạch suy nghĩ. Đúng vậy, nếu như hai vị bán đế cùng chống chọi với thiên kiếp, uy lực khó có thể tưởng tượng. Không chỉ có thể xử tử phần thiên thần hoàng, còn có thể xử tử Huyền Vũ Thái Tổ, chẳng phải là một công nhiều việc. Sáu vị đế quân ý thức thể cùng nhau quyết nghị. Quyết định như vậy đi. Một đám hỗn trướng. Huyền Vũ Đế Quân giận dữ, lại bất lực. Theo ý thức tiêu tán, Huyền Vũ Thái Tổ ẩn núp sâu trong tinh linh đế tộc nhao nhao rút lui. Tinh linh đế quân yên lặng cảm nhận năng lượng đất trời, sau khi xác định các đế quân đều đã cách xa Tân Hải, mới âm thầm thở phào. Đám gia hỏa kia, vẫn là sợ chết nhỉ. Các ngươi, tất cả vào đi. Đế quân. Năm vị tinh linh thần tôn của tinh linh tộc cùng năm vị thần tôn của linh tộc tụ tập trong đế thành toàn bộ đi đến đại điện. Số lượng thần linh của tinh linh đại lục không thể nghi ngờ là nhiều nhất trong thời kỳ bình thường của tất cả đại lục, trừ bọn hắn đều là thần linh tự nhiên được đất trời dựng dục, càng quan trọng hơn là thời gian sống lâu dài. Các tinh linh đều có tuổi thọ vạn năm trở lên. Thủy Trọc Yêu và các linh tộc thì đều có tuổi thọ vài vạn năm. Bọn hắn đều là trưởng thành cực kỳ chậm chạp, đã sống cực kỳ lâu, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Các đế quân hẳn là đã từ bỏ. Nhưng Đăng Thiên Kiều sẽ là khảo nghiệm nghiêm trọng nhất của hắn. Tinh linh đế quân ung dung than nhẹ, hai đầu lông mày tụ lên vẻ sầu lo. Thương Huyền 30.000 năm, rốt cuộc đã đợi được người cứu vớt nó, thiên tân vạn khổ, vùng vẫy giấy chết, đúc thành truyền kỳ quật khởi cổ kim hiếm thấy, nhưng... khảo nghiệm thật sự, còn ở phía sau. Bảy vị đế quân đã triệt để quên lãng đi ân tình của hư không đế quân, nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Bây giờ nhìn lại lo lắng trùng điệp. Không dám mạo hiểm, nhưng thật đến một bước cuối cùng, cũng chính là trong lúc thiên kiếp đăng thiên kiều đó, các đế quân tuyệt đối sẽ không lại lưu tình. Không chỉ có bọn hắn muốn can thiệp thiên kiếp, càng phải săn giết bọn người thiên hậu, cho dù cuối cùng hắn có thành công, cũng tiếp nhận bảy vị đế quân liên hợp trấn áp. Là cùng chung mối thù mà thật sự liên hợp. Thiên nghi nữ hoàng nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn đã dùng hai đời chinh chiến, chứng minh mình là kẻ được ông trời lựa chọn, chẳng lẽ bảy vị đế quân không nhìn thấy sao? Bọn hắn không thể cho Thương Huyền một cơ hội. Bọn hắn không phải là không thể, mà là không dám, chống lại Thương Huyền 30.000 năm sinh ra đế quân, nhất định là sát phạt đầy người, thù hận tất cả đế quân. Thương Huyền còn chôn giấu lấy di cốt của hư không đế quân, chôn giấu cánh cửa hư không, Thương Huyền còn có thiên hậu, thôn thiên ma hoàng, hồng hoang thiên long và các siêu cấp cường giả, nếu như đều có thể kích phát ra tiềm lực, trùng kích đế cảnh, dù là chỉ là bán đế, hắn đều đốt chiến tranh khắp bát châu thập tam hải. Chế tạo siêu cấp thời đại thuộc về hắn. Coi như hắn có thể bảo chứng không xâm phạm đại lục khác, nhưng Thương Huyền có năng lượng khủng bố, cũng có thể để tất cả đế quân ăn ngủ không yên, thể nghiệm bị uy hiếp chi phối sợ hãi. Huyền thổ chiến thần, siêu cấp thần linh trong linh tộc, cũng là linh thể trăm vạn dặm đại địa dãy núi dựng dục ra, sinh ra tại trước cuộc chiến sát thiên, thành thần tại thời đại hư không đế quân tử vong, hắn tận mắt thấy thế giới phát triển 30.000 năm biến thiên, đối với thế sự đều nhìn thấu triệt hơn. Trước khi hắn lên trời, Thương Huyền hẳn là có thể tạo nên gần 20 vị thần linh, đây đã là số lượng kinh khủng, nhưng muốn đối kháng chư vị đế quân, cơ hồ không có phần thắng. Dù là chúng ta nhúng tay. Diệu Thiên Nữ Hoàng chậm rãi lắc đầu, nàng là tinh linh đương kim nhiều tuổi nhất tinh linh tộc, cũng là người chủ trì chân chính phía dưới đế quân. Chúng ta có cần phải bàn bạc với hắn không? Chí ít nói cho hắn biết, tạm thời các đế quân từ bỏ, để hắn an tâm chuẩn bị cuộc chiến đăng thiên kiều. Thiên khung thần thụ, đại thụ khổng lồ nhất trong thụ yêu từ hồng hoang đến nay, cắm rễ 10 vạn dặm đại địa, giờ cao nâng 3 vạn dặm bầu trời, có thể hấp thu tinh hoa đại địa, cũng có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tinh thần, là bình chướng bảo vệ tự nhiên, cũng là thần bảo vệ đế thành. Ta đi! Hồng võ thiên thần bên trong chư thần tinh linh, là tinh linh với thiên phú cao nhất, cũng là cường giả sơ khuy bán đế. Vẫn là để ta đi! Thiên nghi nữ hoàng nhẹ nhàng, hạ quyết tâm. Cung điện thoáng an tĩnh. Bọn họ cũng đều biết thân phận của Thiên Nghi, biết quan hệ của Thiên Nghi cùng Khương Phàm, càng rõ ràng tất cả mọi chuyện phát sinh lúc ấy hơn. Nhưng, phần tình cảm kia không nên thuộc về Thiên Nghi, giống như thật sự ảnh hưởng đến nàng. Theo bọn hắn nghĩ, đây chẳng qua là nhiệm vụ, chỉ là sứ mệnh, nhưng nàng lại hãm sâu trong đó, trọn vẹn ngàn năm. Ta đề tỉnh cho hắn một câu sẽ trở lại ngay. Thiên Nghi nữ hoàng ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt đế quân. Ai? Diệu Thiên Nữ Hoàng nhiều tuổi nhất nhẹ giọng thở dài, nói. Hắn vẫn là hắn, nhưng cũng không phải hắn. Tái thế trùng sinh,
chỉ có trí nhớ kiếp trước, mà không phải người kiếp trước. Tinh linh đế quân lại đột nhiên hạ quyết tâm, nói. Mời hắn đến nơi này. Chư vị tinh linh cùng linh thần bọn họ cũng hơi có phản ứng, kinh ngạc nhìn đế quân. Mời đi theo. Đến đế thành sao? Đế thành bây giờ, đã không còn là đế thành ngàn năm trước. Khương Phàm bây giờ, càng không phải là thánh hoàng ngàn năm trước kia. Chẳng lẽ không sợ hắn phát hiện? Không, nếu như hắn tới, khẳng định là có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ đế quân có ý là? Chương 2947 Đế khu huyền bí 1. Đôi mắt đẹp của thiên nghi nữ hoàng như làn sóng, chậm rãi cúi đầu tại ánh nhìn soi mói của đế quân, rủ mắt xuống nhìn xuống mặt đất, trầm mặc thật lâu, quay người rời khỏi. Thiên khung thần thụ nhìn đế quân một chút, sau khi đạt được gật đầu ra hiệu, liền đi theo thiên nghi nữ hoàng rời khỏi. Diệu thiên nữ hoàng thở dài trong lòng, nói. Ta an bài tinh linh đi mời. Hồng võ thiên thần, huyền thổ chiến thần, thủy trọng yêu đụng đụng ánh mắt, đều thấy được phần phức tạp kia trong đáy mắt nhau. Sâu trong đế thành, nơi thiên khung thần thụ cắm rễ. Dưới mặt đất vạn mét, trăm ngàn đầu sợi cây uốn lượn rắc rối, từng sợi giống như long mãng tráng kiệt, tung hoành xen lẫn thành không gian hoa mỹ sáng rực dưới đất. Phạm vi nơi này rất lớn, chừng mấy vạn mét. Năng lượng nơi này nồng đậm, như mê vụ giống như phiêu đãng. Nơi này trống rỗng, chỉ có một tòa tế đàn khắc đầy đế văn. Một nam tử da thịt trắng nõn, gầy gò cường tráng, chỉ mặc y phục trắng đơn bạc, xếp bằng ở trên tế đàn. Hắn lấy tay nâng má, nghiêng đầu chợp mắt. Một đầu linh phù xen lẫn xiềng xích, buộc lại cổ, cổ tay của hắn, giam cấm năng lượng của hắn. Khi dễ giả vặn vẹo, chậm rãi đung đưa, toàn bộ không gian dưới đất đều hiện lên ra lít nha lít nhít phù văn, lấp lóe cường quang, ù ù tiếng vang, bộc phát thần uy như lôi đình. Nam tử lông mày khẽ nhúc nhích, mở ra con mắt tà mị kia, hai cánh hư vô phía sau có chút đong đưa. Hắn nhìn nữ tử uyển chuyển dạo bước đi tới ở giữa dễ dà, khóe miệng khẽ nhếch, ẩn hiện răng nanh. Mẫu thân, thiên nghi nữ hoàng đung đưa đôi mắt sáng rỡ phức tạp. Phụ thân ngươi, muốn tới. Ha ha, khóe miệng nam tử mở rộng nụ cười, đáy mắt lóe lên tinh mang. Ta, muốn rời khỏi nơi này. Hôm nay xí thiên giới lần nữa lâm vào trong cuồng hoan. Giữa sự chứng kiến của toàn thể cường giả, Long Văn kiêu ngạo nhất của Hồng Hoang Thiên Long xuất hiện hư hóa, biểu thị xí thiên giới ra đời vị cường giả thần cảnh siêu thoát thứ ba. Công lao lớn nhất, đương nhiên thuộc về Hồng Mông Phong Bia. Tiếng Long ngâm to rõ, vang vọng đất trời, như thủy triều ánh sáng Hồng Mông, vô tận đến rực rỡ màu sắc. Tất cả cường giả đều tận tình gieo hò, kích động hò hét. Siêu thoát thần cảnh, sơ khuy bán đế, đây không thể nghi ngờ là vấn đề mà tất cả thần linh đều hâm mộ và khát vọng, đưa mắt nhìn khắp thiên hạ, vạn năm thời gian đều chưa hẳn có thể tạo nên mấy kẻ. Sơ khuy bán đế, cũng mang ý nghĩa phát khởi khiêu chiến với đế cảnh. Nếu như thành công, vậy đó chính là đế quân. Đầu tiên là Khương Phàm, tiếp theo là Thiên Hậu, bây giờ lại có Hồng Hoang Thiên Long. Số lượng cường giả tụ tập bên trong xí thiên giới, cơ hồ tới gần tổng số tất cả cường giả thiên hạ thời kỳ bình thường. Đây là thành tích kiêu ngạo đếp cỡ nào, lại là vinh quang huy hoàng đến cỡ nào. Mà những điều này, đều là bọn hắn đẫm máu dục hỏa chém giết đi ra. Thôn Thiên Ma Hoàng cùng giới chủ đều nhận kích thích lớn nhất. Sau khi ngắn ngủi tỉnh dậy, tiếp tục bế quan chiều sâu. Thôn Thiên Ma Hoàng đã thôn phệ số lượng lớn thần huyết. Cơ hồ là máu của tất cả tù binh thánh hoàng cùng thần linh đều nuốt chút. Ngay cả Kiều Vô Hối, Tần Vị Ương, bọn người Khương Diễm, đều mặt dạn mày dày thả chút máu. Đây không thể nghi ngờ là siêu cấp cơ duyên vạn cổ hiếm thấy. Thử nghĩ ai có thể một lần duy nhất tập hợp đủ máu của 30 vị thần linh cùng gần trăm vị thánh hoàng. Đại bộ phận lại còn là thần dương huyết ngưng tụ tinh hoa thần linh. Tình huống giới chủ nơi đó không sai biệt lắm, cũng lại yêu cầu rất nhiều di thể thần linh. Thần dương huyết cùng thần cốt linh tủy, kích phát chiều sâu đạo quả tiềm lực của mình. Trước đó đều là thôn phệ đào ngột, thương loan và các huyết mạch thánh thú, số ít huyết mạch các loại đằng xà, bây giờ các loại huyết mạch cự long, huyền vũ, bạch hổ, chiến thần, thần tôn, đều bày tại trước mặt. Cơ duyên như vậy, đầy đủ phong phú, đầy đủ để bọn hắn khiêu chiến cực hạn của mình. Nếu như thành công, bọn hắn chân chính ngạo thị thiên hạ, tranh giành thiên khải. Nếu như còn không thể thành công, nói rõ cực hạn chính là như vậy, không cần thiết lại dãy giụa. Cho nên, đối với Thôn Thiên Ma Hoàng cùng giới chủ mà nói, cả
cái này tương đương với một trận chống lại vận mệnh, có thể đột phá hàng rào, trùng kích bán đế hay không, liền nhìn lần này. Nhìn hắn đắc ý. Đại vương hâm mộ. Người đó, đừng luôn muốn tạo em bé, nỗ lực đi. Khương Phàm đứng trên mai rùa của đại vương, ngước nhìn đại tặc đang vui mừng bay trên trời, ngao ngao gào thét, cũng cảm thấy vui mừng thay nó. Ta là đột nhiên nghĩ tới, nếu thật sự là thành thần thì không thể sinh em bé. Một thời gian trước đại vương đang chuẩn bị trùng kích thần cảnh, kết quả đột nhiên tỉnh ngộ lại, quay đầu chui vào trong nhóm huyền quy, đặc biệt làm lớn chuyện, dày vò đến bây giờ, nhất định phải lưu lại trùng cho mình. Kết quả trùng không có tạo ra đến, vậy mà lại nghe được đại tặc đột phá. Cũng không phải không có hy vọng. Khương Phàm cười khổ, đây chính là khác biệt theo đuổi. Lúc trước cái tên này còn chạy tới Thương Uyên đảo tạo em bé, đại tặc kiêu ngạo biến đổi, hóa thân thành thiên long, bây giờ lại đâm trong đống con rùa tạo em bé, đại tặc siêu thần. Đều là mang ra từ trong thế giới mới, đều có chút tính hỗn bất lận du côn, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Coi như có hy vọng thành thần, nhưng các ngươi, là thật không có hy vọng. Đại vương nhìn thân thể cơ hồ hư vô toàn bộ của Khương Phàm, nhìn lại hồng hoang thiên long bắt đầu hư hóa, nhếch miệng cười. Người đó, cũng tìm xem thăng bằng từ hướng này đi. Hàn Ngạo lắc đầu, ngước nhìn thiên long bay lượn, hâm mộ càng bị kích thích, hắn không hy vọng xa vời có thể trùng kích đế cảnh, mong đợi bây giờ nhất chính là thành thần. Kêu cái gì nói, xem thường ta, ta đây là huyền vũ, ta cũng có tiềm lực xưng đế, chỉ là tốc độ hơi hơi. Chậm một chút thôi, lại nói, ta đây là quy hoạch quy sinh hợp lý. Trước thành gia, lại lập nghiệp, trước tạo em bé, lại xưng đế, không lưu tiếc nuối cho quy sinh. Ngược lại là các ngươi, chỉ lo lập nghiệp, sau này muốn trở thành nhà, muốn tạo em bé, hắc hắc. Muộn đi. Chương 2948 đế khu huyền bí 2. Ai quy định xưng đế thì không thể tạo em bé rồi. Mọi thứ không cần tuyệt đối như vậy. Bắc Thái lão ca người ta dày vò trên vạn năm, không phải cũng dày vò ra một đế tử. Sau này Khương Phàm nhàn rỗi không chuyện gì làm, không đền bù thiên hậu các nàng thua thiệt. Phương thức trực tiếp nhất là cái gì? Hắc hắc. Chu Thanh Thọ nằm nghiêng trên mai rùa, mang trên mặt nụ cười quái dị, đại tặc đều nhìn trộm bán đế rồi. Lại sau này chính là muốn trùng kích đế cảnh. Nếu quả thật thành thì sao? Diệu a, hắn đời này là không có hy vọng, nhưng có thể có hai huynh đệ đế quân, kiếp sau không cần làm gì khác, chỉ toàn trang bức. Nhắc đến chuyện này, ta liền buồn bực, cái tên kia thật sự là chủng của đế quân. Đại vương run run người, lên tinh thần. Nói nhảm, người coi đế thành là đại thảo nguyên xanh xanh sao? Ta biết không ai dám, nhưng đế quân không phải tiếp thụ qua thiên kiếp rèn luyện, đế khu siêu thoát tại thế sao? Làm sao còn có thể thai nghén hài tử? Đại vương quay đầu hỏi Đan Hoàng. Ngươi chỉ cần hiểu rõ kỹ càng quá trình từ thần linh đến đế cảnh, thì đã biết vẫn có tỷ lệ. Chu Thanh Thọ nói rất đúng, mọi thứ không có tuyệt đối. Đan Hoàng mang trên mặt nụ cười, cũng vui mừng khi thấy hồng hoang thiên long biến đổi. Nói một chút,